Chương 99, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Những năm gần đây, nhà máy giấy Ngư Dương tuyển mộ một số lượng lớn người rảnh rỗi. Vào lúc bắt đầu xây dựng nhà máy, số công nhân chỉ mới 200 người, giờ đã là 500, nghe nói còn tiếp tục tăng thêm, tiền lương cho công nhân giờ chỉ phát một nửa. Gần đây vì vấn đề bảo vệ môi trường mà đã bị thành phố bật đèn đỏ, ngay cả phóng viên tỉnh cũng viết bài phản ánh mùi không khí ô nhiễm và chất thải công nghiệp độc hại. Chẳng những người thị trấn Lâm Tuyền đâm đơn kiện mà những vùng hạ du phía dưới còn kiện mạnh hơn. Tất cả mọi người trong thị trấn đều uống nước của con suối Lâm Tuyền, tuy nói đã qua hệ thống xử lý loại bỏ chất độc nhưng e là còn sót lại rất nhiều không thể cách nào hoàn toàn làm sạch. Gần đây cũng nghe nói lãnh đạo thành phố ra lệnh cho nhà máy đóng cửa, hiện giờ xét cả về mặt kinh tế lẫn lợi ích đều không tốt, lòng người dao động, cháu sợ xảy ra loạn. Trước kia cháu ở Đại học Hải Giang đã phát hiện ra một loại giấy đặc biệt, do phòng thí nghiệm của trường nghiên cứu ra. Nếu nhà máy giấy Ngư Dương có thể sản xuất loại giấy đặc biệt này thì có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng điều này cần rất nhiều tài chính, không có tiền mà nói thì chuyện gì cũng là công dã tràng. Vì thế sau khi gặp qua tập đoàn Nam Cung, cháu đã tính toán xem có thể để bọn họ có cổ phần trong nhà máy giấy Ngư Dương hay không. Chính quyền chúng ta chiếm phần nhỏ, bọn họ chiếm phần lớn, hoặc bán toàn bộ cho bọn họ cũng được. Tại kỳ họp thứ 3 của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 8, Thủ tướng thay mặt cho Quốc vụ viện đã đọc báo cáo công tác của chính phủ, chỉ rõ, công tác của chính phủ vào năm 1995 đã kiên trì đề xuất của vĩ nhân về lý luận và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện các phương hướng lãnh đạo của Đảng bao gồm tiến thêm một bước xử lý tốt cải cách, phát triển, ổn định quan hệ. Lấy xí nghiệp quốc doanh làm trọng điểm, đẩy mạnh cải cách, tiếp tục giữ vững tốc độ phát triển kinh tế nhanh, phát triển bền vững. Như vậy đã đề xuất cải cách các xí nghiệp quốc doanh, tuy mới chỉ là giai đoạn đầu nhưng cháu nghĩ chủ nghĩa khoa học đã từng bước hướng về thị trường, chuyển biến xâm nhập từng bước, nước mạnh trước hết phải từ kinh tế. Vì vậy chỉ cần không để cho lợi ích quốc gia bị tổn thất thì chúng ta cũng không cần lo lắng gì. Tuy nhiên nếu đem toàn bộ nhà máy giấy Ngư Dương bán cho bọn họ chắc là hơi khó khăn, chính sách bây giờ cũng chưa cho phép, hơn nữa liên quan đến quá nhiều mặt đến địa phương. Ví dụ như vấn đề đất đai, bố trí công nhân nên tốt nhất là liên doanh. Chuyện ở huyện Hồng Mạch là một tiền lệ, một bên góp đất một bên góp tiền cũng là hợp lệ. Nếu như bí thư Lý có ý định này, cháu sẽ đi tìm thêm tài liệu, liên lạc với Đại học Hải Giang về loại giấy đặc biệt kia. Tuy nhiên vì chức vụ cháu quá thấp, chỉ sợ là người của nhà máy giấy Ngư Dương sẽ lờ đi. Diệp Phàm phân tích cặn kẽ cho Lý Hồng Dương, dĩ nhiên cũng nói lên quan điểm của mình. Lý Hồng Dương là lãnh đạo cựu trào, có vấn đề gì mà không hiểu? Ừ, suy nghĩ này được đấy. Cháu để chú suy nghĩ thêm, giờ sau khi trở về cháu có thể bắt tay vào việc tìm thêm tài liệu, bất kể có dùng hay không cũng phải chuẩn bị tốt. Cơ hội không đợi người, nếu như chuyện này có thể thành công thì chú sẽ bổ nhiệm cháu làm tổ trưởng tổ công tác cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Làm rất tốt. Lý Hồng Dương vỗ vai khích lệ Diệp Phàm. Thầm nghĩ tiểu tử này đúng là không hổ tốt nghiệp Đại học Hải Giang, không giống như những kẻ mọt sách khác. Xem ra để cho hắn xuống thôn đập thiên thủy đã rèn luyện không ít, trên phương diện chính sách của đảng cũng có chú ý, lại có cả lý luận căn bản. Đầu óc linh hoạt, có sáng tạo, có can đảm, người như vậy dùng tốt sẽ là đại tướng tiên phong chấm tuy nhiên về phương diện trung thành cần khảo sát thêm, nhưng trước hết phải vỗ về, ra vẻ bản thân mình coi trọng hắn. Nếu không để cho hắn đầu nhập sang bên Trương Tào Trung thì không hay rồi. Gần đây Chủ tịch thành phố Mạc Hương La Hạo Thông cũng đã có khuynh hướng nhúng tay mạnh mẽ vào nhân sự Ngư Dương, bí thư đảng đoàn Trung Minh Nghĩa chính là thủ hạ mà Chủ tịch thành phố La gần đây chiêu dụ, ai? Chuyện ở Ngư Dương càng ngày càng khó làm, tạo thế chân vạc, tuy nhiên tạm thời mình vẫn là lão đại ngụy A. Lúc này thư ký của Lý Hồng Dương nhẹ nhàng bước vào, nhìn thoáng qua Diệp Phàm không nói chuyện. Bí thư Lý, cháu đi về trước. Diệp Phàm hiểu ý đã đến lúc ra về, chắc là thư ký của Lý Hồng Dương có chuyện gì cơ mật cần báo cáo. Không có chuyện gì, là chuyện của tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông có phải không? Tiểu Diệp không phải là người ngoài, nói đi, Tiểu Diệp cũng nên nghe để sớm chuẩn bị cho tốt. Lý Hồng Dương nói. Lý Hồng Dương vừa mở miệng, sắc mặt tên thư ký biến đổi mấy lần, thầm nghĩ mẹ kiếp sao mà thằng danh họ Diệp này chó ngáp phải ruồi như vậy. Lão đại đối với hắn quá thân thiết, e là còn hơn cả mình. Nhìn dáng thằng danh này sau sẽ phát triển lên cao, mình phải làm tốt quan hệ với hắn mới được. Gã liền nói ngay. Tổ trưởng Diệp,
cậu là ân nhân của tập đoàn Nam Cung. Vừa rồi bê bí thư Lý bảo tôi đi tìm hiểu một chút tài liệu về tập đoàn Nam Cung, thông qua bạn bè công tác bên ngoại thương cũng có được một vài thông tin liên quan đến tập đoàn Nam Cung tại Hồng Kông. Tập đoàn Nam Cung được sáng lập vào thời Thanh Mạt, nghe nói tổ tiên là chi thứ của Nam Cung Thích, một trong bát sĩ của Tây Chu, Hoa Hạ, phát xuất từ thành phố Nam Cung tỉnh Hà Bắc. Sau đó người sáng lập tập đoàn là Nam Cung Định Viễn thấy triều Thanh hủ bại vô năng, chỉ biết làm nhục đến quốc thể. Trong cơn tức giận rời nhà đến Hồng Kông, hơn nữa còn đổi tên là Nam Cung Võng Thống, chắc là có ý tứ đất nước sớm ngày thu hồi lại Hồng Kông. Nam Cung Võng Thống nhờ vào bản lĩnh và nhiệt huyết mà đã gầy dựng nên một tập đoàn hùng mạnh từ một nhà máy nhỏ, trải qua mấy chục năm tranh đấu đến hiện giờ tài sản có mười mấy tỷ, là một tập đoàn khổng lồ. Hiện giờ người đứng đầu thực sự của tập đoàn Nam Cung chính là người cha Thu Đồng của chủ tịch Nam Cung Hồng Sách. Sau khi vĩ nhân đi kiểm tra vùng duyên hải phía Nam thì đưa ra chính sách cải cách, mở cửa đón các nhà đầu tư bên ngoài, việc đàm phán thu hồi Hồng Kông cũng đạt được bước tiến lớn. Cho năm 1984 ký kết thông cáo chung Trung Anh, quyết định vào mùng 1 tháng 7 năm 1997 sẽ khôi phục chủ quyền của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với Hồng Kông, thực hiện chính sách một nhà nước hai chế độ. Nam Cung Thu Đồng mừng rỡ lập tức tiến quân về đại lục trợ giúp xây dựng quê hương. Vì thế mấy năm gần đây tập đoàn Nam Cung đã đầu tư tại quốc nội 3 tỷ tiền Hồng Kông. Ừ, Tiểu Liễu làm tốt lắm, điều tra rất chi tiết. Lý Hồng Dương thuận miệng thư ký, tỏ vẻ vui mừng. Đã có cơ hội một tập đoàn tài sản đến mười mấy tỷ đến Lâm Tuyền, nhất định phải nắm lấy. Tiểu Diệp, trở về chuẩn bị tốt, chú xem trọng cháu. Sau này có chuyện gì trực tiếp liên lạc với thư ký Liễu. Lý Hồng Dương gõ mạnh vào nắp chén cạch cạch hồi lâu. Tuy nhiên lần này là do y cao hứng nên trong thanh âm cũng có vẻ vui sướng. Thư ký Liễu vội vàng lấy trong tập danh thiếp ra một cái đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng đứng lên thận trọng nhận lấy cất vào trong cặp, danh thiếp của bí thư Lý không phải dễ cầm, đây là một loại vinh dự cũng như tín nhiệm. Sau khi đem bí thư Lý ra khỏi cổng chính của Thủy Vân Cư chuẩn bị rời đi thì thấy thư ký Liễu len lén vòng trở lại đưa cho Diệp Phàm một tờ danh thiếp nói. Anh Diệp, đây là điện thoại của tôi. Rảnh thì anh em mình gặp nhau giao lưu. Cảm ơn, sau này được thường xuyên làm phiền anh Liễu rồi, kính xin anh Liễu đừng cảm thấy phiền hà là được, ha ha. Diệp Phàm cười nói, xem ra đối phương có ý lấy lòng, bản thân mình cũng không đến nỗi ngu ngốc mà đi cự tuyệt như vậy, vội vàng đem mã số máy nhắn tin cho gã. Ai, có lẽ phải mua lại điện thoại di động rồi, nếu không cũng rất bất tiện, nhưng may gần đây cũng có được 20 vạn. Diệp Phàm thở dài rồi ngủ thiếp đi trong Thủy Vân Cư một lát. Thủy Vân Cư này đúng là cái gì cũng có, cả ăn uống lẫn giải trí, phòng nào cũng bày biện trang nhã lịch thiệp. Tạ Mỹ Nhân dường như có lòng thật sự coi Diệp Phàm là cậu em, còn đặc biệt tặng cho hắn một thẻ vàng giảm giá 30%. Diệp Phàm đương nhiên cũng hớn hở nhận, kêu một tiếng chị Mỹ Nhân làm Tạ Mỹ Nhân cười khanh khách đến rung cả vòng eo nhỏ nhắn. Ra khỏi Thủy Vân Cư vừa lên xe định trở về Lâm Tuyền thì máy nhắn tin vang lên, nói chuyện điện thoại mới biết là Phó Chủ tịch huyện Trương Tân Huy gọi tới. Tiểu Diệp, chuyện của cậu thành công rồi có phải không? Chuyện gì vậy anh Trương? Diệp Phàm hơi khó hiểu. Trương 100, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Tối nay Gia Lâm cứ gọi điện thoại ầm ĩ cho tôi, bảo muốn tôi sắp xếp cho nó trở về học khu thị trấn Lâm Tuyền, dường như còn rất cấp bách. Cậu xem trước kia chúng tôi cầu xin nó thì nó lại cứ bướng bỉnh như trâu, giờ thì ngược lại. Tôi hơi ngần ngừ một chút nó đã làm ầm lên. Trương Tân Huy cười vang, nghe giọng thấy tâm trạng vui vẻ. Chuyện hiệu trưởng Trương Gia Lâm không kết hôn, không trở về nhà cứ như hòn đá tảng đè nặng lên ngực của y, nên cũng khó trách giờ cảm thấy thoải mái. Ha ha, chúc mừng anh Trương rồi, chắc là Gia Lâm đã bị Liễu Tuyết Liên làm cho điên đảo, kế thay mận đổi đảo có hiệu lực á. Vậy anh còn chờ gì nữa, em nghe nói trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy tuy nói là tiểu học nhưng là vùng chiến khu xưa. Hơn nữa thôn Đập Thiên Thủy lại rất lớn nên hiệu trưởng ở đó cũng kiêm nhiệm hiệu phó của học khu Lâm Tuyền. Anh Trương chắc nên để cho Gia Lâm thăng lên một cấp rồi, ha ha. Diệp Phàm vui mừng đề nghị. À, còn có chuyện này cơ à, vậy mà tôi không biết. Tốt, cảm ơn Tiểu Diệp nhiều, có rảnh rỗi tới nhà anh Trương nhé. Tối nay không rảnh. Để vài hôm nữa thì anh Trương sẽ mời khách, gặp nhau ở Thủy Vân Cư, ha ha. Trương Tân Huy vui vẻ cúp điện thoại,
nghe Triệu Bính Kiện để lộ tin tức là Trương Tân Huy có thể vào Thường vụ nên tâm trạng của Diệp Phàm cũng rất tốt. Cảm giác có thể xưng anh em với một người sắp vào Thường vụ huyện ủy sảng khoái thế nào chứ? Trở về đến thị trấn Lâm Tuyền thì đã 8 giờ tối liền dứt khoát dừng xe ở quán cơm Xuân Hương gọi Triệu Thiết Hải ra làm vài chén, thuận tiện tìm hiểu thêm một chút về tập đoàn Nam Cung ở Hồng Mạch. Chuyện của giám đốc sở tài chính Lưu Lương Huy chém người cũng phải hỏi qua, dù sao y cũng là người dùng diễm tình thảo để hại chủ tịch Ngô. Diệp Phàm chỉ e Lưu Lương Huy đem chuyện chủ tịch Ngô bị ám toán trước lúc treo cổ thì lộ ra chuyện giữa chủ tịch Ngô và Diệp Kim Liên, ảnh hưởng đến danh dự của Diệp Kim Liên. Anh Triệu, rốt cuộc giám đốc Lưu xảy ra chuyện gì mà lại đi chém phó chủ tịch Trương? Chuyện xảy ra cụ thể thế nào thì cũng không rõ ràng, bởi vì Lưu Lương Huy hiện giờ đã phát điên rồi, chắc là khó có thể khôi phục. Nghe nói lúc xế chiều Trương Hy Lâm đang chiêu đãi lãnh đạo Cục Nông nghiệp thành phố ở Bách Vị các vị y quản lý mảng này. Lúc ấy cả đám đã uống say, Trương Hy Lâm sau khi tiễn lãnh đạo thì quay lại Bách Vị các gọi ông chủ xin một chén canh giải rượu, không cẩn thận lại gọi điện thoại cho Lưu Lương Huy đang đầy tâm trạng. Lúc ấy Trương Hy Lâm đang giận dữ nên thuận miệng mắng một câu, con mẹ ngươi, đi đường nào vậy? Còn Lưu Lương Huy mới từ phòng VIP đi ra chuẩn bị vào toilet, cũng uống rượu say mềm. Hai người đều ngà ngà không biết ai lại ai rốt cuộc cãi nhau. Sau đó thì cũng biết đối phương là ai, nào ngờ Trương Hy Lâm dường như tức giận hơn nói một câu, chủ tịch Ngô chính là bị đồ con rùa ngươi hãm hại, nếu không ngày đó hai người cùng đi thôn đập thiên thủy. Người không có việc gì còn chủ tịch Ngô lại treo cổ là làm sao? Lưu Lương Huy đột nhiên bộc phát mắng Trương Hy Lâm, nói vợ y là Hoàng Tiểu Đình đã lên giường cùng với chủ tịch Ngô, hơn nữa còn dựa vào vợ để chèn ép chủ tịch Ngô mới đem Trương Hy Lâm vào đảng ủy. Ai? Trương Hy Lâm bị đâm trúng chỗ hiểm, thuận tay cầm một cây chày nấu bếp đập vào đầu Lưu Lương Huy một cái làm máu chảy đầy mặt. Lưu Lương Huy cũng nộ khí xung thiên, vớ được con dao trên kệ bếp nhào tới chém Trương Hy Lâm. Những người bên cạnh cũng có khuyên can, nhưng thấy cảnh gậy gộc dao búa như vậy thì ai dại gì mà nhảy vào. Cứ như vậy chân trái của Trương Hy Lâm bị Lưu Lương Huy điên cuồng làm cho 7-8 nhát. Cả bắp đùi cũng bị chém nát, còn Lưu Lương Huy thì bị Trương Hy Lâm vung gậy đánh tới tấp. Mọi người vội vàng đem hai người đến trung tâm y tế sơ cứu rồi chuyển thẳng lên bệnh viện đệ nhất của thành phố Phúc Xuân. Hiện giờ thì Lưu Lương Huy đã phát điên còn Trương Hy Lâm thảm hại hơn. Đã đưa đến Thủy Châu cưa chân rồi, chắc sẽ biến thành tàn phế, ai? Khổ như thế chứ, hai người đều coi như xong. Triệu Thiết Hải cũng thở dài. Không có nói chuyện gì khác sao? Diệp Phàm hỏi thêm. Không có. Triệu Thiết Hải trả lời. Đúng là ma làm, gần đây thị trấn Lâm Tuyền xảy ra bao nhiêu chuyện, treo cổ, cháy lớn, tội phạm giờ lại chém nhau. Anh thật xui xẻo a, mới vừa rồi còn bị cục trưởng Vương giáo huấn nữa. Anh có cách gì chứ? Đám cháy kia là do đàn em hắc cẩu của Điêu Lục Thuận ra tay, chủ tịch Ngô treo cổ tự tử anh quản thế bên nào được, tội phạm chạy đến Lâm Tuyền anh lại càng không có biện pháp, chuyện gãy chân của Trương Hy Lâm thì có quan hệ gì đến anh chứ, ai? Vẻ mặt Triệu Thiết Hải, thở dài mở một chai bia tu một hơi rồi mới cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Cậu nói đi người anh em, vợ của Trương Hy Lâm lão rốt cuộc có phải lên giường với chủ tịch Ngô hay không, hắc hắc. Không có chuyện gì đâu anh Triệu, xảy ra chuyện lãnh đạo dù sao cũng phải giáo huấn mấy câu, không giáo huấn anh thì giáo huấn ai đây? Điều này nói lên lãnh đạo để mắt đến anh, nếu không cục trưởng Vương không đi giáo huấn Hồ Đức Quý đi, anh nói có phải không? Diệp Phàm khuyên nhủ vài câu rồi cũng ngửa cổ tu hết chai bia. Còn chuyện người ta có nhân tình hay không thì nói làm gì, ông có chân giò, bà thò chai rượu, chúng ta hơi đâu mà đi quản mấy chuyện này, ha ha. Ừ. Thằng em nói rất có lý. Triệu Thiết Hải hừ một câu, cảm giác dễ chịu hơn. Quản cái con đầu bê ấy. Y còn gắng mắng thêm một câu. Anh Triệu, anh biết rõ chuyện của công tử nhà Nam Cung được cứu ra ở huyện Hồng Mạch thế nào không? Diệp Phàm hớp một ngụm súp, tiếp tục hỏi. À, đang muốn kể cho thằng em đây. Vừa rồi cục phó Vu trên thành phố gọi điện tới, nói là rất cảm tạ sự giúp đỡ lớn của cậu. Nói khi nào lên thành phố nhất định phải để cho y mời khách. Triệu Thiết Hải cười vẻ ghen tị. Thằng em đúng là chó ngáp phải ruồi a, chuyện tốt như vậy lại không rơi trúng đầu thằng anh. Nếu như đầu mối do anh cung cấp thì giờ có phải đã có một bằng khen, sau này thì tốt rồi. Không nói nữa, hôm đó đội trưởng Lý và cục phó Vu dẫn theo cảnh sát hình sự thành phố phối hợp với cảnh sát Phú Trang huyện Hồng Mạch bao vây Hoa Diêu thôn.
Không lâu sau thì tìm được chỗ giam giữ Nam Cung Cẩm Thần, do một ông lão gầy ốm tên là Trần Khiếu Thiên canh gác. Tuy nhiên cậu không ngờ đâu, thân thủ của ông lão đó cực cao, bốn cảnh sát vũ trang tiến vào đầu tiên bị lão đá cho mấy cước quay lơ bỏ dậy không được. Lợi hại nha, là nhân vật cấp đại hiệp. Chắc là lúc đầu bọn họ cũng thấy ông lão gầy yếu nên coi thường, tuy nhiên sau đó thấy ông lão đá một phát làm vỡ một tấm ván dày ba phân thì cả đám hết hồn, suy đoán ông ta thuộc về võ lâm cao thủ trong truyền thuyết. Đội trưởng Lý cũng không có cách nào, lại không dám nổ súng bừa bãi, với thân thủ của ông lão chưa chắc đã bắn trúng, không cẩn thận còn làm chết con tin Nam Cung Cẩm Thần. Cuối cùng cục phó Vu đề nghị đi bắt bà vợ Dương Tố Mai của ông lão đang giặt quần áo bên bờ suối để ép hàng. Tuy nhiên ông lão vẫn rất cứng cỏi không chịu đầu hàng, nói đây là chuyện của người khác nhờ, không thể sai lời. Mẹ kiếp, thật đúng là tư tưởng phong kiến độc hại còn rơi rất lại, khuyên bảo thế nào cũng không được, mà bà vợ Dương Tố Mai kia cũng rất dũng cảm a. Lại có thể lợi dụng lúc hai nữ cảnh sát không chú ý đâm đầu vào vách gỗ làm chảy máu trên đầu. Ông lão đau lòng hét to một tiếng, nhào tới bà vợ Dương Tố Mai yêu cầu lập tức đưa vào bệnh viện, cho nên mới giải thoát được Nam Cung Cẩm Thần. Triệu Thiết Hải nói tới đây còn ra vẻ thán phục. Kỳ quái, Điêu Lục Thuận có quan hệ gì với lão, chẳng lẽ gã là đồ đệ còn ông lão cũng là cao thủ siêu cấp? Cao thủ như vậy sao lại là tòng phạm của một tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt? Diệp Phàm hỏi tiếp. Nói vậy thì không phải, lúc ông lão còn trẻ có nhận ân đức của cha Điêu Lục Thuận. Nghe nói khi đó Trần Khiếu Thiên mới 30 tuổi, vợ là Dương Tố Mai bị xe đụng phải, hung thủ nhà nghèo nên cũng chẳng có tiền bồi thường. Vừa lúc gặp được cha của Điêu Lục Thuận là Điêu Lập Sơn một phó chủ tịch xã, thấy Trần Khiếu Thiên đáng thương ôm bà vợ đang đầm đìa máu nên động lòng trắc ẩn, vì vợ của Điêu Lập Sơn trước kia cũng bị bệnh mà không có tiền cứu chữa, ai? Thảm! Nói tới đây, Triệu Thiết Hải lại than thở, tập thêm một ngụm bia mới cảm thấy bớt phiền muộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 101, Tổ A. Sao rồi thế nào? Diệp Phàm cùng thêm một ly rồi hỏi tiếp. Sau đó Điêu Lập Sơn nổi lòng tốt bỏ tiền cứu Dương Tố Mai, Trần Khiếu Thiên cũng là một người nhận ân sẽ báo. Trong quá trình chữa trị thì gặp Điêu Lục Thuận lúc ấy mới 10 tuổi rất đáng yêu nên dạy dỗ gã một tháng, nghe nói còn để lại một quyển quyền kinh của nội gia. Đưa cho Điêu Lập Sơn một miếng ngọc bội bằng đầu ngón tay, nói sau này nhà Điêu Lập Sơn có chuyện gì nhất định sẽ giúp. Sau khi Điêu Lục Thuận bắt cóc Nam Cung Cẩm Thần đưa đến nhà của Trần Khiếu Thiên ở thôn Hoa Nhân Diêu. Trần Khiếu Thiên đối với Nam Cung Cẩm Thần cũng không tệ lắm, cũng không ngược đãi. Tuy nhiên lúc bị bao vây, Trần Khiếu Thiên thấy vợ mình bị bắt nên tức giận vuốt qua người của Nam Cung Cẩm Thần mấy cái. Sau đó Nam Cung Cẩm Thần tức thì mê man, đưa đến bệnh viện Thủy Châu kiểm tra thân thể thì không có gì đáng ngại nhưng vẫn hôn mê không rõ nguyên nhân. Cuối cùng kết luận là não bộ bị thương. E là sẽ thành người thực vật. Lúc cứu ra được, chủ tịch Nam Cung còn rất cao hứng, nào ngờ sau khi biết chuyện con trai mình sắp biến thành người thực vật thì ông ấy cơ hồ hỏng mất, nước mắt người già không ngừng tuôn chảy, vừa hy vọng đã tuyệt vọng như vậy thì ai có thể chịu nổi, ai? Triệu Thiết Hải thở dài thườn thượt. Đội cảnh sát hình sự cũng không có cao thủ, nghe nói trong bộ an ninh của Hoa Hạ chúng ta cũng có rất nhiều cao thủ đặc nhiệm thần bí, giết người có giấy phép, có thể mời bọn họ xem sao. Không chừng lại có cách. Diệp Phàm đưa ra ý kiến, nghĩ thầm, chắc là ông lão kia đã dùng âm thủ, nghe sư phụ nói nội kinh đạt tới tầng thứ 6 thì có thể lấy tay điểm mạch làm tắc nghẽn mạch máu. Người nào bị cao thủ điểm huyệt có thể biến thành kẻ điên, thành người thực vật hoặc cười cả ngày, vân vân. Nếu không có phép giải huyệt thì dù có nội kinh mạnh hơn người hạ thủ cũng khó khăn, làm không tốt có thể làm cho người bị điểm huyệt tổn thương, xui xẻo có thể chết người. Tuy nhiên khi đó lão phí cũng cười nói, cao thủ Hoa Hạ ta có thể đạt tới thuật dưỡng sinh tầng thứ 6 trở lên hiếm như lông phượng, sừng lân, không có mấy người. Hơn nữa loại cao thủ này trên căn bản là ẩn sĩ cao khiết, bình thường không đi làm chuyện ác. Hơn nữa có thân thủ tốt cũng chưa chắc có thuật điểm huyệt, tuyệt kỹ này rất ít. Có một đơn vị bộ đội, nghe nói là lính đặc nhiệm quốc gia cấp A, có tên gọi là mũ đen. Gọi như vậy không phải vì bọn họ mang mũ màu đen mà trên mũ có một hoa văn màu đen. Lúc anh còn ở lính trinh sát nghe lén được một thiếu tá đặc nhiệm nói vậy. Tuy nhiên cũng chỉ là nghe vậy thôi mà chưa từng gặp. Biệt đội mũ đen an ninh quốc gia này cũng không chịu sự quản lý của Bộ An ninh mà do Bộ An ninh, Bộ Công an, Quân ủy Trung ương và Cục Cảnh vệ Quốc gia cùng xây dựng.
chữ quốc trong phiên hiệu của bọn họ là biểu thị cho tổ quốc chứ không phải thuộc riêng bộ an ninh. Nghe nói tổ trưởng tổ A này chính là chủ tịch nước, đương nhiên chỉ là danh dự, còn điều hành trực tiếp là một sĩ quan cấp tướng. Cao thủ trong tổ A này đều là siêu cấp, cả nước không quá 30 người, nghe đồn sau lưng chín thường vụ của bộ chính trị đều có một người, trong các đại sứ quán đặt tại các siêu cường như Mỹ, Nga, Anh cũng đều có một, cuối cùng còn lại trong nước không nhiều lắm, tuyệt đối không quá 10 người. Nghe nói những người này đều là cấp bậc thượng tá, hưởng thụ đãi ngộ cán bộ cấp phó 3, cho dù là cục trưởng tỉnh Nam Phúc chúng ta có gặp cũng phải cúi đầu. Triệu Thiết Hải nói rất say mê, ánh mắt lóe lên sự ngưỡng mộ. Ai, thật khiến cho người ta hâm mộ, nếu có thể vào tổ A thì tốt biết mấy, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng thở dài nói, bản thân mình coi như cũng là cao thủ một phương, nếu có thể kiêm nhiệm chức vụ kia đi làm công tác thì tốt biết mấy. Tuy nhiên lý tưởng của Diệp Phàm là làm quan, cho dù là tổ A giết người có giấy phép thì cuộc sống cũng luôn căng thẳng. Hơn nữa cũng chỉ giết người đáng giết, sau đó còn phải xuất trình chứng cứ, nếu không sẽ phải ra tòa án binh, cũng không phải là đơn giản. Tiến vào đó ư, nghĩ khá lắm, ai không nghĩ như vậy, tuy nhiên nghe nói mỗi thành viên tổ A đều có thân thủ đạt mức lục đoạn của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hơn nữa còn phải qua kiểm tra nghiêm ngặt vì quyền lực của bọn họ quá lớn. Nếu không cẩn thận lọt vào một người xấu thì xong rồi. Triệu Thiết Hải lắc đầu. Thân thủ lục đoạn nghĩa là sao? Diệp Phàm hứng thú, sư phụ lão phí đến bây giờ cũng không nói cho hắn biết về phân chia cấp bậc của những cao thủ nội gia hoa hạ khiến Diệp Phàm hết sức buồn bực, không biết bản thân mình hiện giờ đạt tới cảnh giới thuần hóa của tầng thứ 5 thuật dưỡng sinh là đứng ở vị trí nào. Điều này anh cũng mới nghe người anh em Tề Thiên nói lại. Tề Thiên chính là thượng úy thuộc đội liệp báo của quân khu lĩnh Nam, thân thủ bất phàm, nghe nói bản thân hắn cũng chỉ mới đạt tới nhị đoạn thuần hóa. Triệu Thiết Hải ra vẻ thần bí đóng cửa phòng VIP lại rồi mới thì thào. Ừ, Tề Thiên thì em đã thấy, thân thủ đúng là bất phàm, lúc ấy một phát súng bắn chết tam quý tử cách đó 50 mét. Diệp Phàm gật đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh người thượng úy với cặp mắt rất có thần. Tề Thiên nói, hoa hạ chúng ta đất rộng người đông. Núi sông Thanh Tú. Ở rất nhiều thâm sơn cổ tháp, thậm chí là ở chỗ náo nhiệt cũng có cao nhân tuyệt thế ẩn náu. Tổng thể mà nói, hiện giờ phân chia cảnh giới của võ thuật truyền thống Trung Quốc bao gồm 9 đoạn lớn, mỗi đoạn như vậy lại chia ra 3 đoạn là hạ đoạn, trung đoạn, thượng đoạn. Vượt qua đoạn 1 đến đoạn 3 được gọi là võ sĩ, căn cứ đẳng cấp chia làm hạ đẳng võ sĩ, trung đẳng võ sĩ, thượng đẳng võ sĩ. Đoạn từ 4 đến 6 gọi là vũ sư. Đoạn từ 7 đến 9 chính là đại vũ sư, từ sau đó gọi là cái gì mà tiên thiên tôn giả, sau đó có gì nữa thì không biết. Tuy nhiên Tề Thiên có nói đừng bảo là tiên thiên tôn giả mà lục đoạn vũ sư cũng chưa từng gặp qua. Quá là hy hữu, nếu như có thể gặp thì gã lập tức bái sư, ha ha. Thằng danh kia cũng rất vui tính nha. Tất cả thành viên tổ A đều là vũ sư đỉnh cấp, có chức vụ đều là đại vũ sư, chắc là trong 30 người thì có 10 đại vũ sư. 20 vũ sư, không biết 10 đại vũ sư này ở đâu, nếu để anh thấy được sẽ lập tức gọi là ông ngay, ha ha. Ánh mắt của Triệu Thiết Hải lại càng sáng quắc, nước miếng thiếu chút nữa đã chảy ra. Diệp Phàm bên cạnh suýt cười sặc, thầm nghĩ, vậy sao gặp em không gọi là ông đi, em cũng đã là cảnh giới thuần hóa tầng thứ 5 thuật dưỡng sinh rồi này, còn lão phí là tầng thứ 8 chính là tiên thiên tôn giả, rồi. Điều này nói lên phân chia cấp bậc của thuật dưỡng sinh cao hơn với phân chia cấp bậc võ giả hoa hạ nửa bậc. Với thực lực tầng thứ 5 đỉnh cấp của mình chắc là tương đương với cao thủ lục đoạn của tổ A. Ai? Mình cũng coi là vũ sư rồi, gần bằng đại vũ sư, đáng tiếc là sư phụ tu luyện mấy chục năm mới đến tầng thứ 4 đỉnh cấp, là vũ sư trung đẳng. Xem ra phải coi căn cốt và cơ may là quan trọng nhất, ha ha. Để lúc nào bộc lộ tài năng cho thượng úy Tề Thiên xem cho gã quỳ xuống gọi một tiếng sư phụ cũng rất là phong cách. Còn như anh Triệu đòi gọi ông nội thì coi như xong, mình đỡ không nổi, ha ha. Diệp Phàm trầm tư một hồi, cảm thấy rất sảng khoái, nghĩ tới chuyện của công tử Nam Cung biết đâu mình lại có cách giải quyết. Nếu như chuyện thành công có lẽ chủ tịch Nam Cung sẽ có hứng thú đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương. Chương 102, bà quá cũng có lần đầu. Diệp Phàm nghĩ ông chủ lớn gia tài có mười mấy tỷ bỏ ra mấy trăm vạn hẳn là không thành vấn đề. Tuy nhiên muốn giải khai thủ pháp bế huyệt triệt mạch trên người công tử Nam Cung chắc cũng không dễ dàng, quan trọng nhất là ông lão Trần Khiếu Thiên phải nói ra bí quyết của thủ pháp.
Một phú sư thượng đẳng lục đoạn e là sẽ quý bí thuật của mình hơn cả mạng sống, muốn giao ra là rất khó khăn. Anh Triệu, phó cục trưởng Vu đã hỏi cung ông lão họ Trần chưa? Nói không chừng là thủ đoạn của lão. Diệp Phàm thuận miệng nhắc nhở. Hỏi rồi, ông lão kia như một cái hầm cầu vậy, vừa thối lại vừa cứng. Hỏi làm sao cũng ngậm tăm, nếu không phải trước đó thấy nói chuyện còn tưởng là câm. Triệu Thiết Hải nói vẻ bất đắc dĩ, ngay lúc này đột nhiên máy nhắn tin của y vang lên, Triệu Thiết Hải chạy xuống dưới lầu gọi điện thoại rồi trở lên phòng nói với Diệp Phàm. Em cho anh mượn xe lên huyện một cái, cục trưởng Vương muốn anh báo cáo chi tiết chuyện Trương Hy Lâm và phương hướng giải quyết. Xe anh bị người ta mượn đi rồi, mẹ kiếp, đúng là số khổ, đã 11 giờ đêm rồi còn phải chạy lên huyện, còn để cho con người ta sống không đấy. Triệu Thiết Hải tức giận mắng. Cầm lấy, nhưng anh đừng chạy nhanh quá đấy, em thấy anh uống cũng nhiều rồi. Diệp Phàm nhắc nhở rồi ném chìa khóa xe. Hiểu rồi, yên tâm đi, là lái xe của anh lái, sẽ không xây sát xe em đâu. Ha ha, anh đi đây, thằng em từ từ uống một mình đi. Nếu không để anh ra tìm cô nào vào cho. Triệu Thiết Hải nói đùa rồi đi xuống dưới lầu. Diệp Phàm ngồi uống một mình thêm một lúc nữa, nhìn lại thì đã thấy hơn 12 đêm. Hắn cũng đã ngà ngà, chân nam đá chân chiêu, cảm thấy hơi mắc tiểu, thấy phòng vệ sinh vẫn sáng đèn thì thầm nói, Thái Tây Thi, đèn điện phòng vệ sinh cũng không tắt, để sáng cả đêm thật lãng phí. Hắn đưa tay đẩy cửa phòng vệ sinh, vì say nên cũng không đứng vững, cũng không nghĩ cửa khép hờ nên ngã chúi vào trong. A, à, anh. Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi chói tai, Diệp Phàm đang mơ mơ màng màng dương mắt nhìn lên, nhất thời há hốc mồm. Thái Tây Thi thân thể trần truồng tuyệt đẹp, khắp người đầy bọt xà phòng đang đứng trước mặt hắn. Bầu ngực nở nang cong vút ẩn hiện sau lớp bọt xà phòng trông càng quyến rũ, hơn nữa cô đang hoảng sợ nên cứ phập phồng kích thích. Hai tay đầu tiên che ở trước ngực rồi lại cảm thấy dưới u cốc quan trọng hơn nên vội vàng rời xuống đó, khép nép nghiêng mình. Thái Tây Thi dường như cũng nhất thời hơi ngơ ngác, xấu hổ đứng đó không nói nên lời, chỉ có bộ ngực phập phồng làm Diệp Phàm nuốt nước miếng, sẵn hơi rượu đang phừng phừng nên mệnh căn phía dưới nhanh chóng dựng lên thẳng tắp. Dường như có một tiếng gọi thôi thúc mãnh liệt từ đáy lòng hắn thúc giục bản thân tiến lên phía trước, vẹt tay Thái Tây Thi để xem giải đất thần bí phía dưới. Hắn hắng giọng một cái rồi cầm lấy cổ tay đang run rẩy kia. Ừ, không có. Diệp Phàm kinh hãi. Lại càng tò mò, thuận tay kéo cả người Thái Tây Thi vào lòng rồi nghiêng người ngồi trên bồn tắm, một tay đã mò xuống chỗ kín của Thái Tây Thi. Quả nhiên một sợi cũng không có, chỉ có một dải đất mềm mại có 2 mét màu đỏ khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa phun máu mũi. Còn Thái Tây Thi lúc bị Diệp Phàm kéo vào thì khẽ giãy giụa một chút rồi cũng để kệ hắn. Kể từ khi Diệp Phàm giúp cô giải quyết vấn đề của Lâm Tuyền Nhị Bá thì Thái Tây Thi đã quyết tâm muốn hiến thân cho Diệp Phàm. Nếu không có người bảo kê thì quán chắc cũng không ổn. Mà trong nhà cô còn có một mẹ già bệnh tật, mấy đứa em còn ăn học, cái gì cũng cần đến tiền. Mới vừa rồi thấy Triệu Thiết Hải đi, Thái Tây Thi đóng cửa lại dự định sau khi tắm xong thì lên phòng VIP thi triển chút quyến rũ để Diệp Phàm động tình. Ai ngờ còn chưa chờ cô xuất thủ thì Diệp Phàm đã tới trước cửa, lúc đầu còn xấu hổ nhưng sau rồi cũng để mặc hắn chơi đùa. Thấy Diệp Phàm nhìn sững vào giải đất thần bí của mình. Trong lòng Thái Tây Thi đau xót, khẽ run rẩy trong ngực của hắn rồi ghé sát vào tai buồn bã. Em là mạng bạch hổ chắc là chỗ đó trắng xóa à, mũ mũ, dân gian còn gọi là âm hộ vô mao bần trí tử. Ai, anh Diệp, anh đừng có làm bậy nhé, em chỉ sợ hại anh thôi, chồng trước của em cũng bị em khắc chết. Bạch hổ, anh còn là thanh long đây, giờ thì hổ gì mà chẳng sơi, mũ mũ sợ cái cóc khô. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu chinh chiến. Một lát sau thì Thái Tây Thi đã thở hồng hộc. Đặc biệt sau khi ngón tay của Diệp Phàm chạm vào lạch đào nguyên vuốt một cái thì Thái Tây Thi á lên một tiếng, mặt mày càng đỏ lựng, mà dưới chân đã ướt đẫm. Thấy Diệp Phàm thành thục giải trừ võ trang cầm thương ra trận, Thái Tây Thi nhẹ giọng. Chờ đã anh Diệp, trên người em còn đầy xà phòng, để em tắm rửa sạch sẽ đã. Trong lòng cô cũng đang âm thầm kêu khổ. Xong rồi. Sao mà bằng cả quả dưa chuột thế kia, quá to đi. Tốt, cùng tắm nào, chúng ta chơi trò uyên ương nước. Diệp Phàm cười dâm đãng. Một lát sau, trong phòng của Thái Tây Thi bắt đầu nổi sóng. Diệp Phàm hăng hái đi vào rất nhanh, cả thân hình đàn áp lên người Thái Tây Thi còn Thái Tây Thi cũng mở lòng ấm áp ôm lấy Tiểu Diệp.
A, à, Thái Tây Thi đau đến nhíu mày hai chân vắt cao ôm chặt lấy Diệp Phàm, ngay cả nước mắt cũng ứa ra, Diệp Phàm đang ngà ngà nên cũng không hề hay biết. Ai, hồ đồ A. À. Sau một trận cuồng phong, Diệp Phàm dạng chân ngủ say sưa. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào quán Xuân Hương nhưng hôm nay Thái Tây Thi lần đầu tiên không dậy sớm mở cửa, ngủ lấy lại sức. Diệp Phàm vừa mở mắt, Thái Tây Thi bên cạnh lập tức lên tiếng. Anh Diệp, để em mua đồ ăn sáng cho anh. Đừng đi, chơi đùa với anh lần nữa nào, ha ha. Diệp Phàm cười dâm đãng lại kéo Thái Tây Thi định ra tay. Đừng, anh Diệp, chỗ đó của em đang sưng lên, anh để cho em mấy ngày nữa nhé. Thái Tây Thi bị dọa đến xanh mét, tối qua cô phải cắn răng chịu đựng, giờ chỗ đó đã sưng phồng lên như một quả bóng da nhỏ. Ừ, để anh xem nào. Diệp Phàm thuận miệng đùa giỡn, vừa cúi đầu nhìn thì há hốc mồm, vội hỏi. Em, buổi tối hôm qua là... Bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy trên giường có một vệt máu đỏ tươi không khỏi hơi áy náy. Người ta là lần đầu tiên mà bản thân mình lại không biết, tuy nhiên lại hơi hoài nghi vì tối qua ở phòng vệ sinh như không nhìn thấy Thái Tây Thi là lần đầu tiên. Diệp Phàm cho là mình say rượu hoa mắt nhưng ngay sau đó lắc đầu. Không phải là, em là thứ, lần đầu tiên. Thái Tây Thi đỏ bừng liếc Diệp Phàm một cái rồi ấp úng. Cái gì, thứ, lần đầu tiên? Lần đầu tiên, làm sao, có thể. Diệp Phàm thất thanh kêu lên, điều này cũng quá kinh ngạc vì Thái Tây Thi là quả phụ, tuy nói là mới 23, 24 tuổi nhưng đàn bà là đàn bà, khôn thể gọi là con gái. Anh Diệp, chồng em là một thợ đá, có lần không may bị tảng đá lăn trúng chỗ kia nên tàn phế. Sau đó đi chữa trị cũng không lành, sau khi kết hôn em mới biết được, anh ấy lúc đó bảo muốn dùng tay nhưng em không chịu, bảo là chữa lành mới được. Tuy nhiên sau đó nửa năm thì đã đi rồi, ai? Em mạng khổ, từ nhỏ đã mạng bạch hổ, khắc chồng khắc con. Em sợ anh, em sẽ không bám anh đâu, em biết mình không xứng mà. Ai, một quả phụ muốn mở một quán ăn cũng còn nhiều khó khăn nữa là. Thường xuyên có mấy tên ong ve đến ăn rồi vỗ mông bỏ đi, ai dám đòi tiền bọn chúng. May còn có Xuân Thủy đôi khi ra mặt đòi được một ít, tuy nhiên 3 năm qua cũng thiếu gần 1 vạn rồi. Vừa nói tới đây thì Diệp Phàm vỗ tay đánh bịch một cái lên đầu giường rồi nói. Kỳ cục, ừ, Xuân Thủy cũng không tệ lắm, là một cô gái tốt, sau thì thế nào? Chương 103, bàn chuyện cửa hàng. Một quán cơm nhỏ như em 1 tháng nhiều nhất chỉ kiếm được khoảng 2.000 đồng, trừ tiền điện, tiền thuê nhà, tiền thuế vệ sinh, thì chỉ còn lại chừng 1.000 đồng, nhiều hơn người ăn lương một chút. Tuy nhiên 5 giờ em đã phải dậy khỏi giường rồi. Buổi tối có khách uống đến 12 giờ cũng phải chờ, mùa đông rét mướt cũng phải chịu. Ai, em chỉ có một thỉnh cầu, chính là hy vọng anh Diệp sau này có thể bảo vệ em, để em có thể thuận lợi mở quán. Ở dòng suối dưới lầu có một con đường nhỏ, bên cạnh có một cửa hông. Bình thường đều đóng cửa chỉ có ban ngày thỉnh thoảng có người đi ngang qua suối rửa vài thứ. Em biết các cán bộ sợ nhất là mang tiếng nên sau này anh muốn đến cứ gọi điện thoại rồi tới từ cửa hông. Tuyệt đối sẽ không có người nào biết được. Thái Tây Thi nói tới đây thì nước mắt rưng rưng, trông rất thương tâm. Hừ, Xuân Hương, sau này em không phải sợ ai cả, mọi chuyện để anh giải quyết. Đây là mã số nhắn tin và số điện thoại của anh, điện thoại di động thì hỏng rồi, để mai anh đi mua. Diệp Phàm tìm bút viết ra mã số rồi nói tiếp. Xuân Hương, em đem mấy giấy viết nợ để anh cho người lấy về. Đồ chó hoang. Sao có thể cho bọn chúng ăn không chứ, đều là tiền mồ hôi nước mắt cả. Ngoá nó, muốn làm phản à? Không cần anh Diệp, em sợ. Phạm Xuân Hương run rẩy, lộ ra ánh mắt sợ hãi, chắc nghĩ đến đám ong ve hung hãn kia. Sợ gì? Diệp Phàm vừa nói vừa cầm một cái chén sứ dày đầu giường dùng lực bóp một cái vỡ nát, nhìn Thái Tây Thi đang sợ đến ngây người, cười nói. Vì thế em không cần phải sợ, sau này cứ đàng hoàng mở quán. Để anh nói với Hoành Sơn bảo gã đến Lâm Tuyền nói chuyện với 2 tên kia. Anh Diệp, em tìm đúng người rồi. Phạm Xuân Hương rốt cục khóc ra thành tiếng, là vui mừng mà khóc. Diệp Phàm nhìn quanh ngôi nhà thì thấy đây là một ngôi nhà nhỏ 5 tầng. Bên dưới dựa vào dòng suối có 2 tầng còn bên trên là 3 tầng. Trên tầng 2 có 6 phòng kín, phòng 1 để mấy chiếc bàn nhỏ còn lại là chỗ nấu ăn. Xuân Hương, trang bị ở đây quá kém. Vách ngăn phòng quá mỏng, lấy tay đẩy cũng được. Phải dứt khoát sửa chữa, mặt tiền tầng 1 phân ra làm 2,
gian ngoài để các món ăn và tủ đựng, như vậy vừa có thể quảng cáo vừa đảm bảo mỹ quan. Phòng trong có thể dùng kính mờ làm vách ngăn. Tầng 2, tầng 3 cũng phải làm nhà vệ sinh riêng, lát lại gạch nền nhà mới lộ ra khí thế. Diệp Phàm nói qua toàn bộ việc sửa sang lại quán cơm một lần cho Phạm Xuân Hương. Ai, em cũng nghĩ vậy nhưng không có tiền thì làm được gì. Tiền thuê phòng còn thiếu 5.000 chưa xong. Hơn nữa nghe nói chủ nhà mua nhà ở thành phố Mặc Hương chuẩn bị bán giá 20 vạn, quá đắt nên mấy người hỏi mua mà không được. Nếu như trang bị đầy đủ cũng phải thêm vài vạn, có bán em đi cũng không đủ. Thái Tây thì bất đắc dĩ nói. Bán á, em xem bao nhiêu vạn thì có thể mua. Diệp Phàm thầm tính toán, đã bán thì phải mua lại, bản thân mình giờ cũng đã có gần 50 vạn, tính ra cũng là một phú ông nhỏ. Xuân Hương đối tốt với mình như vậy, hơn nữa còn rất hiểu chuyện, luôn nghĩ cho mình, thậm chí đến cả lối đi cửa hông, quan trọng nhất là cô còn là gái tân, vì thế Diệp Phàm quyết tâm mua cái nhà này cho cô. Cô gái này đã không cầu danh phận thì bản thân mình cũng phải gắng sức đem lại hạnh phúc. Dù không thể kết hôn thì về vật chất cũng phải đền bù lại một chút. Nếu không cũng uổng công làm đàn ông. Chắc khoảng 15 vạn là có thể mua lại. Phạm Xuân Hương chần chừ một lúc rồi nói. Tốt, em lập tức liên lạc người bán, nói là một thân thích của anh muốn mua. Diệp Phàm nói nhẹ. Sau khi mua xong thì coi như người bà con của anh sẽ không đến ở, anh lấy danh nghĩa họ để cho em thuê. Thật sao, để em lập tức liên lạc. Phạm Xuân Hương rất cao hứng, cô vẫn luôn lo lắng sau này không thuê được lại. Chỗ này điều kiện cũng tốt, không cao hứng mới là lạ. Sáng hôm sau Diệp Phàm tới huyện thành Ngư Dương mua một chiếc điện thoại di động Motorola đời mới nhất, thuận tiện mua cho Phạm Xuân Hương mấy bộ quần áo đắt tiền và đồ trang điểm, tất cả cũng hơn 1 vạn. Trở lại Lâm Tuyền thì đã hơn 12 giờ trưa. Phạm Xuân Hương đang ngồi trên tầng 3, tầng này là phòng riêng của cô, trừ Diệp Phàm không có những người khác. Liễu Tuyết Liên đang ở dưới tầng một chỗ giáp với con suối. Ở đây cũng có 4 phòng lớn. Hai ngày nay nghe nói hiệu trưởng Trương Gia Lâm đang khai triển thế công với cô, còn phải nói rõ là thế công mãnh liệt. Bởi vì Trương Gia Lâm về chuyện tình yêu không quen, tuy nói y là người từng trải. Có lẽ trong lòng y vẫn còn một chút áy náy với Lý Tuyết Hoa nên cứ đến quán gọi một đĩa lạc giang, một đĩa dưa muối rồi cứ vậy ngồi ở căn phòng sát với Nhâm Nhi với rượu. Phòng này thực ra là phòng kém tiện nghi nhất, vừa quẩn khói vừa quẩn mùi đồ ăn. Tuy nhiên đối với Trương Gia Lâm thì là thiên đường, y có thể nhìn thấy dáng hình mềm mại của Liễu Tuyết Liên. Trương Gia Lâm nhìn đến si mê, nghe Xuân Hương nói là có khi y dơ một chén rượu ngơ ngác nhìn phòng bếp đến gần 10 phút. Báo hại mấy khách quen còn tưởng rằng trong phòng bếp có gì mới lạ nên xông vào xem náo nhiệt, cuối cùng chỉ hít khói và mùi đồ ăn bỏ đi, còn kịp liếc mắt lườm Trương Gia Lâm một cái, mắng thầm. Nhìn cái dám, bệnh thần kinh. Tuy nhiên Trương Gia Lâm vẫn không hề dao động. Kiên trì sự nghiệp cách mạng. Tinh thần tuyệt đối không thua gì lúc đứng trên bục giảng dạy dỗ mấy em nhỏ. Lúc đầu Liễu Tuyết Liên còn cảm giác rất mất tự nhiên, luôn có cảm giác một mũi tên vô hình đang găm vào mông mình. Những lúc bưng thức ăn lên trên liền liếc cho Trương Gia Lâm một cái xém mặt, chẳng những không làm cho y sợ mà lại còn tăng thêm dũng cảm. Qua một thời gian, Liễu Tuyết Liên cũng dần thích ứng, thỉnh thoảng mới đỏ mặt, khi đi ngang qua thuận chân còn đá y một cái. Trương Gia Lâm chỉ nhíu mày không nói gì, hai người đầu mày cuối mắt, ý cảnh cao xa, có thể nói là tình yêu kinh điển. Diệp Phàm đứng bên quan sát hồi lâu rồi vỗ tay thở dài. Mình thật không bằng anh Gia Lâm tình si a. Sau đó hắn gọi điện cho Phó Chủ tịch huyện Trương nói. Báo cáo anh Trương, Gia Lâm tiến triển thần tốc, anh phải nhanh lên nếu không Gia Lâm cứ ở mãi đứng lâu ở Lâm Tuyền sợ lãnh đạo học khu nói xấu. Nhanh Tiểu Diệp. Chuyện này may còn có em, không cần phải nói giờ cậu coi như là thằng em của Trương Tân Huy này. Tuy nhiên em phải đốc thúc Gia Lâm để nó quyết luôn nhưng cũng đừng dọa cho người nhà Tuyết Liên chạy mất. Em có thể nói cho Tuyết Liên là sau khi ăn hỏi có thể đi làm ở thị trấn Lâm Tuyền. Nghe nói thị trấn Lâm Tuyền gần đây tuyển nhân viên đánh chữ, Tuyết Liên tốt nghiệp trung học, văn hóa không thấp, học ấy tháng sẽ quen. Tạm thời cứ ký hợp đồng lao động rồi 1 năm sẽ chuyển chính thức. Em bảo Gia Lâm về huyện thành, ở đây anh có một cái máy vi tính cũ, đem về cho Tuyết Liên tập đi. Ha ha! Trương Tân Huy chưa từng cảm thấy thư thái như vậy, e là còn vui hơn cả lên chức, tảng đá lớn trong lòng đã được cất đi, tuy nhiên vẫn còn muốn Gia Lâm nhanh chóng kết hôn. Anh Diệp, từ từ ăn.
Phạm Xuân Hương bưng đĩa thịt xào gừng lên cười với Diệp Phàm. Thái Tây thì thuộc về loại phụ nữ phong tình từ trong xương cốt, Diệp Phàm bất giác lại nuốt nước miếng. Chương 104, tại sao bị thương luôn là mình chứ? Diệp Phàm nhân lúc cô không đề phòng kéo vào trong ngực, hai anh y thuần thục thò vào qua nội y thám hiểm đồi núi. Mồm miệng còn đầy thức ăn nhưng vẫn đè Phạm Xuân Hương ra hôn khiến Thái Tây thi liều chết lắc đầu. Lúc khác anh Diệp, tầng 2 còn có một bàn khách đang dùng cơm. Tuyết Liên lên thì làm sao, đợi buổi tối đi. Cuối cùng hai người vẫn tiến hành giao lưu một lúc lâu thì Diệp Phàm mới buông tha. Đại sắc lang, được voi đòi tiên mà. Phạm Xuân Hương mắng. Hắc hắc, lòng vả cũng như lòng sung thôi, còn đây là quà của đại sắc lang đây. Diệp Phàm kéo Phạm Xuân Hương vào phòng lấy mấy bộ quần áo và đồ trang điểm ra. Phạm Xuân Hương thấy tất cả đều có kiểu dáng mới mẻ vừa chiếu trên truyền hình thì thẫn thờ. Anh Diệp, tặng cho em sao? Không tặng cho em thì cho ai? Lại đây, thay một bộ thử xem nào. Diệp Phàm chọn lấy một bộ màu vàng bảo Thái Tây thi thay. Buổi tối được không anh Diệp? Phạm Xuân Hương đáng thương nhìn Diệp Phàm, gương mặt hồng lên. Hắc hắc, không được, thay nhanh lên một chút nào. Diệp Phàm thúc giục, Phạm Xuân Hương nhăn nhó cởi đồ thay, ở trước uốn éo một hồi làm Diệp Phàm lại động lòng âu yếm. Tuy nhiên Thái Tây thi khẽ sờ qua bộ quần áo rồi đau lòng nói. Anh Diệp, quần áo này rất đắt, quá lãng phí đi. Nói vậy nhưng tận đáy lòng cô vẫn cảm thấy hết sức ngọt ngào. Phạm Xuân Hương được người thị trấn Lâm Tuyền gọi là Thái Tây Thi vì cô có làn da trắng nõn, chiếc cổ cao thẳng, bầu ngực quyến rũ, cặp đùi thon dài, là một vưu vật xinh đẹp động lòng người. Lúc trước ăn mặc còn giản dị nên chưa lộ vẻ kiều diễm, bây giờ mặc một chiếc quần nhung, váy trắng chiết eo ngang hông có một bông hoa, dưới chân là một đôi giày cao gót làm Diệp Phàm ngây người, chỉ có thể dùng hai từ để hình dung choáng váng. Ực! Diệp Phàm nuốt một ngụm nước miếng. Anh y chân lại táy máy kéo Phạm Xuân Hương lên giường. Tuy nhiên khi hắn cúi xuống hôn thì chợt thấy đôi mắt của cô dường như có hai giọt nước mắt trong suốt nên hoảng hồn. Anh, thật xin lỗi, anh không nên đối với em như vậy. Không phải đâu anh Diệp ca, em rất vui, đã nhiều năm như vậy, chưa từng có ai đối tốt với em như vậy. Trước kia ở trong quán thì suốt ngày bận rộn, còn phải đề phòng mấy tên mất dạy tới quậy phá, giờ chỉ có anh và em. Phạm Xuân Hương nghẹn ngào. Anh Diệp, thân thể của em chỉ thuộc về anh thôi. Xuân Hương, đừng nói nữa, vừa rồi anh vừa nói chuyện qua điện thoại với chủ nhà chuyện cửa hàng, trên căn bản đã thống nhất là để lại với giá 15 vạn, y bảo hôm sau sẽ trở lại ký giấy. Đây có 4 vạn, em cầm trước mua trang thiết bị cửa hàng, phải làm cho nó trở nên sang trọng. Không cần sợ tốn, yêu cầu của khách ngày càng cao mà. Diệp Phàm vừa nói vừa móc 4 tệp tiền từ ví. Không, không nên anh Diệp, nhiều lắm, em không thể nhận tiền của anh, em vừa mới tốt nghiệp lương tháng chỉ 300 đồng, số tiền này nhất định là tiền nhà, bố mẹ góp được ít tiền cũng không dễ dàng, để em đi mượn. Phạm Xuân Hương lắc đầu quầy quậy. Ha ha, số tiền này là do anh kiếm được đấy, lần trước giúp anh chịu cung cấp đầu mối bọn tội phạm nên được thưởng nên em cứ nhận đi. Diệp Phàm cười tự hào. Không, anh cứ giữ lại đi. Phạm Xuân Hương vẫn kiên quyết. Làm sao vậy, em không phải vừa bảo chỉ thuộc về một mình anh thôi sao, chẳng lẽ còn muốn tìm người khác, anh cho người phụ nữ của mình ít tiền thì có là gì? Diệp Phàm nổi giận trầm mặt xuống. Không phải anh Diệp, thân thể của em nhận nhé. Phạm Xuân Hương đỏ bừng, nghiêm mặt nhận tiền. Ha ha ha, tốt lắm, anh phải trở về thôn Đập Thiên Thủy rồi. Diệp Phàm cười lớn mấy tiếng rồi đi xuống tầng dưới, phía sau mơ hồ truyền đến tiếng Thái Tây Thi giận dỗi. Đi đi! Trở lại thôn Đập Thiên Thủy, mới vừa đi vào cửa cung cũ thì đã nghe bên trong tiếng quát tháo của Lan Điền Trúc. Cố gắng lên, Tuyên Thạch cố gắng lên! Khanh khách, Thắng Á! Khanh khách! Còn Lý Hoành Sơn cũng đang ở một bên hô lớn. Anh Lô cố gắng lên! Hừ, gà mái vừa đẻ trứng rồi! Diệp Phàm mắng một câu rồi lắc đầu. Cảm giác mình và Lan Điền Trúc thật giống như oan gia đời trước, vừa thấy mặt không phải lạnh lùng thì là cãi nhau. Hai người chỉ ở với nhau có mấy ngày mà đã cãi nhau lớn nhỏ không dưới 5-6 lần. Lại thêm tên Lô Vĩ Bất Lương luôn theo dõi giống như bản thân mình đang diễn trò với Lan Điền Trúc che giấu cái gì mờ ám, thật là uất ức. Diệp Phàm mỗi khi nhớ tới những điều này đều giận đến nghiến răng trèo trẹo.
thằng cụ nó, ai, cùng là phụ nữ sao mà khác biệt vậy? Xuân Hương thật tốt. Đi vào cung cũ thì thấy Lý Tuyên Thạch đang chơi vật tay với Lô Đinh vệ sĩ của Lô Vĩ, cuối cùng thì Lô Đinh bị thua. Tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến Diệp Phàm nhìn gã bằng con mắt khác. Bởi vì Lý Tuyên Thạch có thực lực tương đương với thuật dưỡng sinh ở tầng thứ 3, nếu theo như lời của Tề Thiên về phân cấp võ thuật truyền thống Hoa Hạ thì là thượng đẳng võ sĩ. Chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ trở thành hạ đẳng vũ sư rồi, trong xã hội hiện đại coi như là một cao thủ chân chính. Trong khi đó, sư phụ phí của hắn tu luyện gần 60 năm cũng chỉ mới đạt tới một nửa tầng thứ 4 coi như là trung đẳng vũ sư, điều này nói rõ luyện nội kình rất khó khăn. Diệp Phàm là chó ngáp phải ruồi nên mới có đột phá, nếu không khó khăn lắm mới đứng ở cánh cửa bước vào sơ đẳng vũ sư. Hố, hố, hố. Lô Vĩ cười sằng sặc, không hề có một tí hình tượng văn nhã nào nữa, đúng là điển hình của việc gần mực thì đen. Tuyên Thạch, tôi vật được không? Diệp Phàm hỏi vậy nhưng không ngờ Lô Vĩ lại có thể nhảy ra khiêu chiến. Hắn nghĩ thầm, thật là không biết tốt xấu, tổ tiên Lô Cảnh của ngươi tuy nói là xưng huynh gọi đệ với Vũ Văn Thành Đô nhưng không có nghĩa là thằng danh ngươi cũng có bản lĩnh. Gà mờ mà cũng đòi so cơ với cường giả đỉnh cấp, chán sống rồi à, ai? Diệp Phàm lắc đầu rồi bắt đầu cuộc thi đấu. Kỳ quái là 2 phút đồng hồ hai bên vẫn còn giằng co. Diệp Phàm thậm chí còn thất thố đụng cái kịch vào một cây xà nhỏ trên lối đi làm Lan Điền Trúc cười đến ngập người. Diệp Phàm ngạc nhiên cẩn thận quan sát lại Lô Vĩ, có cảm giác từ bàn tay của gã cũng có một chút nội kình. Không ngờ loại công tử này mà cũng có thể chịu khổ luyện công. Hắn mỗi lần nhớ tới sự rèn luyện hà khắc của sư phụ là không khỏi rét run. Lúc mới 10 tuổi hắn được lão phí dạy mã tấn, chỉ một tư thế nhưng tập cả ngày, cuối cùng chịu không nổi muốn đổi tư thế một chút. Cuối cùng bị lão phí dùng cành mận gai vụt cho ứa máu. Sau đó, lão phí mắng. Chịu không được cũng phải chịu, thầy không cần đệ tử ăn hại. Lúc ấy Diệp Phàm khóc thảm thiết, trong lòng đem 18 đời tổ tông nhà lão phí nguyền rủa. Lớn lên vài tuổi, lão phí lại nói là có một bạn bè lâu năm trong quân đội, vào kỳ nghỉ hè liền đem Diệp Phàm ném vào rừng già nguyên sinh, yêu cầu tự mình sống sót, bắt dã thú, hái quả dại. Uống nước suối liền trong nửa tháng, thiếu chút nữa hại chết hắn, khó nhọc lắm mới trở về. Ai ngờ huấn luyện sau đó còn nghiêm khắc hơn, giống như các lực lượng đặc nhiệm tiến hành phục kích hay truy sát trong rừng rậm. Chương 105, ai điên cuồng hơn? Lúc ấy cũng không biết lão phí kiếm đâu ra một nhóm gọi là quân nhân giải ngũ, tất cả đều mặc trang phục ngụy trang cũ kỹ, xem Diệp Phàm thành con mồi tiến hành huấn luyện khắc nghiệt. Diệp Phàm vì thức ăn, vì mạng sống. Mỗi ngày đều phải tiến hành phục kích, ẩn núp, chạy trối chết, đuổi giết. Một loạt hạng mục huấn luyện cường độ cao chưa từng trải qua khiến hắn nhanh chóng sút đi 10 cân, người như bộ xương khô. Tuy nói đám quân nhân giải ngũ không cần mạng của Diệp Phàm nhưng xuất thủ tuyệt đối không lưu tình. Bị bọn họ bắt được thì ngay lập tức chịu một trận tơi bời hoa lá chết đi sống lại, xong chuyện thì vứt hắn đi như một chiếc rẻ rách. Còn đồng chí Diệp Phàm đáng thương còn phải vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn để băng bó vết thương vì nếu không nhóm quân giải ngũ thứ hai sẽ nhanh chóng tìm đến. Nếu như bị bắt lại thì tiếp tục lại một trận hành hạ, cứ thế vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Diệp Phàm đau đến không muốn sống nữa. Thậm chí trong lúc tiêu cực, hắn còn hô to uy hiếp lão phí nói là xin hàng, nếu không đến cứu sẽ tự sát, etc. Ngay cả chiêu thuật Harakiri, hình thức mổ bụng tự sát của võ sĩ đạo Nhật Bản cũng lấy ra uy hiếp. Tuy nhiên lão phí vẫn không hề động tâm. Lão già này vẫn lạnh như băng nói qua loa phóng thanh. Muốn tự sát thì làm nhanh lên, chết sớm đầu thai sớm. Hừ, nói xong liền im lặng. Diệp Phàm nổi giận. Lão phí, ông chết không tử tế đâu. Ông muốn tôi chết thì tôi sẽ không chết, phải sống tốt cho ông xem. Tục ngữ không phải nói, người tranh giành một câu nói, Phật tranh giành một nén hương. Diệp Phàm đương nhiên nảy sinh lòng cầu sống, hơn nữa cũng dần dần thích nghi. Trải qua 3 kỳ nghỉ hè huấn luyện thì càng về sau không có nhóm quân nhân giải ngũ nào có thể làm khó được hắn, có khi không cẩn thận còn bị hắn đánh cho chạy trối chết. Tuy nhiên năng lực của lão phí thực sự rất lớn, thực của đám quân nhân giải ngũ mỗi năm một tăng nên người cuối cùng bị đánh luôn là Diệp Phàm. Hắn vẫn phải thường xuyên đau khổ hét lên. Tại sao bị thương luôn là ta đây? Thanh âm vang vọng quanh quẩn giữa rừng già. Tuy nhiên không ai để ý đến hắn. Không lâu sau, từ trên người của Lô Vĩ tràn ra một kình khí nội gia quỷ dị, trong nhu có cương, trong cương có nhu.
không ngờ anh Lô Vĩ lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ, có thực lực ít nhất là tam đoạn khai nguyên, xấp xỉ với Lý Tuyên Thạch. Nếu như theo thang bậc của võ thuật truyền thống Trung Quốc thì là tam đoạn thượng đẳng võ sĩ. Nội kình của gã ẩn tàng như thế chắc là có tuyệt học gia truyền, có lẽ là bí thuật, mình đã quá coi thường anh hùng thiên hạ rồi, thiên hạ rộng lớn như vậy đâu chẳng có ngọa hổ tàng long, kỳ thuật dị nhân lại càng không ít. Vốn cho sư phụ phí là kỳ nhân một đời, có thể cho mình ăn trái cây màu đỏ kia để đạt đến thực lực tam đoạn thuần hóa đã là ngon lắm rồi, ai ngờ thanh niên cao thủ cỡ như mình vẫn có, xem ra mình quá tự cao rồi. Tuy nói thực lực bản thân mình hiện giờ đạt đến gần lục đoạn, có thể xem là thượng đẳng vũ sư, nhưng vẫn còn non lắm. Diệp Phàm âm thầm tự cảnh cáo mình đừng kiêu ngạo quá mức, tránh sau này lại lật thuyền trong rãnh nhỏ. 5 phút đồng hồ sau, trên mặt của Lô Vĩ và Lý Tuyên Thạch đều toát hết cả mồ hôi, gân xanh nổi đầy, môi mím chặt. Tuy nhiên cổ tay vẫn ở vị trí lưng chừng rằng co, người trong điện đều nhìn vào chố mắt. Mọi người trong thôn đều đã nghe qua truyền thuyết về kỳ nhân Lý Tuyên Thạch như dùng tay không đánh chết lợn rừng, mang 400-500 cân vẫn có thể bước đi nhẹ nhàng nhưng biểu hiện của Lô Vĩ hiện giờ thực sự quá mức quỷ dị. Tốt lắm, công tử Lô, Tuyên Thạch nhận thua một ván này, ha ha. Lý Tuyên Thạch nghĩ đến Lô Vĩ là hậu duệ của chúa công, ông nội Lý Viêm Đình của mình còn ngồi xe lăn nên hạ mình nhận thua vì nếu quả thực vật được Lô Vĩ thì chắc ông nội sẽ không tha thứ cho mình. Hơn nữa Lý Tuyên Thạch cảm giác thực lực của Lô Vĩ cũng không kém mình nhiều lắm nên dứt khoát cúi đầu nhận thua. Người tới là khách, có nhận thua cũng không mất mặt gì, hơn nữa đều là người trong nhà. Ha ha, hòa thôi, không ai thắng cả. Thế chừng, ông đi Lâm Tuyền mua ít rượu ngon và thức ăn về đây. Tối nay tôi uống vài chén với Tuyên Thạch, Vĩ Cường. Lô Vĩ tuy trẻ nhưng rất hào sảng, không hề vênh váo mà tự nhận mình ngang tay với Lý Tuyên Thạch, quay đầu lại ra lệnh cho quản gia Lô Thế Trừng. Ai, đáng tiếc lão Lý bị thương, nếu không thật đúng là muốn tỉ thí vật tay với lão nhân gia, có thua cũng là vinh dự. Lô Vĩ thở dài nói, có chút buồn bã, nửa đời này Lý Viêm Đình chắc sẽ phải ngồi xe lăn rồi. Lúc trước Điêu Lục Thuận với thực lực tam đoạn đỉnh cấp đã dùng dao găm quân đội của Thụy Sĩ cắt đứt gân chân ông, trừ khi là có tiên thuật bằng không thì sẽ tàn phế suốt đời. Anh hùng mạt lộ a. Ha ha, không cần phải đi Lâm Tuyền, tôi đem rất nhiều thức ăn về đây, tối nay chúng ta thoải mái đi. Diệp Phàm xoay xoay chiếc chìa khóa xe của Lô Vĩ, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ nghịch ngợm. Hắn cười tủm tỉm nói. Anh Lô, hay là chúng ta cũng làm một ván nhỉ? Anh! Lô Vĩ nhìn chằm chằm Diệp Phàm vài giây rồi lắc đầu có vẻ khinh thường. Tôi biết anh ngon lành đấy, thậm chí đã từng giết người. Nhưng nói đến vật tay thì không được đâu, không có hứng thú. Gã vừa nói xong thì làm Lý Tuyên Thạch đang uống trà chút nữa thì sặc, thầm nghĩ công tử Lô cũng có lúc nhìn nhầm, đời đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ, anh Diệp không được thì ai còn được, ông nội mình Lý Viêm Đình vẫn luôn miệng khen là long phượng trong đám thanh niên. Tuy nhiên ngoài mặt Lý Tuyên Thạch vẫn im lặng không lên tiếng, thậm chí thấy. Lý Hoành Sơn vừa há miệng liền lừ mắt để gã không nói. Nguyên nhân bởi vì ngày đó gã vẫn chưa vật qua với Diệp Phàm, trong lòng vẫn không phục. Nếu như Diệp Phàm có thể vật một lần với Lô Vĩ thì sẽ biết được thực lực thật sự của hắn, có nhiều thứ nếu không biết tường tận e là cứ mãi khúc mắc ở trong lòng. Vốn Lý Tuyên Thạch luôn nghi ngờ ngày đó Diệp Phàm có thể vật ngang tay với ông nội mình là do may mắn. Ông nội mình đã nhường cho hắn. Lô Vĩ, đấu đi, em ủng hộ anh, đem tổ trưởng Diệp vật cho to đầu ra đi, khanh khách, xem còn trâu bò được nữa không. Lan Điền Trúc chỉ e thiên hạ không loạn lập tức nhảy vào, bộ dạng giống như một cô bé 8 tuổi, tuy nhiên hai ngọn núi trước ngực rung rinh làm cho người khác thần hồn điên đảo. Yêu tinh tác quái a, núi đôi có thể sánh được với em Xuân Hương đấy nhỉ, dường như còn rắn hơn, nếu như có thể cầm được vào tay. Diệp Phàm liếc trộm thân hình bốc lửa của Lan Điền Trúc, cảm giác dưới thân nóng ran, vội vàng đánh mắt ra chỗ khác nếu không thì xấu hổ rồi. Lan đại tiểu thư đã đề nghị vậy thì tôi đùa vui với tổ trưởng Diệp một chút. Lô Vĩ gật đầu ngay, dạo oai trước mặt người đẹp là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà mọi đàn ông phải làm, cũng giống như đạo lý phụ nữ thì không thể im lặng vậy. Chơi là có thể, tuy nhiên cũng phải có tí vật chất mới được, các anh xem có đúng không? Diệp Phàm lại xoay xoay chiếc chìa khóa xe, cười quỷ dị. Đánh cuộc có tiền, Lô Vĩ, đánh với hắn đi, em cá là anh thắng. Lan Điền Trúc hùa theo ngay,
bộ ngực lại rung lên làm toàn bộ mấy đồ sắc lang trong điện vội vàng nhìn đi chỗ khác, có người thì vội vàng cúi xuống uống trà, có người thì dụi dụi mắt, có. Nói trắng ra là sợ bị băng thiền lan điền trúc phát hiện ra mình là chư bát giới làm khởi phát tính tình đại tiểu thư. Ngay cả Lô Vĩ cũng vội vàng nhìn đi chỗ khác. Thầm nghĩ, đàn ông tốt không tranh với phụ nữ, chọc không nổi thì trốn thôi. Cạch, ném chùm chìa khóa xe của Lô Vĩ lên bàn, Diệp Phàm cười nhạt nói. Như vậy đi, tôi thích chiếc Mitsubishi đã cải tiến của anh. Nghe nói anh Lô còn có 3 chiếc xe khác, anh là nhà giàu, không thiếu xe đi. Tôi là người nghèo, có một chiếc đã vui ngất trời. Vậy đi, nếu thắng thì chiếc xe này thuộc về tôi, anh Lô Vĩ còn phải gọi tôi một tiếng anh Diệp. Tôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng cứ thích làm lão đại. Diệp Phàm vừa nói xong thì tất cả mọi người trong điện đều há mồm trợn mắt. Chương 106, Hội nghị thường vụ bàn luận vấn đề Diệp Phàm. Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn thầm nghĩ. Lợi hại, chiếc xe này của công tử Lô nghe nói là trị giá 70-80 vạn. Anh Diệp chỉ vật tay mà đã muốn lấy, biết đâu lại có thể thắng, ai? Người ta có bản lãnh mà, biết làm sao được chứ? Lúc này quản gia Lô vui vẻ. Tổ trưởng Diệp, một chiếc xe thì cũng không có gì, tuy nhiên xe của công tử nhà ta cũng không phải dễ dàng thắng như vậy. Lão thầm nghĩ cậu chưa đủ bản sự để lái chiếc xe này. Đại trưởng lão Lô Tiên Giật nhà ta đã từng nói qua, nhìn trong thiên hạ thì những thanh niên có bản lĩnh vượt qua công tử không quá 2 bàn tay. Đại trưởng lão là lão nhân 100 tuổi, là hạ đẳng đại vũ sư thất đoạn của võ thuật Trung Quốc, lời của ông ấy chính là lời của thần tiên, nhà họ Lô không ai không tin. Tốt, đánh bạc, tổ trưởng Diệp, nếu anh thua thì tôi cũng không có yêu cầu gì. Chỉ là ngày mở quan tài lão tổ tông anh ở trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu lại 9 cái nói với tổ tông là tôn tử của ông đã không cô phụ ngài là một thiết đảm nam nhi, chẳng qua là chứng minh mà thôi, không có ý gì khách. Những lời này của Lô Vĩ tuyệt đối là ác độc, nói trắng ra là bảo Diệp Phàm chịu thua. Ha ha ha, trong cuộc đời tôi chỉ quỳ trước cha mẹ và sư phụ, thiên hạ to lớn như vậy vẫn chưa có mấy ai để tôi phải quỳ, dưới gối đàn ông là vàng. Chỉ là nếu như anh Lô thật sự có thể thắng tôi thì cứ vậy đi, tôi luôn bội phục những anh hùng hảo hán thật sự. Diệp Phàm cũng hơi có vẻ ngạo khí, khẽ liếc thấy Lô Vĩ và lão quản gia có vẻ đắc ý thì trong lòng cũng bộc phát. Anh đã điên cuồng tôi còn điên cuồng hơn, xem ai hơn ai. Về phần cô thì sao cô Lan, không phải là cô muốn đánh cuộc sao? Hừ, nếu như tôi may mắn thắng làm phiền mời cô giặt cho tôi một đống lớn quần áo bẩn, tất thối, a. À. Cả chăn đơn chăn lông vân vân cũng giặt hết, thuận tiện dọn lại phòng. Dám đánh cuộc không, nói trước là cô phải tự làm, nếu như không sạch phải chịu phạt. Diệp Phàm mỉm cười vô cùng bình tĩnh. Hắn đang nghĩ cách để chỉ con công băng giá này, đây chính là khát vọng của mỗi người đàn ông a. Anh, cuồng đồ, cuộc, đánh cuộc đi, anh thua thì đứng ở cửa cung kêu to 3 lần, tôi là heo. Hừ hừ. Lan Điền Trúc uất nghẹn, bộ ngực đập phập phồng làm tất cả đàn ông trong đại điện âm thầm kêu khổ, bà cô của ta à, 2 cái kia của cô không thể không dung được sao, dung như thế thì ai mà chịu được, chúng tôi đâu phải thái giám chứ. Mọi người trong điện đều nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm và Lô Vĩ. Coi trọng Diệp Phàm chỉ có Lý Tuyên Thạch và Lý Hoành Sơn, coi trọng Lô Vĩ là quản gia Lô, vệ sĩ và Lan Điền Trúc. Xuân Thủy và Đoàn Hải đang đi theo giáo sư Lan ra mộ cổ tìm cách mở nắp quan tài. Chu Khải Minh đã trở lại Thủy Châu, người ta là phó chủ nhiệm ban tài chính tỉnh nên nhiều việc, tuy nhiên mỗi ngày đều gọi điện cho giáo sư Lan để hỏi thăm tin tức, chẳng qua mỗi lần đều thất vọng bỏ điện thoại xuống. Hôm nay là dương lịch hoa hạ vào 3 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 1995. Đối với Diệp Phàm mà nói thì cuộc đời hắn đang xảy ra một biến cố trọng đại, tuy nhiên hắn vẫn không hề hay biết, đang bận rộn vật tay với Lô Vĩ. Thật ra thì Diệp Phàm vẫn đang nhường gã còn nếu không với thực lực của hắn đã sớm thắng Lô Vĩ rồi. Dù sao chênh lệch giữa hai người là quá lớn, Lô Vĩ nhiều lắm chỉ là một thượng đẳng võ sĩ ở cảnh giới tam đoạn. Còn Diệp Phàm là ở cảnh giới lục đoạn thượng đẳng vũ sư, khác nhau một trời một vực. Trong phòng họp của huyện Ngư Dương trong 11 thường vụ, ngoại trừ phó chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần đi dự họp trên tỉnh thì 10 người còn lại đều có mặt đầy đủ. Công việc đầu tiên là thảo luận về công tác kinh tế, làm sao để nhanh chóng mở rộng đầu tư, không để phát triển theo con số lẻ, STC. Sau đó là bàn về công tác hợp nhất xã Khanh Hương vào thị trấn Lâm Tuyền, thành lập tiểu tổ công tác phụ trách công việc hợp nhất.
Tinh thần của bí thư Lý Hồng Dương hôm nay cũng không tệ lắm, thậm chí còn khá vui vẻ. Việc Diệp Phàm sắp đem lại cho y 200 vạn tiền quyên góp khiến trong lòng y cũng thấy nhẹ nhõm, quan trọng hơn là hy vọng được tập đoàn Nam Cung Hồng Kông đầu tư. Cạch, một tiếng, tiếng âm thanh nắp chén va chạm khoan khoái vang khắp phòng họp, Lý Hồng Dương đang gõ nắp chén như thường lệ, còn đặc biệt ho khan từng tiếng rồi trầm giọng xúc động. Các đồng chí, tôi cũng không sợ nói ra việc xấu trong nhà. Vừa rồi huyện ủy Ngư Dương chúng ta bị ba vị lão đại của thị ủy điểm danh phê bình, mọi người đều đã xác định tinh thần tử chiến đến cùng. Tôi nghĩ các vị ngồi đây ai cũng rõ ràng, nếu như kinh tế của huyện không phát triển, thậm chí còn dẫm chân tại chỗ thì 10 người chúng ta chắc sẽ ăn roi hết, đừng nghĩ ai thoát thân. Nói khó nghe, 10 người chúng ta đều như chỉ mảnh treo chuông, tất nhiên còn bao gồm cả Phó Chủ tịch Tiếu hôm nay có việc. Vào ngày 11 tháng 11, có một việc đau lòng. Tại thôn Đập Thiên Thủy phát sinh thảm án làm 2 chết, 5 bị thương và 1 tàn phế, hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên chuyện lần này không phải là vấn đề của bản thân thôn Đập Thiên Thủy, cũng không phải là vấn đề của thị trấn Lâm Tuyền, lại càng không phải là vấn đề của Ngư Dương chúng ta. Ngược lại còn nói lên người Lâm Tuyền và Thiên Thủy hết sức anh dũng. Huyện ủy khen ngợi đích danh, đặc biệt là tổ trưởng tổ công tác Diệp Phàm ở thôn Đập Thiên Thủy. Mới 19 tuổi, có thể nói hoàn toàn xứng đáng là một người anh hùng. Sau đây mời mọi người nghe một đoạn ghi âm. Lý Hồng Dương gật đầu với thư ký đang ngồi ở dưới ra hiệu cho gã đi tới một góc bàn ấn nút mở, chỉ chốc lát sau thì từ máy ghi âm vang lên giọng Diệp Phàm. Người khỏe chứ tiên sinh Đông Điều, tôi là Diệp Phàm ở thị trấn Lâm Tuyền. Là như vậy, người nói là 10 ngày sau đại biểu cho tập đoàn Nam Cung tới thị trấn Lâm Tuyền bày tỏ lòng tốt. Tôi mới đem chuyện này nói với bí thư Lý Hồng Dương của huyện Ngư Dương và bí thư Tần Chí Minh của thị trấn Lâm Tuyền. Bọn họ muốn xác định chắc chắn thời gian để làm tốt công tác chuẩn bị. Người có thể nói chuyện trực tiếp với bí thư Lý được không, ông ấy cũng có mặt ở đây. Tốt, bí thư Lý, tôi là Nam Cung Đông Điều, vào 10 ngày sau sẽ đến thị trấn Lâm Tuyền đại biểu cho tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông quyên góp 200 vạn cho thôn Đập Thiên Thủy. Nói thật. Đây là công lao của tổ trưởng Diệp ở thị trấn Lâm Tuyền. Chủ tịch chúng tôi cảm tạ ân đức của hắn với gia tộc nên giao hẹn tiền nào việc nấy, toàn quyền ủy thác tổ trưởng Diệp Phàm được sử dụng khoản tiền này. Bất luận là ai, ha ha, đương nhiên bao gồm ngài cũng không thể can thiệp, nếu không tập đoàn Nam Cung sẽ thu hồi khoản tiền. Sau đó thì bổ sung thêm một câu. Tôi hy vọng các anh có thể phái ra một quan viên có phân lượng để tiếp nhận khoản tiền, ha ha. Mấy thường vụ không biết chuyện đều ngồi ngây ra như phỗng, huyện đội trưởng Tạ Cường là một quân nhân ăn ngay nói thẳng, không nhịn được hỏi. Lão Lý, đây là thật sao? 200 vạn cũng không phải là một số lượng nhỏ. Tài chính và tiền thuế của Ngư Dương chúng ta một năm mới bao nhiêu? Nghe trong giọng nói vẫn có chút nghi ngờ, cái này thì đúng là quá dọa người rồi. Ngay cả vẻ mặt của Chủ tịch huyện Trương Tào Trung cũng đầy vẻ mong đợi nhìn chằm chằm Lý Hồng Dương. Giống như đang chờ người đẹp vội vàng cởi quần áo. Lần vừa rồi bị ba lão đại của thị ủy điểm danh phê bình, đứng mũi chịu sào đương nhiên chính là y, kinh tế không thể đi lên thì khẳng định mũ quan của Trương Tào Trung không ổn. Cho nên gần đây Trương Tào Trung vì chuyện lôi kéo mà buồn phiền đến có tóc bạc. Thấy đoạn băng ghi âm vừa rồi đã gây được hiệu quả rất tốt, Lý Hồng Dương mới hấp một ngụm trà nói. Các đồng chí! Nghe cú điện thoại này mọi người nhất định là gần giống như hòa thượng lùn không với được tay sờ đầu ý nói chẳng biết ngô khoai gì. Tôi nghĩ mọi người đều biết thôn Đập Thiên Thủy, về Diệp Phàm thì gần đây huyện có tuyên truyền qua nhưng cũng không quen lắm. Vậy giờ để chủ nhiệm Giang Á Trạch giới thiệu một chút về Diệp Phàm và tập đoàn Nam Cung. 200 vạn A, tài chính và tiền thuế của huyện Ngư Dương chúng ta một năm cũng mới chỉ thu vào 4.000 vạn, như vậy là tương đương với 1/20 thu nhập một năm của chúng ta. Y vừa nói xong thì mọi người đều nhìn dồn cả vào chủ nhiệm Giang Á Trạch. Diệp Phàm được phân đến thị trấn Lâm Tuyền vào tháng 9 năm 1995, hắn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc Đại học Hải Giang. Lúc ấy đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền đã can đảm sử dụng nhân tài, quyết định cho hắn gánh vác trọng trách. Điều này thì ta không thể không nói bí thư Lâm Tuyền Tần Chí Minh can đảm đã dám sử dụng người trẻ tuổi, tuy nói rằng tổ trưởng tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy chỉ là một cán bộ cấp ban. Chưa có tư cách lập hồ sơ ở ban tổ chức huyện ủy. Giang Á Trạch nói tới đây thì ngừng lại, liếc mắt nhìn quanh mọi người một cái. Chương 107, đầu tiên là đề bạt làm phó chủ tịch thị trấn.
thật ra thì tình huống như Diệp Phàm vừa mới tốt nghiệp đã thăng làm cán bộ cấp ban cũng không phải là ít. Tuy nhiên mọi người đều biết tình hình thôn đập Thiên Thủy, chủ tịch Ngô mới vừa chết đi, để bầu được chủ tịch thôn đã dùng tới cả cảnh sát vũ trang vẫn không xong. Nhiệm vụ của tổ trưởng Diệp Phàm chính là đi thôn đập Thiên Thủy tiến hành công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Công tác khó làm a, tuy nhiên người thanh niên này tuy nói mới 19 tuổi nhưng đã có một nghị lực đáng khen. Vừa đến thôn đã hòa nhập với nhân dân, hơn nữa còn rất thông minh, không sợ khổ, tính giai cấp rất mạnh. Mọi người có thể không biết, người thanh niên này mới đến được 2 ngày thì đã làm được một chuyện lớn, đó là đến huyện thành xin được hơn 1 vạn đồng để sửa chữa trường học và sửa đường vào thôn. Thật không đơn giản a. Nói tới đây, Giang Á Trạch thấy tất cả mọi người đều có vẻ tán thành thì đắc ý hớp một ngụm trà tiếp tục nói. Chuyện Diệp Phàm làm được cho thôn thì không nói, vào mùng 5 tháng 11 có mưa lớn ở trong huyện, xảy ra lở núi ở mộ tổ thôn đập Thiên Thủy nên bị sập xuống, trong quá trình đó phát hiện một mộ cổ triều đường, trong đó có một pho tượng cổ quý giá. Tuy nhiên xảy ra một tai họa bất ngờ. Đám tội phạm có lệnh truy nã đặc biệt của quốc gia Điêu Lục Thuận và Tam Quý Tử gồm hơn 10 người đã mò tới cung cũ của thôn đập Thiên Thủy để cướp tượng nên đã gây ra thảm án vào ngày 11. Đồng chí Diệp Phàm vì bảo vệ pho tượng mà bị trọng thương, tôi nghĩ có người trong các vị ngồi đây đã từng đi bệnh viện thăm hắn. Không lâu sau, Chủ tịch Nam Cung Hồng Sách của tập đoàn Nam Cung Hồng Công tự mình đến thị trấn Lâm Tuyền, lấy ra 20 vạn buộc Diệp Phàm nhận lấy, nói là cảm tạ Diệp Phàm đã báo thù giúp cho con trai ông ấy. Vốn là con trai lớn Nam Cung Cẩm Thần của ông ấy bị Điêu Lục Thuận bắt cóc ở huyện Hồng Mạch rồi nghe nói đã bị sát hại. Tuy nhiên Diệp Phàm lúc ấy kiên quyết không chịu, hơn nữa muốn dùng danh nghĩa của Chủ tịch Nam Cung để quyên tiền cho việc sửa đường thôn đập Thiên Thủy. Thật là một đồng chí tốt a, đối mặt với khoản tiền lớn 20 vạn cũng không động tâm. Cảnh giới tư tưởng đúng là cao, sau đó Chủ tịch Nam Cung ra tay bảo sẽ quyên 100 vạn bảo cho thị trấn Lâm Tuyền để sửa đường cho thôn đập Thiên Thủy. 20 vạn thì vẫn buộc Diệp Phàm phải nhận. Người thanh niên này không tệ, hôm sau liền tới cục thuế để nạp 1 vạn đồng thuế. Không ngờ chuyện vui vẫn còn, cậu ta lại phát hiện ra manh mối để cứu Nam Cung Cẩm Thần nên vừa rồi mới có đoạn ghi âm là Chủ tịch Nam Cung đồng ý quyên 200 vạn cho thôn đập Thiên Thủy sửa đường. Bí thư Lý, Diệp Phàm tuy nói trẻ tuổi, nhưng làm ra nhiều thành tích như vậy, muốn giữ một chức cán bộ cấp phó phòng ở Ngư Dương cũng không khó khăn. Tôi cũng nghĩ nên giao thêm cho hắn trọng trách, mới vừa rồi trong đoạn băng ghi âm, quản gia Nam Cung Đông Điều cũng nói rồi, cần một cán bộ có cấp bậc nhất định để bàn bạc việc tiếp nhận tiền quyên góp, mà nhà Nam Cung là vì Diệp Phàm mới đến quyên tiền, cho nên. Huyện đội trưởng Tạ Cường bởi vì lần trước ủng hộ bạn học cũ Thái Đại Giang lên chức chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền mà có xung đột với Lý Hồng Dương. Bình thường thì y vẫn an phận bỏ phiếu trắng, chỉ vì lần đó Thái Đại Giang là bạn học cũ của y nên cũng muối mặt để giúp. Cho nên lần này y xuất đao đầu tiên, mục đích là để làm dịu lại quan hệ với Lý Hồng Dương, bởi vì nhìn tình huống hiện giờ là Lý Hồng Dương đã có ý tứ nâng đỡ Diệp Phàm nên mới trải ra nhiều chăn đệm như vậy, mười thường vụ ngồi đây đều rõ ràng. Bắn phát súng đầu tiên, bán cho Lý Hồng Dương một cái ân tình dĩ nhiên là chuyện tốt. Ừ, tôi cho là huyện đội trưởng Tạ nói rất có lý, phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền Trương Hy Lâm vào tối ngày hôm qua đã làm giải phẫu cưa chân, chắc là sẽ về hưu non. Ai, hạng mục 200 vạn tiền quyên góp sắp, nhân sự thị trấn Lâm Tuyền dù sao cũng phải định ra trước, không thể vì chuyện nhỏ mà làm lỡ việc lớn, vì thế tôi đề nghị để Diệp Phàm thay thế phó chủ tịch Trương làm phó chủ tịch thị trấn. Bí thư ủy ban tư pháp kiêm cục trưởng cục công an Vương Sương Nhiên mới vào thường vụ còn chưa lập được nhiều công lao cho Lý Hồng Dương nên cũng không quản mình là người mới đứng dậy bắn tiếp phát súng thứ hai. Tiếp theo trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu. Chủ nhiệm ủy ban Giang Á Trạch cũng ủng hộ Diệp Phàm lên chức, thoáng cái đã có 4 thường vụ ra mặt. Tuy nhiên tính cả một phiếu của Lý Hồng Dương cũng mới có 5 phiếu, nếu như tập đoàn Trương Tào Trung và bí thư đảng đoàn mới quật khởi Trung Minh Nghĩa không mở miệng thì vẫn chưa được thông qua. Ai, nếu lão Tiếu ở nhà thì được 6 phiếu rồi, thất sách a. Lý Hồng Dương nằm mơ cũng không nghĩ đến huyện đội trưởng Tạ Cường lại đảo về phe MNFS, hiện giờ hối hận cũng vô ích. Nếu như có ảo thuật đem thường vụ phó chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần từ tỉnh thành biến trở về thì tốt biết mấy. Nếu như chờ y trở lại thì e là thời gian không cho phép, chuyện 200 vạn cực kỳ quan trọng, quyết không thể bỏ lỡ. Trong phòng họp tạm thời lâm vào cảnh trầm mặc đáng sợ, chỉ vang lên tiếng gõ nắp chén cạch, cạch của Lý Hồng Dương vang lên kịch liệt hết sức chói tai, làm mọi người cảm thấy cực kỳ bất an. Lý Thiên Vương âm độc a.
Hy Lâm cũng ngu ngốc quá đi, vào thời điểm quan trọng như vậy còn đi đánh nhau. Lần trước Ngô Tín Dân tự sát đã làm ông mày khó đỡ, giờ lại nhảy ra chuyện Trương Hy Lâm, cả năm xui xẻo a. Vẻ mặt Trương Tào Trung âm trầm không nói gì, trong lòng kêu gào uất ức, ở trong đầu gấp rút suy nghĩ kế sách ứng đối. Bất luận thế nào cũng phải ngăn cản một chức phó chủ tịch thị trấn có thực quyền vào tay Lý Hồng Dương. Trong lòng bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa cũng đang đánh bảng cửu trương, bản thân mình hiện giờ đã đầu phục chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Lúc ấy chủ tịch thành phố La đã bảo mình phải nhanh chóng thiết lập được vòng tròn ở huyện Ngư Dương, lần này hợp nhất xã Khanh Hương vào thị trấn Lâm Tuyền chính là một cơ hội rất tốt, có thể thêm được một quân bài tẩy. Em kết nghĩa của mình là Diệp Mậu Tài phải chiếm được một cái ghế phó chủ tịch thị trấn kiêm đảng ủy viên tại Lâm Tuyền, ít nhất còn phải thực quyền mới được a. Thị trấn Lâm Tuyền sau khi hợp nhất sẽ là thị trấn lớn nhất huyện, nhân khẩu đạt hơn 10 vạn người. Sau này bí thư thị trấn Lâm Tuyền rất có thể sẽ kiêm nhiệm thường vụ huyện ủy, thậm chí là phó bí thư huyện. Vì thế lần này nhất định phải tranh thủ được chỗ trống của Trương Hy Lâm. Dĩ nhiên cái ghế đảng ủy viên của Trương Hy Lâm để lại sẽ dành cho Lý Hồng Dương hoặc Trương Tào Trung. Người nào đem cái ghế phó chủ tịch thị trấn tặng cho mình thì mình sẽ ủng hộ người đó. Đây là bảng cửu trương trong lòng Trung Minh Nghĩa, thật ra không riêng gì y mà tất cả các thường vụ ngồi đây đều đem bản tính ra bấm cách cách trong lòng. Hiện giờ các cán bộ của xã Khanh Hương đang chạy loạn cả lên chỉ sợ không giữ được cái mũ quan. Vì thế hiện giờ trong nhà 11 thường vụ đã náo nhiệt như chảy hội. Khách đến trên căn bản là các cán bộ xã Khanh Hương và chủ nhiệm các ban bệ của thị trấn Lâm Tuyền. Một phần trong số họ thì mong muốn qua lần hợp nhất này sẽ đục nước béo cò mà chuyển đến chỗ tốt hơn, nhưng 9 phần đều là muốn giữ nguyên mũ quan. Còn cán bộ xã Khanh Hương thì cũng muốn dòm ngó vào mấy chức vụ bên Lâm Tuyền. Cảnh náo nhiệt này đang diễn ra hàng ngày tại huyện Ngư Dương. Lão Tào, chúng ta cũng đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ? Lý Hồng Dương bất đắc dĩ phải ném ra một quả lựu đạn. Đòn này vừa xử ra thì 9 thường vụ đang ngồi đều biến sắc, Trương Tào Trung lại càng hối hận chỉ muốn ra đường mua một miếng đậu hũ đập đầu mà chết. Vào thời gian trước, Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung vì chuyện của thôn đập Thiên Thủy đã hứa hẹn nếu người nào có thể giải quyết được chuyện này sẽ thăng một cấp. Nhân viên thì thăng lên cấp trưởng ban lên phó phòng lên trưởng phòng. Trưởng phòng thì báo cáo cấp trên thăng lên phó ban. Hơn nữa sẽ đảm nhiệm một chức vụ thực quyền. Khi đó trong lòng Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đều tính toán là nếu có trọng thưởng ắt sẽ có kẻ liều mạng. Hiện giờ kẻ dũng cảm đó đã xuất hiện, chính là Diệp Phàm. Chương 108, sau đó là đề bạt làm đảng ủy viên. Giờ phút này Lý Hồng Dương đem chuyện trước kia nói ra thì không buộc được Trương Tào Trung phải chấp nhận chuyện đề bạt Diệp Phàm sao? Tiểu Diệp ở thôn đập Thiên Thủy có được thành tích rất lớn. Hơn nữa chỉ dựa vào việc xin được 200 vạn cũng đã thừa đủ, có lý do gì không thực hiện lời hứa của bản thân. Với 200 vạn nện xuống chẳng lẽ còn mua không được một chức vụ phó chủ tịch thị trấn. Nếu như không thực hiện người ta lại không chửi cho ngập mặt, tuy nhiên chuyện này những thường vụ ngồi đây không nói thì cũng coi như không, nhưng giờ Lý Hồng Dương nói ra rồi thì muốn tránh cũng không được. Trương Tào Trung bất đắc dĩ gật đầu nói. Công tác của đồng chí Diệp Phàm trong khoảng thời gian này đúng là làm được rất nhiều việc, thôn đập Thiên Thủy cũng đã yên, thôn dân cũng đoàn kết. Tôi đồng ý với đề nghị của bí thư Lý giao thêm trọng trách cho Diệp Phàm, đề bạt làm phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Còn về quản lý mặt nào đó là chuyện của thị trấn Lâm Tuyền. Tuy nhiên Trương Tào Trung nhấn mạnh rất xảo quyệt, không nói thay thế vị trí phó chủ tịch thị trấn của Trương Hy Lâm mà chỉ nói đề bạt, ý vị rất sâu xa. Bởi vì phó chủ tịch thị trấn Trương Hy Lâm còn là đảng ủy viên nên Trương Tào Trung có thể mất vị trí phó chủ tịch thị trấn nhưng cái ghế đảng ủy viên tuyệt đối không thể để cho Lý Hồng Dương thuận lợi chiếm được. Thị trấn Lâm Tuyền lớn như vậy thì có thêm một phó chủ tịch thị trấn cũng không phải là việc khó gì, nhưng số lượng đảng ủy viên thì có hạn, lại là quyền lợi trung tâm, Trương Tào Trung không thể vứt bỏ. Mang danh thường vụ huyện ủy hứa hẹn mà không thực hiện thì người ta nhổ cho vào mặt, đây không phải là nói lãnh đạo sống hai mặt sao? Tất cả mọi người đều không phải người ngu nên chuyện đề bạt Diệp Phàm làm phó chủ tịch thị trấn không ai phản đối, tất cả đều bỏ phiếu thuận. Bí thư Lý, chủ tịch Trương, phó bí thư Trung, tôi còn có một đề nghị. Các anh có thể còn chưa biết, Diệp Phàm vừa được Bộ Công an khen thưởng cấp bộ. Vì biểu hiện đặc biệt xuất sắc của lần phá án trước nên được tặng danh hiệu, dũng sĩ kiệt xuất của Hoa Hạ, phần thưởng này từ khi lập nước đến nay chưa trao tặng quá 30 người, đây chính là phần thưởng cấp bộ A.
vì thế để cho Diệp Phàm thay thế chức vụ đảng ủy viên của Trương Hy Lâm là hoàn toàn hợp lý. Vào thời khắc mấu chốt, Vương Xương Nhiên nói ra thông báo của Bộ Công an, các thường vụ nghe xong thì ai cũng thầm than thằng danh này đúng là được thần tài gõ cửa. À, nghe Bí Thư Vương nói tôi cũng mới nhớ, Diệp Phàm còn đạt được một giải thưởng lớn hơn nữa. Trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu khẽ nhướng mày, nở nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt làm chín thường vụ khác đều mắng thầm. Yêu tinh. Sau đó Lỗ Lệ Châu đem chuyện Diệp Phàm được tặng thưởng huân chương rồng vàng nói ra, thường vụ lại một lần nữa sôi sục. Huyện đội trưởng Tạ Cường thở dài đầu tiên. Thật không ngờ, đúng là thật không ngờ. Diệp Phàm nhận được huân chương rồng vàng cấp đồng do đích thân phó thủ tướng Tần cấp, lợi hại. Đã vậy thì làm đảng ủy viên thị trấn là hợp cách rồi, tôi ủng hộ. Có bản lĩnh nên đề bạt. Tạ Cường lần này cũng không phải vì lấy lòng Lý Hồng Dương mà nói mà thực sự là bội phục. Y vừa nói xong thì các thường vụ đều kinh ngạc bởi vì trước giờ Tạ Cường trên căn bản đều bỏ phiếu trắng, biểu hiện hôm nay đúng là cực kỳ chói mắt. Thậm chí ngay cả Lý Hồng Dương cũng hoài nghi Diệp Phàm có phải là thân thích của Tạ Cường hay không, nếu không thì tại sao y liên tiếp nhảy ra khai hỏi như vậy, mạo hiểm đắc tội cả chủ tịch huyện và phó bí thư đảng đoàn, nếu như không phải là thân thích thì sao lại bán mạng như vậy, trừ phi Diệp Phàm nện xuống mười mấy vạn cho Tạ Cường. Điều này lại càng không thể vì Tạ Cường luôn liêm khiết chưa bao giờ dính dáng chuyện tiền bạc. Phần thưởng đúng là rất cao nhưng mới 19 tuổi đã có cấp bậc phó phòng thì đã là trường hợp đầu tiên của Ngư Dương chúng ta. Đề bạt làm phó chủ tịch một thị trấn lớn đã coi như là vượt cấp, chắc là ở lứa tuổi này trên toàn Hoa Hạ cũng là hiếm có, tôi nghĩ nhận thêm chức vụ đảng ủy viên nữa là không ổn. Trương Tào Trung dày mặt phản đối, vừa rồi để Diệp Phàm nhận được vị trí phó chủ tịch thị trấn đã khiến tim y đau nhói. Giờ lại cả thêm chức vụ đảng ủy viên thì đúng là nhìn không được nên vin cớ vào độ tuổi để phản đối. Chủ tịch huyện, không phải là 19 tuổi, nghiêm khắc mà nói mới 18 tròn tuổi. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc nói ra càng khiến mọi người sợ hãi, y còn đắc ý liếc nhìn cả phòng. Tôi đã đọc qua tài liệu về Diệp Phàm, hắn sinh ngày 9 tháng 10 năm 1976, theo như cách tính tuổi của quốc gia thì những người sinh trước 31 tháng 8 sẽ giảm đi một tuổi. Vì thế Diệp Phàm nói là 19 tuổi nhưng trên thực tế mới tròn 18 tròn tuổi. Chúng ta khi xét đề bạt hay các vấn đề khác cũng tính theo tuổi tròn, giống như nhi đồng nhập học vậy, không tính theo tuổi mụ của dân gian. Vì vậy, 18 tuổi làm phó chủ tịch thị trấn đã là một bước lên trời rồi, vào bộ máy đảng ủy nữa thì e không hợp chính sách, cũng hơi thái quá. Ha ha! Phí Mặc nói xong thiếu chút nữa làm Lý Hồng Dương tức chết, y gõ cạch một cái chát chúa. Đây là tín hiệu thể hiện sự bất mãn cao độ. Phí Mặc bất giác run rẩy vội vàng ngồi xuống, gần đây nghe nói Lý Hồng Dương đã hết sức bực mình với y nên muốn khai đao, nên nói không hoảng hốt là giả. Tuy nhiên dòng họ Phí Mặc là dòng họ mạnh ở Ngư Dương, có căn cơ sâu dày nên luống cuống một chút nhưng cũng không đến nỗi quá sợ. Trương Tào Trung liếc y một cái thầm nghĩ, sợ gì? Bọn hèn nhát, sau lưng chúng ta cũng có người, liền lập tức mở miệng trợ uy nói. Ừ, trưởng ban Phí rất cẩn thận a. Các đồng chí chúng ta đều phải tuân thủ chính sách, không tính theo tuổi mụ. Tròn 18 tuổi vào đảng ủy thị trấn, Lâm Tuyền tương lai sẽ là thị trấn lớn nhất huyện. Các đồng chí lão thành cực khổ mấy chục năm qua sẽ nghĩ thế nào, mấy trăm cán bộ cấp phó phòng ở Ngư Dương chúng ta e là chỉ sợ không tìm được cái quần lót rồi, đúng là hơi. Trương Tào Trung ý vị sâu xa, tuy bỏ lửng câu nói nhưng ai cũng biết là phản đối. Trẻ tuổi có cái gì không tốt? Cam La thời xưa 12 tuổi đã nhận chức tể tướng. Trong thời Tam Quốc, Chu Du mới 24 tuổi nghe nói Tôn Sách được phong Ngô Hầu, thảo nghịch tướng quân liền đến gia nhập. Tôn Sách tự mình nghênh đón Chu Du, phong làm Trung Lang tướng. Trung Lang tướng A, tương đương với tướng quân hiện giờ. Vào ngày 2 tháng 9 năm nay, Trung ương Đảng đã phát hành điều lệ đề bạt và tuyển dụng cán bộ, điều thứ hai là chọn người tài đức vẹn toàn, điều thứ ba là phải coi trọng sự công nhận của quần chúng. Thành tích của Diệp Phàm ở thôn Đập Thiên Thủy không được quần chúng công nhận sao? Các anh thử đi thôn Đập Thiên Thủy điều tra thêm, hỏi thăm một chút. Tôi nghe Bí Thư Tần Chí Minh nói, Diệp Phàm bây giờ ở Thiên Thủy được coi như Phật sống vậy. Đương nhiên chúng ta là đảng cán bộ không thể nói cái gì, Phật sống, các loại, nhưng từ đó để nói nhân dân Thiên Thủy rất tôn kính Diệp Phàm. Thành tích thì càng không cần phải nói rồi, lấy được 200 vạn bằng 1/20 tài chính thu vào cả năm của chúng ta. Một khoản tiền lớn biết bao nhiêu a.
chắc là khoản tiền lớn nhất mà huyện chúng ta nhận được trong mười mấy năm qua. Hơn nữa quan trọng nhất là đại diện của tập đoàn Nam Cung lần này đến Lâm Tuyền, tập đoàn Nam Cung lại là tập đoàn lớn có tài sản mười mấy tỷ. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội thu hút đầu tư hấp dẫn này. Tôi nghĩ muốn thu hút đầu tư thì Diệp Phàm chính là một lời mời tốt nhất. Các thường vụ chúng ta ngồi đây mỗi ngày nói chăng nói sao chẳng phải là không hy vọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế huyện nhà sao, từ đó mới có thể giữ được vị trí của mình, có nhân tài như vậy không ủy thác trách nhiệm nặng nề hơn còn đợi khi nào. Chẳng lẽ cứ để cho một đám bình bình sống lâu lên lão làng giữ chức thì mới gọi là phù hợp tình hình trong nước, phù hợp lý lịch. Sở thích của chủ nhiệm ủy ban Giang Á Trạch là đọc Tam Quốc diễn nghĩa, tra cứu lịch sử, đem chuyện của Diệp Phàm nói ra hết sức thuyết phục làm Lý Hồng Dương âm thầm gật đầu, Trương Tào Trung âm thầm nuốt nghẹn, hận không được nuốt tươi Giang Á Trạch, Trung Minh Nghĩa thì cũng âm thầm hơi thay đổi. Tôi nghĩ hay là như vậy, Diệp Phàm là sinh viên xuất sắc của Đại học Hải Giang, chắc là cũng có thể làm tốt công tác quản lý kinh tế, cứ phân cho hắn quản lý công nghiệp thị trấn Lâm Tuyền, tiến hành thu hút đầu tư, cùng với công tác tổ chức xem sao. Trung Minh Nghĩa ném ra miếng thịt béo để xoa dịu Lý Hồng Dương. Mảng công nghiệp của Lâm Tuyền khẳng định là quan trọng, nhất là trong bối cảnh huyện đang ra sức đẩy mạnh thu hút đầu tư, quản lý mảng này dĩ nhiên là một miếng thịt béo. Công tác tổ chức của Lâm Tuyền lại là một cái bánh ngọt thơm phức, nhất là trong bối cảnh hợp nhất xã Khanh Hương và thị trấn, không muốn ăn cũng không được a. Trung Minh Nghĩa đương nhiên không phải là có lòng tốt để cho Diệp Phàm ôm chút ít thực quyền. Mà thật ra thì không muốn để cho hắn thêm cái chức vụ đảng ủy viên. Chương 109, tất cả đều đã kết thúc. Lão Trung, nếu là phụ trách công tác tổ chức thị trấn Lâm Tuyền thì dĩ nhiên là đảng ủy viên rồi, nguyên vốn phó chủ tịch Trương cũng đã kiêm nhiệm thôi, y vốn chính là đảng ủy viên mà. Ý của anh chẳng phải là nói để cho Diệp Phàm vào đảng ủy phải không? Trưởng ban tuyên giáo Lỗ Lệ Châu dù sao cũng là phụ nữ nên rất tinh tế. Thoáng cái đã bắt được chỗ sơ hở trong câu nói của Trung Minh Nghĩa làm y hối hận đến nghẹn họng, chỉ muốn tự cho mình một cái tát tai, tuy nhiên vì đông người như vậy nên không làm được. Ai, cái miệng mình làm sao vậy? Làm sao mà lại phạm sai lầm ngây ngô vậy chứ? Trương Tào Trung lại càng giận đến tái mét, đang định chữa cháy thì Lý Hồng Dương đã nhanh miệng. Ừ, Lão Trung nói có lý a. Để Diệp Phàm tiếp nhận trương mảng tổ chức của Hy Lâm. Vị trí phó chủ tịch thị trấn quản lý công nghiệp Lâm Tuyền, thương nghiệp, thu hút đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, ý Lão Trung là vậy các đồng chí xem thế nào. Trung Minh Nghĩa ủ ớ, nếu phản đối thì hóa ra là tự vả vào miệng mình, các thường vụ sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu đồng ý thì mọi tính toán từ đầu hóa ra là đem đi đổ sông đổ biển hết. Bí thư Lý, Diệp Phàm lập được công lớn nên vào đảng ủy cũng không phải là quá đáng. Tuy nhiên thị trấn Lâm Tuyền sau khi hợp nhất vào xã Khanh Hương là một thị trấn cực lớn, nhân khẩu đến hơn 10 vạn. Ở Hoa Hạ chúng ta có huyện nhỏ nhân khẩu chưa đến 10 vạn, vì thế theo ý tôi thì đảng ủy của thị trấn Lâm Tuyền cũng nên tăng người, đem cả ủy viên tổ chức và ủy viên tuyên giáo vào đảng ủy, tổng cộng là có 9 đảng ủy viên. Sau đó phân ra ủy viên viên tổ chức phụ trách công tác tổ chức cùng phối hợp với bí thư đảng đoàn Tống Ninh Giang thu xếp nhân sự của Lâm Tuyền lần này thì sẽ trọn vẹn hơn. Diệp Phàm đã quản lý mảng công nghiệp, lại là đảng ủy viên thì không thể kiêm nhiệm thêm ủy viên tổ chức, mà thêm vào mảng tài chính đi. Các đồng chí thử nghĩ xem, tài chính vốn có liên quan chặt chẽ đến xí nghiệp, biết đâu lại có thể phát huy quả và lợi ích lớn hơn nữa hiệu. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà đưa ra một ý kiến ngu ngốc, thực ra điều này y cũng đã tính toán. Chu Trường Hà hiện giờ tương đối thân cận với phái Trung Minh Nghĩa. Nếu như đồng ý để cho Diệp Phàm vào đảng ủy thì hai vị trí ủy viên tổ chức và ủy viên tuyên giáo sẽ chia ra cho hai phe Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung. Phe Lý Hồng Dương đã chiếm được vị trí cho Diệp Phàm rồi nên cũng không thể đi cướp được hai vị trí đảng ủy viên mới bổ sung này. Trương Tào Trung nghe xong cũng hơi động tâm, cảm thấy nếu bên mình có thể lấy được một vị trí đảng ủy cũng không tồi. Tuy nhiên nếu mảng tài chính mà Diệp Phàm quản lý thì Chủ tịch Thị trấn Thái Đại Giang sau này muốn triển khai công tác cũng tương đối khó khăn. Nhưng vốn Giám đốc Sở Tài chính Lưu Lương Huy là người của Tần Chí Minh nên nếu vậy thì bên mình cũng không phải là tổn thất gì. Hơn nữa mình và Trung Minh Nghĩa đều có được một vị trí đảng ủy viên, nếu còn muốn lấy mảng tài chính từ trong tay thủ hạ thân tín của Tần Chí Minh thì e là Lý Hồng Dương giận đến vỗ bàn, nên trước hết phải dỗ ngọt Lý Thiên Vương cái đã. Có vậy thì Lý Hồng Dương mới không động tay vào hai vị trí ủy viên tuyên truyền và ủy viên tổ chức, đây chính là giao dịch. Ừ, tôi cũng sớm có ý nghĩ này.
Sau này Lâm Tuyền là thị trấn siêu cấp của huyện chúng ta, khẳng định sẽ là thị trấn trọng điểm. Tôi đồng ý ý kiến đồng chí Trường Hà thêm vào đảng ủy hai vị trí của ủy viên tuyên truyền và ủy viên tổ chức. Trương Tào Trung lập tức đế vào. Đồ lòng lang dạ thú a, muốn thừa cơ gia tăng đảng ủy để đối chọi với ông sao? Tuy nhiên chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Lâm Tuyền Thiếu Hòa dường như muốn chuyển đi rồi, y cũng chiếm một ghế đảng ủy, nếu y đi chẳng phải sẽ chống thêm một sao? Hừ, ông mày sẽ làm cho tiểu Tào lẫn lão quỷ trung trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lý Hồng Dương suy nghĩ rất nhanh, trong nháy mắt đã quyết định, cười nhạt. Tốt, cứ định như vậy đi. Chuyện chọn hai vị trí ủy viên tổ chức và ủy viên tuyên truyền sẽ để lần sau, bây giờ lấy biểu quyết, ai đồng ý đồng chí Diệp Phàm vào đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền xin mời giơ tay. Lý Hồng Dương một đao đoạt lại được vị trí đảng ủy viên. Trận chiến quanh việc đề cử Diệp Phàm vào đảng ủy kiêm phó chủ tịch thị trấn đã kết thúc, không dễ dàng a. Trung Minh Nghĩa và Trương Tào Trung nhìn thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Lý Hồng Dương thì không khỏi nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Thiên Vương vừa giở trò gì đây? Chẳng lẽ y còn muốn nhúng tay vào hai vị trí đảng ủy viên kia, tuy nhiên lần này quyết không để cho y đắc thủ, hai nhà phải liên thủ để chiến đấu. Nghĩ tới đây hai con cáo già Trương Tào Trung và Trung Minh Nghĩa liếc mắt nhìn nhau một cái, ngầm hiểu với nhau. Trưởng ban phí, sáng sớm ngày mai thu xếp người xuống đó kiểm tra, hôm sau nữa sẽ công bố. Giờ đến lúc tập đoàn Nam Cung cũng không còn xa, thời gian quý giá, tình hình đặc biệt phải có biện pháp đặc biệt. Nếu như bởi vì chuyện này mà để lỡ việc của tập đoàn Nam Cung thì tôi sẽ hỏi anh đấy. Lý Hồng Dương nhấn giọng, bộ dạng nhìn rất nóng nảy, xem ra để phát triển kinh tế mà đã mất đi không ít trầm ổn. Được rồi bí thư Lý, ngày mai tôi sẽ cử đồng chí Ngọc Trấn Dương xuống, quyết không hỏng việc. Trưởng ban tổ chức Phí Mặc trả lời vô cùng dứt khoát, y biết chuyện này rất quan trọng nên không thể sơ suất. Nếu do chuyện này mà làm phật ý Diệp Phàm dẫn đến tập đoàn Nam Cung cũng bỏ cuộc thì dù là Lý Hồng Dương bỏ qua cho mình thì chắc Trương Tào Trung cũng lấy mũ mình. Làm chủ tịch một huyện nghèo thì số tiền 200 vạn là rất lớn, mà tiềm lực phía sau của tập đoàn Nam Cung là không thể tính được. Lúc này Diệp Phàm đã dễ dàng giải quyết xong Lô Vĩ. Hắn vừa buông tay ra thì Lô Đinh đột nhiên xông ra. Tổ trưởng Diệp, chỉ là vật tay thì không thể nói là anh lợi hại hơn công tử nhà ta. Chúng ta bài cổ tay căn bản là không thể thể hiện ra ngươi so với ta ra công tử lợi hại. Chúng ta chơi món khác đi. Thằng danh này còn không phục đây, chắc là định vớt phát mặt mũi cho Lô Vĩ, tưởng dùng sức châu mà xong à. Lô Đinh, đại trưởng phu nâng lên được thì thả xuống được, thua thì thua. Anh Diệp, xe này là của anh, chú thế chừng, ngày mai chú làm giấy tờ cho anh Diệp. Tôi rất cao hứng quen biết một cao thủ như anh Diệp đây. Lô Vĩ rất sảng khoái. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười nhưng chắc là trong lòng cũng không thoải mái lắm, dù sao cũng là thua. Ha ha, mới vừa rồi là đùa thôi, tôi làm sao có thể lấy thứ quý giá của anh Lô chứ? Diệp Phàm vừa nói vừa đưa chiếc chìa khóa xe. Sau này đến Thủy Châu, anh Lô cứ mời tôi uống trà là được. Anh Diệp, tôi nói thật đấy. Anh nhận lấy xe đi, tôi không nói nhiều nữa, xem tôi là anh em được rồi, tôi còn một chiếc xe nữa, không có chuyện gì đâu. Lô Vĩ không nhận chùm chìa khóa, thái độ vô cùng kiên quyết, không giống giả bộ. Được rồi, tôi phát tài rồi, ha ha. Diệp Phàm lúng túng cười thu hồi chìa khóa, trong lòng vẫn hơi kích động, dù sao đây cũng là chiếc xe đầu tiên của mình. Nghe nói nguyên giá xe đã là gần 40 vạn, sau khi cải tiến thì lại càng sang trọng hơn. Như vậy đi, tối nay tôi giúp anh mở thạch quan. Diệp Phàm cười quỷ dị. Có thể mở được không? Lô Vĩ mở to hai mắt. Ừ. Diệp Phàm hừ một tiếng. Không tin. Tôi tin, anh Diệp chẳng phải là tam đoạn hạ đẳng vũ sư sao? Lô Vĩ cười cười, trong lòng suy đoán thực lực của Diệp Phàm. Người thanh niên này tuy còn trẻ hơn mình nhưng nội kình thâm hậu như vậy, tương lai tuyệt đối là một con rồng nên Lô Vĩ mới có thể lộ ra vẻ thân thiết. Thậm chí y còn thấy bản thân mình dường như còn hơi nhỏ mọn, đang định giới thiệu Diệp Phàm cho gia tộc. Con người chính là như vậy, không có thực lực thì ai cũng xem thường, có ai lại muốn đi xưng huynh gọi đệ với một người bình thường, đặc biệt là với loại thế gia đệ tử xa xưa như Lô Vĩ, lại càng bội phục anh hùng. Ha ha, coi như là vậy. Diệp Phàm cười cười không nói nhiều, quay đầu lại nhìn thấy Lan Điền Trúc mặt mày đỏ ửng đang định chạy đi thì lập tức hét toáng. À, cô Lan,
cô đi giặt quần áo cho tôi đi chứ. À, có thêm hai đôi tất nhét dưới giường cũng lấy ra giặt luôn nhé, phiền tiểu thư. Chương 110, bảy cách kiếm tiền. Bản cô nương giờ không rảnh, sau khi ăn cơm sẽ giặt, hừ. Có gì mà kiêu ngạo, chỉ là vật tay thôi, có gì mà giống như là tướng quân vậy, hừ. Lan Điền Trúc quay ngoắt chạy biến ra khỏi cung cũ, chắc là trốn ra phía sau núi tìm chỗ trút giận. Ha ha ha. Trong điện truyền ra tiếng cười dâm đãng của mấy tên thanh niên bất lương Diệp Phàm, Lô Vĩ, Lô Đinh, Lý Tuyên Thạch, Lý Hoành Sơn. Cười cười cười, cười cho chết đi, cho rụng hết răng đi. Lan Điền Trúc hận đến nghiến răng trèo trẹo, quyền đấm cước đá vào một bụi trúc nhỏ, giống như đang luyện taekwondo, chắc là cũng học qua mấy chiêu hoa hòe. Tuyên Thạch, anh còn tiền không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Còn khoảng 50 vạn, họ Diệp, họ Ngô chắc cũng vậy. Công tử Lô cấp cho mỗi nhà 80 vạn, đã trích ra cho những nhà khó khăn trong họ 10 vạn, sửa đường trong thôn hết mấy vạn, chỉ còn lại 50 vạn, ai? Nhìn một khoản tiền lớn vậy đảo mắt một cái đã tiêu hết một nửa, hết rồi đi đâu mà kiếm đây? Lý Tuyên Thạch cũng không giấu giếm gì. Sao anh không nghĩ sẽ dùng tiền để đẻ ra tiền? Diệp Phàm hỏi. Dùng tiền đẻ ra tiền, khó khăn. Thôn đập Thiên Thủy chúng ta có thứ gì tốt, trừ mấy mảnh đất trồng khoai. Trên núi có mấy cây trà, ruộng có một ít lúa, đều là thứ không đáng tiền, làm gì để ra tiền. Lý Tuyên Thạch lắc đầu bất đắc dĩ. Vừa rồi tôi đã bảo Hoàng Sơn đi tiếp nhận bãi cát của Lâm Tuyền. Bãi này vốn là của Lý Đức Quý, người đã chết rồi nên chúng ta coi như là nhặt lấy. Tuy nhiên vợ con của Đức Quý cũng thật đáng thương, tiền trước kia mà Đức Quý kiếm được cũng đổ hết vào rượu và gái, chẳng còn dư lại mấy đồng. Hiện giờ mẹ góa con côi lại thêm là vợ của tội phạm giết người nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Vì thế tiền thu được từ bãi cát tôi cũng trích 5 vạn cho hai mẹ con, ai? Chuyện này còn phải cảm tạ anh Diệp đã xuất lực, nếu không chắc có phiền toái, nhị bá của Lâm Tuyền cũng không phải là thứ bã đậu. Cát và đá răm ở bãi đó rất tốt, trong cát rất ít bùn, trong đá răm cũng rất ít tạp chất, chắc một năm cũng kiếm được khoảng 10 vạn. 50 vạn xem chừng còn phải lấy ra chừng 10 vạn mua máy đào cát, nên cũng chỉ còn lại khoảng 30 vạn, ai? Tiện tay mà thôi, Tuyên Thạch, nói cho anh một tin này đừng nói cho người ngoài. Đường tới thôn đập Thiên Thủy sắp sửa rồi, mà là sửa lớn ấy, nói không chừng còn lát một lớp nhựa đường mỏng, tuy nhiên cũng còn phải xem đủ tiền hay không. Tôi đã xem qua, vừa rồi bên quân đội đã nổ ra rất nhiều tảng đá lớn nằm chồng chất bên các đường rẽ. Thử nghĩ xem ba họ các anh có thể làm gì không? Diệp Phàm khẽ mỉm cười gợi ý. Anh Diệp, có thật không? Nếu quả thật là như vậy thì có thể lợi dụng để mở mấy công trường chế biến đá răm, chờ đến khi khởi công sửa đường thì. Lý Tuyên Thạch giật mình, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Ừ, anh đi tìm Diệp Vĩ Cường và Ngô Thiên Lĩnh, bảo thêm cả Trương Cư Thủy nữa, bàn bạc mở mấy cái công trường chế biến đá răm, cũng đừng tiết lộ là tôi nói. Phải nhanh chóng đi trước người khác, nếu không thì khó khăn đấy. Diệp Phàm nói khẽ. Những khối đá kia là vật vô chủ, các anh chiếm lấy thì là của các anh, hơn nữa còn là đại biểu cho thôn đập Thiên Thủy, người khác muốn tranh cũng không được. Mọi người phải đồng tâm, xem hết bao nhiêu tiền thì phân ra, làm thỏa thuận sau này chia lợi nhuận như thế nào, cho dù là anh em cũng phải tính toán rõ ràng, miễn rắc rối về sau. Tốt, buổi tối đến nhà tôi đi. Tôi sẽ gọi bọn họ tới để thống nhất. Lý Tuyên Thạch rất cao hứng, vội vàng chạy đi. 4 giờ chiều, Lý Tuyên Thạch đã sớm bảo Lý Hoành Sơn tới thúc giục Diệp Phàm, xem ra gã đã sốt ruột lắm rồi, chỉ e là tiền có thể bay đi mất. Diệp Phàm đến nhà Lý Tuyên Thạch. Ôi, người trong nhà không nhiều lắm, người đại diện bốn họ thấy Diệp Phàm đi vào liền tiến ra đón, bên cạnh bàn còn có một ông lão mặt đầy nếp nhăn mặc Âu phục thời xưa, cũng không biết là người nào. Anh Diệp, bốn người chúng tôi bàn bạc là lấy hình thức gia tộc để phân ra cổ phần hợp tác làm công trường khai thác đá răm. Tiền lời sau này sẽ do gia tộc quản lý, sau đó án theo đầu người để phân chia. Lý Tuyên Thạch nói chi tiết rồi chỉ vào ông lão để chòm râu dài bên cạnh nói. Ông ấy là một người nổi tiếng của thôn đập Thiên Thủy, tiên sinh Vương Nhân Đường. Lúc còn trẻ thường giúp người khác viết gia phả, bố ông ấy là luật sư Nghiêm Tông, hôm nay trở về thôn đập Thiên Thủy thăm người thân. Tiên sinh Vương, xin chào, hoan nghênh ông về đây. Diệp Phàm lễ phép chào hỏi. Anh Diệp, anh nói là lần này sẽ sửa đường sao, có thể đầu tư bao nhiêu tiền?
chúng ta hợp lại có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Ngô Thiên Lĩnh vốn tính nóng nảy nên hỏi thẳng. Nhiều đấy, nhưng cũng đừng tiết lộ là tôi nói, nếu người trong họ hỏi cũng đừng nói, nếu không đồng ý đầu tư thì thôi. Tuy nhiên nói trước cho mọi người rõ, đừng để đến lúc đó không kiếm được tiền lại đỏ mắt, tin tức này tuyệt đối là xác thực. Diệp Phàm đưa hai ngón tay nói giọng tin tưởng. Thử nghĩ xem, cho dù là chỉ có thể lấy lại tiền vốn thì cũng đã lời phần máy móc và bến bãi xã Khanh Hương sắp hợp nhất vào thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, chắc sẽ có không ít hơn 5.000 người tới đây, biết đâu còn tới cả vạn người. Nhiều người như vậy tới thị trấn Lâm Tuyền không ở nhà chẳng lẽ ngủ trên đường, lúc đó có bãi đá, lại có tiếng tăm rồi, dĩ nhiên sẽ có khách quen. Hơn nữa còn phải mà lớn lên, nếu không tôi nghĩ sau này các anh sẽ hối hận. Diệp Phàm phân tích cho mọi người. À, 200 vạn, nhiều như vậy. Bốn người đều sợ hãi, ngay cả Vương Nhân Đường cũng hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm nghi ngờ nhưng sau đó hỏi. Tổ trưởng Diệp, tôi tuy nói đã tới Mặc Hương nhưng cũng hy vọng các hương thân kiếm được tiền vì thôn chúng ta nghèo quá, đặc biệt là so với Mặc Hương thì nơi này đúng là ổ gà a. Tổ trưởng Diệp, tin tức của cậu có chính xác không, đầu tư một lúc mấy chục vạn mà mất đi là phiền toái lớn đấy. Mấy người nói không lo lắng là giả vì thôn Đập Thiên Thủy quả thực quá nghèo. Ha ha, có tin hay không là tùy các anh, tôi không nói nhiều. Diệp Phàm tôi xem bốn người là anh em lại còn hại nhau sao? Diệp Phàm cười cười rồi nói sang chuyện khác, bởi vì mọi người còn cần bàn bạc thỏa thuận phân chia cổ phần nên hắn chỉ uống vài chén rồi đi về. Về phần mở công trường đá răm thì bọn họ tự quyết định. Mình cũng chỉ nói đến thế, đến lúc bị người khác tranh phần thì cũng đừng nói mình. 6 giờ tối, trong Long Mộ vẫn sáng như ban ngày vì Lô Vĩ đã đưa một máy phát nhỏ, đúng là có tiền thì dễ làm việc. Lô Vĩ, xin mời những người khác đi ra ngoài, chỉ có anh lưu lại thôi. Diệp Phàm nói, tại sao, anh nói có bản lĩnh mở quan tài vậy thì đương nhiên chúng tôi phải xem, nếu không anh làm hỏng thì sao? Lan Điền Trúc Chu miệng kiên quyết không đi. Thật ra thì không ai muốn đi. Diệp Phàm nói chắc là mở được quan tài nên bọn họ tò mò rốt cuộc là làm sao để mở. Người ta là chuyên gia khảo cổ nghiên cứu nhiều ngày như vậy cũng không tìm ra cách, một tên amateur lấy cách gì để mở, mọi người đều nghi ngờ, giáo sư Lan và giám đốc Cố lại càng không tin vào mấy thứ huyền hoặc. Tiểu Diệp, có thể để chú và lão Cố ở lại hay không, còn Điền Trúc đi ra ngoài. Giáo sư Lan kìm không được nói mấy câu làm Lan Điền Trúc giận dỗi. Cha, con không ra, con đã đánh cuộc với họ Diệp kia, ai biết hắn có dở trò hay không, không đi. Như vậy đi, giáo sư Lan, giám đốc Cố, Lô Vĩ, Điền Trúc ở lại, những người khác ra ngoài hết. Diệp Phàm phất tay rất có phong độ một tướng quân, mấy người Đoàn Hải, Xuân Thủy ngoan ngoãn đi ra. Đây chính là một khí thế vô hình trấn áp lòng người. Khí thế này của Diệp Phàm trải qua tu luyện thì lại càng lợi hại, ngay cả cán bộ lớn như giáo sư Lan cũng thầm khen. Chương 111, dùng nội kinh mở quan tài. Sau khi nói xong, hắn giống như lão tăng ngồi thiền xếp chân bắt đầu điều tức, những người khác ngoại trừ Lô Vĩ thì giáo sư Lan và giám đốc Cố đều cho rằng Diệp Phàm đang làm trò. Lan Điền Trúc chờ mấy phút không thấy gì lạ đang định mở miệng thì bị giáo sư Lan lấy tay ra giấu ngăn lại. Nửa giờ sau, Diệp Phàm mở bừng hai mắt làm mọi người đều sợ hết hồn, bởi vì trong cặp mắt của hắn giờ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo làm người ta phát run. Trong nháy mắt, Diệp Phàm như biến thành một người khác, trên người có một khí thế vô hình quanh quẩn, tựa hồ hắn là một đế vương trên thế gian làm người ta bất giác sinh ra ý niệm hoang đường muốn quỳ xuống lễ bái. Giáo sư Lan, giám đốc Cố và Điền Trúc đều cho là mình hoa mắt. Lan Điền Trúc còn liều chết rụi rụi mắt, cho là mắt mình nhìn đêm dở quáng gà rồi. Trong lòng hô lớn. Đây không phải là thật, cảnh vừa rồi là giả, ánh mắt người sao có thể phát sáng được chứ, thậm chí sáng như đèn, nói là sói phương Bắc cũng không quá đáng. Chỉ có Lô Vĩ là rõ ràng nhất, trong lòng hoảng hốt. Thật là thần quang lợi hại, trưởng lão Lô Tiên Giật đã từng nói, nội kình của võ giả đạt tới cảnh giới bão nguyên quy nhất thì có thể thu liễm thần quang bắn ra mắt. Chẳng lẽ nội kình của anh Diệp đã có thể phóng ra ngoài, đạt tới cảnh giới siêu cao thủ? Không thể nào. Đây chính là bản lĩnh của cao thủ siêu cấp cửu đoạn trở lên mới có, gọi là tiên thiên tôn giả. Đám trâu bò đó đã vượt qua cực hạn của bản thân, dung hợp thân thể, tiến hành tẩy tủy phạt kinh, dần dần hòa vào thiên nhiên. Trưởng lão nhà họ Lô có nói trăm năm trước đã gặp qua cao thủ như vậy,
hiện giờ thì tuyệt không thấy. Nghe nói trưởng lão Võ Đăng Trương Hữu Trần là một vị tiên thiên tôn giả, là một siêu cao thủ thập đoạn, nhưng lão đã 120 tuổi rồi, còn sống hay không cũng khó biết, là một tượng đài của võ thuật Trung Quốc. Ngay cả trưởng lão Lô Tiên Giật đến 100 tuổi mới luyện thành cảnh giới có thể phóng nội kinh, có thể cách không 3 mét hút được đồ vật, là đại vũ sư thất đoạn ở cảnh giới thuần hóa A. Anh Diệp mới bao nhiêu tuổi, nghe nói mới tròn 18 tuổi, cho dù là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào, trừ khi đem nội kinh tu luyện đời trước dung hợp vào. Vừa rồi chắc là mình hoa mắt, tuy nhiên khí thế trên người hắn đúng là vô cùng uy phong, phảng phất khí phách bá vương. Chỉ trong nháy mắt đã biến đổi bản thân, so với khai bi thủ tâm thuật của nhà họ Lô còn khí phách hơn. Trong lúc Lô Vĩ đang âm thầm hoảng sợ suy nghĩ miên man, Diệp Phàm đã đưa tay để lên thạch quan dùng ý thức thi triển ra mắt thần, ưng nhãn thuật để thấy được các mối ghép. Từ hai tay của hắn, nội kinh từ từ thoát ra tiếp xúc với loại vật chất đặc thù dùng để nối ghép. Dĩ nhiên khí nội kinh này chỉ có thể nói là một loại cảm giác, không thể nhìn thấy. Mặc dù Diệp Phàm ưng nhãn thuật nhạy bén cũng vậy, nếu như có thể nhìn thấy được thì lúc đó chính là nội kinh tiên thiên. Chỉ mình Lô Vĩ mới cảm nhận được một chút nội kinh dao động của Diệp Phàm, giáo sư Lan, giám đốc Cố và Lan Điền Trúc còn tưởng rằng hắn phát điên sờ soạng vào thạch quan chẳng biết làm gì. Thậm chí Lan Điền Trúc còn hoài nghi động tác của Diệp Phàm giống cương thi sống lại. Sau mười mấy phút đồng hồ tiếp xúc lên hết một mối ghép, bàn tay của Diệp Phàm nắm được vật dùng để niêm cất quan tài, đó là một viên ngọc giống như một viên thuốc tế. Hắn giả bộ rụt tay vào ngực rồi thuận tiện nhét viên ngọc vào túi áo, đây là bí mật của Diệp Phàm không muốn cho người khác biết được, chắc là sau này có thể là một món tài lộc. Cứ với tốc độ khoảng 15 phút là đi hết một mối ghép, qua chừng mấy giờ Diệp Phàm đã mệt rã rời, cuối cùng cũng đến mối ghép kết thúc. Hắn đang định đứng dậy thì đột nhiên trong quan tài truyền ra một khối không khí quái dị khổng lồ trào thẳng vào huyệt tổ khiếu của lòng bàn tay. Diệp Phàm hoảng hốt, còn tưởng đâu rằng gặp phải khí âm của thi thể trong quan tài. Hắn vội vàng dồn một chút nội kình cuối cùng trong cơ thể để chống đỡ luồng khí quái dị mạnh mẽ này. Hơn nữa Diệp Phàm cũng cảm thấy luồng khí tức này thuộc loại thuần âm, lại càng khẳng định mình gặp phải khí âm sát trong truyền thuyết. Trong lúc hắn đang liều mạng chống đỡ thì đám người giáo sư Lan chỉ thấy bàn tay của Diệp Phàm đang đặt dính lên mối ghép cuối cùng, trên mặt đầm đìa mồ hôi, hai bên má phập phồng thì đều ngơ ngác không biết hắn giở trò quỷ gì. Rằng có đến một canh giờ. Đúng lúc Diệp Phàm cảm giác thân thể mềm nhũn, định hô một tiếng xong đời rồi thì trong đầu vang lên một tiếng ầm, rồi chợt có một vòng tròn cực kỳ chói mắt thêm vào năm vòng tròn cũ trong đầu. Thằng cụ nó, làm giật cả mình. Không ngờ lại có thể ngoài ý muốn đột phá đến giai đoạn luyện kính của thuật dưỡng sinh tầng thứ 6. Ha ha, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị âm khí trong quan tài cắn nuốt. Chắc là dương khí trong người của thiếu gia đây quá thuần khiết nên cuối cùng đã chế trụ, hay nói đúng hơn là hoàn toàn dung hợp mới khiến cho công lực đột phá. Diệp Phàm mắng thầm một câu, trong lòng dĩ nhiên vui mừng như điên. Vốn thuật dưỡng sinh đột phá lên một tầng khó như lên trời, sư phụ phí chính là một nhân chứng sống. Còn có thêm Lý Viêm Đình. Người ta vất vả tu luyện mấy chục năm cũng mới chỉ đạt tới giai đoạn khai nguyên tầng thứ tư, bản thân mình chó ngáp phải ruồi nên mới thần tốc như vậy, xem ra chiếc quan tài này đúng là phúc tinh của mình, đúng là thăng quan phát tài mà. Hắn đang mơ màng nghĩ vậy, có biết đâu là thực sự bản thân mình đã được thăng quan trong cuộc họp thường vụ vừa rồi. Diệp Phàm tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức thêm chừng nửa giờ nữa rồi mới mở mắt kêu lớn. Hoành Sơn! Đưa cho tôi một bình nhị hoa đầu, Lô Vĩ, bày hương án tế tổ, chuẩn bị mở quan tài. Lão quản gia Lô Thế Trừng đã sớm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Lô Vĩ, lão quản gia và vệ sĩ Lô Đinh cùng cung kính quỳ xuống dập đầu 9 lần, Diệp Phàm cũng thắp mấy cây hương chuẩn bị lễ bái thì Lô Vĩ đột nhiên hô lớn. Anh Diệp, hôm nay hai chúng ta học theo Lưu, Quan, Trương thời Tam Quốc kết nghĩa đào nguyên thành anh em nhé. Công tử! Quản gia Lô Thế Trừng buột miệng nói khẽ, chắc là muốn ngăn cản. Lão cho là Diệp Phàm còn chưa đủ phân lượng để kết nghĩa anh em với Lô Vĩ. Nhà họ Lô là vương tộc thời xưa, cho dù hiện giờ cũng là một thế gia hùng mạnh, tuy nói không nổi danh như thời xưa nhưng ở trong giới kinh doanh và chính trị đều có người. Chú Lô, không cần phải nói, cháu đã quyết định rồi. Anh Diệp, đồng ý nhé. Lô Vĩ nhắc lại, gã vẫn hơi lo lắng là Diệp Phàm không chịu. Nội kình thâm hậu của Diệp Phàm làm gã vô cùng bội phục, do đó đoán sư phụ sau lưng của hắn còn mạnh hơn nữa,
cao nhân ẩn sĩ như vậy chắc gì đã đoái hoài đến thế ra ngoài đời như mình. Tốt, em Lô nói vậy mà anh từ chối thì thất lễ rồi, ha ha, vậy thì anh cũng nên lễ bái lão tổ tông nhà họ Lô đã. Diệp Phàm nghĩ một lát rồi quyết định rất nhanh, kết nghĩa anh em cùng Lô Vĩ cũng không thiệt thòi gì. Tuy nói Lô Vĩ hơi kiêu ngạo nhưng đối với bản thân mình hết sức chân thành. Hơn nữa căn cơ của nhà họ Lô sâu dày, sau này nói không chừng còn cần mượn lực. Trong xã hội hiện đại không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không còn vô duyên vô cớ hận, nói trắng ra là hai bên cùng có lợi, tuy nhiên có thể giữ được một phần chân thành cũng đã là không tồi. Diệp Phàm không phải là tham lam muốn dựa vào gia thế của Lô Vĩ, chẳng qua chỉ thấy người thanh niên này hợp với hắn, còn về Lô Vĩ chắc là nhìn chúng thân thủ của mình. Hai người thận trọng lấy thạch quan của lão tổ tông nhà họ Lô làm chứng, quỳ xuống 3 lần lại 9 lần, dập đầu kết bái thành anh em khác họ. Cả hai cũng không thể thốt hoa hòe gì, chỉ đơn giản quỳ xuống dập đầu uống liền 3 chén rượu lớn. Mở quan tài. Lô Vĩ hét lớn một tiếng, khung cảnh đột nhiên trở nên hết sức nghiêm trang. Giáo sư Lan, chú có thể dùng xẻng sắt cậy vào chỗ mỗi ghép của quan tài. Diệp Phàm chỉ dẫn. Chương 112, trong quan tài chỉ có một bức tranh. Có thể làm rồi. Giáo sư Lan hơi chần chừ, vì vẫn chưa thấy Diệp Phàm làm gì cụ thể, không nghi ngờ mới là lạ. Trước đó cũng đã thử hết cách nhưng thạch quan giống như bị hàn kín, không có cách nào mở ra. Ông rất lo lắng cứ cưỡng ép mở ra sẽ bị hư hại. Tuy nói được chủ nhân đồng ý nhưng vẫn sợ sệt. Ngần ngừ một lúc rồi cũng cùng với Cố Tác Vũ cầm xẻng chuyên dụng cẩn thận nạy ra. Đúng là có thể nạy ra thật. Thành công rồi. Hai người đàn ông trung niên bỗng nhiên ôm cứng lấy nhau như tình nhân, hò hét vang trời. Sau khi cẩn thận mở lớp khoách thứ nhất thì giáo sư Lan và Cố Tác Vũ kêu lên thất thanh. Tại sao có thể như vậy? Nghe tiếng kêu của hai người, mọi người xúm lại dùng đèn chiếu xuống để xem. Cảnh tượng nhìn thấy làm tất cả ngây ra. Lão tổ tông đây sao? Không thể nào, tại sao không còn quan tài? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lô Vĩ tròn xoe mắt, vốn đang mong có thể sớm thu hồi hài cốt tổ tông để cải táng, kết quả sau khi mở ra thì trống trơn, nửa cục xương cũng không thấy. Chỉ thấy một cái khay ngọc phỉ thúy dày óng ánh, đường kính đến gần nửa mét, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Trong khay có một đống cát màu xanh. Cũng không biết là thứ gì, trên đó lại mọc ra một cái cọc nhỏ không lớn, to chừng bằng cánh tay, cao chừng 1 mét, xanh màu ngọc bích. Ở đầu cái cọc gỗ có một trái cây hình tròn, từ đó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, kỳ quái là nó giống như bị dập nên mềm nhũn, dường như đã bị hút đi một nửa. Ừ, giống như cái cọc gỗ quái dị mình đã gặp trong hang đá, tuy nhiên có khác biệt về màu sắc, cái quả của mình là màu đỏ, còn quả này màu xanh, chẳng lẽ quả của mình thuần dương còn quả này thuần âm? Không trách vừa rồi khi tiếp xúc với mối ghép có một luồng linh khí âm nhu đi vào trong kinh mạch mình, thúc đẩy thuật dưỡng sinh của mình đột phá lên cảnh giới luyện kính tầng thứ sau, tương đương với thất đoạn khai nguyên của võ thuật hoa hạ, anh mày giờ đã là hạ đẳng đại vũ sư rồi. Diệp Phàm kinh hãi, xem lại lần nữa thì thấy cái quả đó đã bị rút xuống chừng 3 phần, chắc là linh khí hóa lỏng trong đó đã bị mình cách không hút vào rồi. Trên quả có đến chừng 100 vòng, còn quả của mình lại có 180 vòng. Chắc có số tuổi xa xưa hơn, chẳng lẽ là số vòng tượng trưng cho số tuổi của cây, có khả năng lắm. Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy thần bí, càng lúc càng thấy hoang mang, đáng tiếc không có ai để giải thích nghi ngờ. Cái quả này mọc trong quan tài, đúng là kỳ lạ. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy mà dường như vẫn còn sống, kỳ quái. Lan Điền Trúc lẩm bẩm, tuy nhiên không dám lớn tiếng sợ mọi người đang yên lặng bực mình. Một lát sau, cả đám người đang im lặng rốt cuộc đã bừng tỉnh. Lão Cố, anh thử nói xem cái cọc gỗ này có phải là thực vật không? Giáo sư Lan tò mò, ông vốn thật vọng vì chiếc quan tài không, giờ lại chú ý vào chiếc cọc gỗ quái dị. Tôi sao biết được, tuy nhiên cái cọc gỗ này hình như giống với thái tuế trong truyền thuyết, tuy nhiên trên thân thái tuế thì đâu có quả, quỷ gì a? Giám đốc Cố cũng thấy khó hiểu nhưng rất hứng thú. Chỉ bực mình là không được hái ngay cái quả kia để phân tích cho thỏa lòng. Tuy nhiên đây là vật có chủ, chưa tới phiên y lên tiếng cho dù có là giám đốc nhà bảo tàng tỉnh Nam Phúc. Lô Vĩ đang định đưa tay sờ vào cái khay thì quản gia Lô ngăn lại. Cậu ba, không được động đậy, để tôi gọi điện cho trưởng lão hỏi cái đã. Ừ, hỏi trước cũng tốt. Lô Vĩ đáp, Lô Thế Trừng đi ra ngoài gọi điện thoại.
sau một lúc lâu mới quay lại ghé sát tai Lô Vĩ Bên nói nhỏ. Cậu ba, trưởng lão nói cái cọc gỗ bên trong rất có thể là thái tuế, còn cái quả trên đó chính là linh vật do tinh hoa ngưng tụ nhiều năm của thái tuế tạo thành, đối với võ giả cực kỳ trọng yếu, có thể trợ lực để đột phá cảnh giới công lực, là một bảo vật khó cầu. Trưởng lão còn nói những vòng tròn trên quả thái tuế là tuổi thọ của nó, vừa rồi tôi đếm hình như được 100 vòng nói lên số tuổi của cái quả này là 100 tuổi, còn cây thái tuế chắc phải đến 2000 năm. Trưởng lão có nói những hạt màu xanh trên khay ngọc đó là một loại đá kỳ lạ cung cấp chất dinh dưỡng cho thái tuế sinh trưởng. Cẩn thận lấy ra cùng một lúc rồi để vào trong một cái hòm niêm phong lại đem về nhà. Thái tuế, cũng giống như phim trong TV, nhưng sao lại có quả? Lô Vĩ hỏi khẽ. Đó là thái tuế bình thường, chỉ có giá trị dinh dưỡng cao thì cũng không có tác dụng gì thêm, hơn nữa tuổi thọ không lớn. Theo tài liệu điều tra, loại thái tuế màu xanh này rất có thể gọi là thái tuế tử địa hoàng bàn. Quả của nó hàm chứa khí âm thuần khiết cùng với một loại quả thái tuế khác gọi là hỏa long tường thiên có dương khí bá đạo, đều là linh vật ngàn năm khó cầu. Trưởng lão bảo phải hết sức giữ bí mật, nhanh chóng trở về mật thất của gia tộc để bảo quản, trưởng lão đã phái Lô Trác tới đây. Lô Thế Trừng thần bí nói. Đúng lúc ấy thì có một ánh đèn flash lóe lên, Lô Thế Trừng biến sắc, liếc mắt nhìn Lô Đinh. Gã vệ sĩ này lập tức vò tới đoạt lấy chiếc máy quay phim trong tay Lan Điền Trúc rồi nhanh chóng tháo cuộn phim ra. Anh làm gì vậy, còn máy quay của tôi? Lan Điền Trúc hét to vò tới định cướp lại chiếc máy quay phim. Điền Trúc đừng vội, nghe quản gia Lô giải thích. Diệp Phàm đưa tay ngăn Lan Điền Trúc, trong lòng cũng hiểu đại khái về mục đích của nhà họ Lô. Loại linh vật khó cầu có thể giúp đột phá công lực này vốn là ngàn vàng khó mua. Lúc trước bản thân mình đào được chiếc cọc gỗ cũng ngay lập tức cất giấu, nghĩ lúc nào sư phụ trở về sẽ nghiên cứu xem là vật gì. Tiểu thư Lan, thật xin lỗi, gia chủ có dặn là không cho quay phim trong mộ, kính mong các vị giữ bí mật cho nhà họ Lô, đừng tiết lộ chuyện trong quan tài ra ngoài. Giáo sư Lan, giám đốc Cố, xin lỗi rồi. Bỏ đi Điền Trúc, đây là bí mật gia tộc nhà người ta không thể truyền ra ngoài. Công tử Lô đã rộng rãi cho con tham dự mở quan tài đã là tốt lắm rồi. Giáo sư Lan và giám đốc Cố đều là người hiểu biết, họ đều là chuyên gia khảo cổ, nghiên cứu qua rất nhiều phong tục tập quán trong lịch sử, dĩ nhiên biết về các quy định ở các gia tộc cổ xưa. Hừ, không quay thì thôi, trả tôi máy quay đây. Lan Điền Trúc chề môi, nhanh như chớp giật lại chiếc máy quay phim trên tay Diệp Phàm, hừ một tiếng. Đồng lõa. Sau đó cô còn cảm thấy chưa đủ nên dậm cho hắn một cái đau điếng. Diệp Phàm đau đến tái người, thầm nghĩ, vừa rồi là anh còn sợ cô thiệt thòi, vệ sĩ của thằng em Lô là một cao thủ, vung tay một cái là làm cô bị thương đấy, ai? Tại sao làm chuyện tốt mà lại bị đánh chứ, xui xẻo. Sau khi nhấc cái khay lên thì thấy bên dưới là một bức tranh sơn thủy bằng lụa được bảo tồn rất tốt nên cũng không hư hại gì. Chuyện này vốn rất kỳ lạ vì tấm tranh lụa kia trải qua bao nhiêu năm lẽ ra phải mục nát từ lâu rồi mới phải, nhưng giờ trông như vẫn còn mới nguyên, giáo sư Lan và lão Cố lại càng tò mò. Chương 113, bài thơ bí ẩn. Bức họa vẽ một người đàn ông có bộ râu dài phiêu giật đang khoan khoái uống rượu, bên cạnh là một cô gái tóc mây búi cao gảy đàn tình tứ. Núi sông phía sau mờ ảo, cũng không biết là vùng nào của Hoa Hạ. Điều kỳ lạ là góc dưới bức tranh có một bài thơ. Cố Phán Nhất Tiếu Mị Thiên Yêu. Xuân Bộc Hàn Điếu Vạn Cổ Thu. Ngô Tự Hoài Bão Tiếu Hồng Trần. Thiên Khoan Địa Đại Nhâm Tiêu Diêu. Lạc Khoản có đề là, Lô Định Tông Cuồng Bút. Bên dưới còn có một câu rất khó hiểu, thậm chí còn có thể nói là không có nghĩa gì cả. Nhất khuyết song lộng tứ mạc tam hài trung. Ha ha ha, đọc rồi lại thấy có cảm giác Lô Định Tông dường như là một vị ẩn sĩ cuồng ngạo háo sắc, phóng khoáng khinh mạn. Cô em Lan Điền Trúc mặt lạnh như băng hừ một tiếng. Sắc lang. Lô Vĩ trợn mắt bất mãn liếc một cái, Lan Điền Trúc lại càng phẫn nộ. Lườm cái gì, chẳng lẽ không phải là đồ háo sắc? Cợt nhả a, tà quái a, nhìn là biết liền, cái gì mà lão tổ tông chứ? Chắc là cô vừa rồi bị đoạt máy quay còn tức tối chưa có chỗ phát tiết nên chút giận vào người Lô Vĩ. Hừ, cuồng thì cuồng, sắc thì sắc, đàn ông ai không háo sắc? Nói trắng ra đó là bản chất đàn ông, gọi là phong lưu đấy biết không? Anh nói có phải không đại ca? Lô Vĩ trong nháy mắt đã đem lửa giận chuyển sang người Diệp Phàm. Thấy cặp mắt hạnh của Lan Điền Trúc đang soi mói,
Diệp Phàm cảm giác lạnh rung vội vàng xoa dịu. Ha ha, đàn ông ai chẳng thế. Đàn ông mà không háo sắc thì phụ nữ làm đẹp cho ai, tuy nhiên có lẽ chỉ là bệnh chung của ẩn sĩ phong lưu thời xưa thôi, phong độ A. Quá là bội phục, ha ha. Trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Thằng em đúng là làm đúng lời thề, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia. Phúc chưa thấy đâu mà nạn đã đập vào đầu rồi. Giờ lại càng thêm lo cô em băng giá này, ai? Cả năm xui xẻo rồi. Dọn dẹp xong long mộ thì cũng đã 4 giờ sáng, mọi người quay về cung cũng ngủ bù, chỉ riêng hai người cuồng khảo cổ là giáo sư Lan và giám đốc Cố thì vẫn tỉnh như sáo. Cả hai cứ một mực đòi tên học trò Diệp Phàm lấy cho được bức tranh nơi lô vĩ để thưởng thức, nếu không để đến lúc nhà họ Lô đem đi sẽ không còn cơ hội. Vào giữa trưa hôm sau, từ bên ngoài thôn có mấy chiếc xe chạy vào, sau đó có 3 người đàn ông tinh tráng nhảy xuống, khí thế rất mạnh mẽ. Cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm lập tức nhận thấy 3 người này không đơn giản, chắc là cũng một tầm thân thủ như Lô Đinh, có thực lực trung đẳng vũ sĩ. Trong cả 3 thì có một thanh niên mặc âu phục màu đen làm cho Diệp Phàm cảm giác mạnh mẽ nhất, thực lực ít nhất là hạ đẳng vũ sư. Không đơn giản, nhà họ Lô đào tạo được nhiều cao thủ như vậy, thậm chí đi tung hoành xã hội đen còn được. Diệp Phàm suy nghĩ miên man, dĩ nhiên cũng không lắm miệng đi hỏi. Tới đây Lô Trác, giới thiệu với anh đây là người anh em kết nghĩa Diệp Phàm của tôi. Anh ấy là tổ trưởng tổ công tác của Lâm Tuyền tại thôn Đập Thiên Thủy. Lô Vĩ thân mật vỗ vai Lô Trác. Xin chào công tử Diệp, tôi tên là Lô Trác. Lô Trác nói ngắn gọn, vẻ mặt hết sức cung kính nhưng trong lòng hết sức buồn bực. Kỳ quái, bình thường công tử luôn mắt cao hơn đầu, lần trước công tử Phạm Ly con trai phó tư lệnh quân khu Nam Phúc Phạm Thế Đình muốn kết giao tình với công tử thì công tử không để ý, họ Diệp này chỉ là một cán bộ thôn thì có gì lạ, đúng là năm nay nhiều chuyện quái lạ, có lẽ là hợp tính A. Ừ, anh mạnh khỏe chứ? Diệp Phàm cũng đáp lời, thấy Lô Trác đưa một chiếc chìa khóa xe nói. Công tử Diệp, đây là chiếc Mitsubishi mới mua vừa cải tiến, xin mời nhận lấy. Giấy tờ thì người nhà chúng ta đã làm xong, để trên cốp xe. Lô Vĩ, xe của cậu chỉ mới chạy mấy tháng, để anh dùng xe cũ đi. Diệp Phàm không nhận chìa khóa. Cái này, nói như thế nào nhỉ, anh Diệp, xe cũ là người trong nhà tặng cho em, nên đổi xe mới cho anh. Nghe nói anh thích màu đen nên đã sơn lại. Ba đờ sốc bảo hiểm và cửa sổ trên nóc cũng đã làm lại, va chạm nhẹ không vấn đề gì, xe mới cho có khí thế, tuy nhiên hơi tốn xăng đấy, ha ha. Lô Vĩ cười vẻ ngượng ngùng. À, hiểu rồi, thì ra là xe của, cứ nói toẹt ra có phải tốt không? Diệp Phàm đùa giỡn rồi thuận tiện ngồi vào lượn một vòng thì thấy quả thật xe mới nên đi sướng hơn. Năng lực của nhà họ Lô cũng thật lớn. Mới gọi điện chiều hôm qua hôm nay đã có xe mới giao rồi, cho dù là sở giao thông của huyện Ngư Dương cũng không nhanh như vậy, người ta là thế gia nên có con đường riêng. Vào 11 giờ trưa, ngày 10 tháng 12 năm 1995, Lô Vĩ và đám người giáo sư Lan rốt cuộc đã rời thôn Đập Thiên Thủy, trả lại sự yên lặng cho thôn. Lúc lên xe, Lan Điền Trúc còn quay lại hừ một tiếng với Diệp Phàm rồi mới lên xe sập mạnh cửa một cái khiến Diệp Phàm rất buồn bực. Ai, xem ra mình đã đắc tội với đại phóng viên rồi, chắc là sau này không có cơ hội lên nhật báo lên Nam Phúc. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn đám bụi mờ trời sau đoàn xe, tâm tình xáo động không có cách nào bình tĩnh lại. Lê bước mệt mỏi trở về cung cũ, hắn cứ cảm giác trong lòng mất mát như vừa tuột mất một bảo bối, suy nghĩ một hồi mới thấy hóa ra là thiếu việc đấu võ mồm quen thuộc hàng ngày với người đẹp. Ai, mình có phải là loại thích bị ngược đãi hay không chứ? Mẹ kiếp, đồ hâm. Diệp Phàm mắng thầm bản thân. Diệp Phàm, có điện thoại. Đang lúc trầm tư thì chợt nghe Lý Xuân Thủy cười khanh khách. Cười gì, xem vẻ mặt của cô có phải động lòng Xuân rồi không? Diệp Phàm vừa nhận lấy điện thoại vừa đưa tay vuốt mặt Xuân Thủy một cái, đùa giỡn. Anh đó, chán quá đi. Lý Xuân Thủy lườm hắn một cái rồi mới uốn éo bỏ đi, nhìn cặp mông căng tròn đung đưa, Diệp Phàm thật muốn chạy tới lột phăng ra để nghiên cứu. Mình làm sao vậy chứ, hôm trước vừa lên đỉnh Vu Sơn với Xuân Hương mà. Xem ra dương khí quá thịnh cũng không phải là quá tốt. Chẳng lẽ tu luyện thuật dưỡng sinh hoặc hút linh khí từ quả thái tuế màu hồng là nguyên nhân, xã hội hiện đại lại không thể có tam cung lục viện, một người thì làm sao có thể giải khát. Diệp Phàm nghĩ ngợi lung tung rồi cầm điện thoại lên hỏi. Uy,
Xin hỏi ai tìm tôi? Tổ trưởng Diệp, chào ngài a. Trong điện thoại truyền ra giọng nói quen thuộc của chủ nhiệm Vương Nguyên Thành. Tuy nhiên nếu như những lần trước y gọi điện thoại luôn dùng một giọng bề trên thì lần này lại mềm như bún. Thậm chí y còn dùng chữ ngài để xưng hô với một thằng nhóc 18 tuổi, điều này cũng quá kỳ quái đi, đổi lại là 81 tuổi thì còn có thể. Diệp Phàm thậm chí có thể tưởng tượng ra Vương Nguyên Thành lúc này đang cúi gập người, giống như con rùa rụt đầu. Bởi vì hắn đã từng thấy bộ dạng của Vương Nguyên Thành lúc nghe điện thoại của lãnh đạo không khác má mì trong kỹ viện. Sau khi nhận xong thì y lập tức đổi sắc mặt, đầu lại ngẩng cao với cấp dưới trong phòng, không khác một khách sộp bước vào kỹ viện chờ má mì nghênh đón. Kỹ thuật biến đổi sắc mặt của y có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Chúc mừng, có ý gì vậy chủ nhiệm Vương? Diệp Phàm hoảng sợ tự hỏi có phải mình sắp được điều đi nhận chức chủ nhiệm ban đảng chính của Vương Nguyên Thành bởi vì đêm trước hắn có nghe lén được lời của Thái Đại Giang lúc đang vác cầy qua núi với Trịnh Tuyết Nguội. Lúc ấy hắn nghe Thái Đại Giang nói là Tần Chí Minh vào thời khắc mấu chốt của chuyện hợp nhất đã nâng đỡ mình lên vị trí chủ nhiệm ban đảng chính, đây cũng là vị trí màu mỡ nhất trong số các ban bệ của thị trấn, thậm chí so với một số phó chủ tịch thị trấn còn oai phong hơn, đây là dấu hiệu Tần Chí Minh xem hắn là tâm phúc. Ha ha, ban tổ chức của huyện thông báo mời ngài lập tức lên huyện Ngư Dương nói chuyện, tôi chúc mừng trước ngài lên chức phó chủ tịch thị trấn của Lâm Tuyền, là nhân vật xếp thứ tư trong thị trấn, ha ha. Chương 114, nhân vật thứ tư của thị trấn. Trong giọng nói của Vương Nguyên Thành tràn ngập mùi vi khiêm cung nịnh hót khiến Diệp Phàm bất giác nhớ tới mùi vị của mấy thái giám công công thời xưa, lạnh toát hết cả sống lưng, mắng thầm một câu, mẹ kiếp. Ông mày đâu phải là gai chứ? Cảm giác ghê tởm khiến niềm vui thăng quan cũng bị phai nhạt đi rất nhiều, tuy nhiên Diệp Phàm tạm thời vẫn còn nghi ngờ là bản thân có thể được thăng chức lên làm phó chủ tịch thứ nhất của thị trấn Lâm Tuyền, đó là một khái niệm quá xa xôi, căn bản là không dám nghĩ tới. Thị trấn Lâm Tuyền hiện giờ có 5 phó chủ tịch thị trấn xếp theo thứ tự là Thiết Minh Hạ phụ trách văn hóa, Tiếu Trường Hà phụ trách xây dựng, Quan Tây Tài phụ trách tư pháp, 3 vị này đều là cáo giả thành tinh. Lợi hại hơn còn có ủy viên tuyên giáo. Đảng ủy viên kiêm phó chủ tịch thị trấn phụ trách công nghiệp Diệp Mậu Tài và ủy viên tổ chức, đảng ủy viên kiêm phó chủ tịch thị trấn phụ trách nông nghiệp Trương Hy Lâm. Hai vị này lại càng là hai ngọn núi lớn có thể xưng là hai vị đại hộ pháp của thị trấn Lâm Tuyền ngoài bí thư và chủ tịch. Tuy là hiện giờ Trương Hy Lâm bị chặt đứt chân đã xong đời rồi nhưng vị trí của y đâu đến một thằng nhóc mới tròn 18 tuổi như mình, phía sau còn có 3 vị đại phó chủ tịch thị trấn đấu đến người chết ta sống. Nghe nói gần đây Thiết Minh Hạ, Quan Tây Tài, Tiếu Trường Hà trên căn bản đã không đội trời chung, tuy nhiên ngoài mặt vẫn vui cười với nhau nhưng sau lưng chỉ thiếu rút dao găm xỉa nhau. Vì thế Diệp Phàm hoàn toàn không dám mơ mộng hão huyền. Vương Nguyên Thành vỗ mông ngựa nói bản thân mình sắp thăng lên làm phó chủ tịch thứ nhất của thị trấn, Lâm Tuyền chỉ đứng sau bí thư Tần, chủ tịch Thái, phó bí thư Ninh thì Diệp Phàm 100% không tin. Đương nhiên, ban tổ chức huyện ủy đã gọi thì phải nhanh chóng lên đường. Đây chắc chắn là gọi về chiếc mũ quan của mình. Nếu thực sự là có được cái ghế phó chủ tịch thị trấn thì dù là đầu hay đuôi cũng là phát rồi. Mình vừa nghĩ thạch quan cổ quái thì có ngay cổ quái, vừa mở hòm chẳng những công lực đột phá mà ngay cả cái mũ quan cũng bay đến. Tuy xếp theo thời xưa chỉ là một cái chức quan nho nhỏ cửu phẩm nhưng dù sao quan cũng là quan, dù gì cũng đã có hồ sơ lưu tại ban tổ chức rồi. Diệp Phàm đang rất muốn hát vang một bài thì chợt nhớ ra vội vàng gọi Đoàn Hải và Xuân Thủy tới để dặn dò một vài việc. Xong xuôi đột nhiên mới nhớ bản thân mình sắp trở thành một phó chủ tịch thị trấn rồi, không thể giống như một thằng danh nữa, phải học chút bộ dạng trầm ổn mới được. Vì thế hắn chậm rãi xuống lầu, giao phó công tác rồi mới lên xe rầm rộ tiến về Ngư Dương. Mới đi được chừng 5 cây số, đến chỗ ngã ba đoạn rẽ lên Lâm Trường Cảnh Dương, Diệp Phàm đang rên ư bài. Ven đường hoa dại ngươi không nên hái ư thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc hết sức hợp mốt đang giơ một cái khăn màu lam làm hiệu, đang uốn éo cặp mông liều chết vẫy tay, chắc là muốn đi nhờ xe. Ừ, chẳng lẽ thật sự có hoa dại đưa tới cửa cho mình hái? Diệp Phàm phanh xe cái két một tiếng, đã thuận đường thì chở luôn người khác cũng không sao, huống chi là một cô gái xinh đẹp, nếu như là một con cá sấu thì cũng thương lượng một tí. Xe vừa dừng lại. Diệp Phàm mới nhìn rõ mặt mày cô gái, dùng một từ thông dụng trong thời gian này thì là ổn đấy. Một cô gái cao giáo xinh đẹp đứng trước mặt Diệp Phàm, cặp mắt màu lam thẫm, hàng lông mi cong vút chắc là chăm sóc tỉ mỉ giống như một vầng trăng khiến cho người khác một cảm giác dạo dực.
Bộ váy liền quần màu lam đầy sức sống thanh xuân khiến cho người khác nghĩ cô là một học sinh vừa tốt nghiệp không lâu, cô gái nhoẻn miệng cười làm hé lộ đôi lúm đồng tiền nói với Diệp Phàm. Sư phụ, cho em đi nhờ xe lên huyện thành nhé, làm phiền anh. Em là... Diệp Phàm cố ý bỏ lửng, đoán cô gái là công nhân của lâm trường Cảnh Dương, bỗng nghĩ tới cái chết của cha Diệp Nhược Mộng mà mình đang tìm cách điều tra. Tuy nhiên hiện giờ mình chưa đủ phân lược, chỉ có thể âm thầm từ từ điều tra. Em tên là Hoàng Hiểu Lâm, ở trên lâm trường Cảnh Dương, xe của chúng em bị hư chỗ ngã rẽ, em có việc gấp nên chạy ra đây xin đi nhờ xe, làm phiền anh rồi, sư phụ. Hoàng Hiểu Lâm trả lời rất lễ phép, khẽ khom người cười với Diệp Phàm, tư thế thật là mê người a. À, cô Hoàng, lên xe đi, vừa lúc anh cũng lên Ngư Dương. Diệp Phàm mở cửa giúp cô gái đem hành lý bỏ vào cốp xe phía sau. Nhìn cô trẻ tuổi xinh đẹp, chắc là vừa tốt nghiệp xong. Diệp Phàm vừa lái xe vừa bắt chuyện. Anh nhận xét tốt đấy, tuy nhiên anh sai rồi. Em sang năm mới tốt nghiệp Học viện Tài chính Thương Hải. Hoàng Hiểu Lâm trả lời hết sức khả ái. Vậy em làm gì ở Cảnh Dương? Diệp Phàm thuận miệng hỏi tiếp. Tài vụ. Hoàng Hiểu Lâm đáp gọn. Tán gẫu một lúc, Hoàng Hiểu Lâm đột nhiên hỏi. Sư phụ, anh lái xe cho lãnh đạo à? Xe anh cũng tốt đấy. Chủ nhiệm Trịnh ở lâm trường em cũng mua một cái, giá gần 40 vạn. Diệp Phàm còn trẻ như vậy, Hoàng Hiểu Lâm tưởng hắn là một lái xe cho lãnh đạo cũng là điều bình thường. Anh ở thị trấn Lâm Tuyền kiếm miếng cơm ăn thôi. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Chủ nhiệm lâm trường các em rất có tiền đấy. Xe trị giá 40 cũng không nháy mắt, nghe em nói sao mà dễ dàng, lâm trường Cảnh Dương chắc rất lớn a. Khanh khách. Hoàng Hiểu Lâm nở nụ cười vẻ đắc ý làm hiện ra đôi má lúm đồng tiền trên đôi má trắng trẻo khiến tim của Diệp Phàm đập thình thịch, cổ họng khô khốc nuốt nước miếng. Hắn thầm nghĩ cô gái này có phải là nhân tình của chủ nhiệm lâm trường Trịnh Khinh Vượng không, vóc người yểu điệu quyến rũ như thế, nếu là nhân tình của Trịnh Khinh Vượng thì cũng có thể làm quen, sau này biết đâu sẽ có ích. Đương nhiên rồi, lâm trường Cảnh Dương chúng em là trực thuộc Cục Lâm nghiệp thành phố Mạc Hương, chủ nhiệm Trịnh là cán bộ cấp huyện. Hơn nữa còn kiêm nhiệm cục phó cục lâm nghiệp, có quan hệ rất tốt với bí thư Tần, thường xuyên uống rượu chơi bóng đấy. Hoàng Hiểu Lâm kiêu hãnh. Bí thư Tần, là bí thư Tần. Diệp Phàm kinh ngạc, tò mò hỏi. Khanh khách, là bí thư ủy ban tư pháp Tần Thiên Cương A. Hoàng Hiểu Lâm bĩu môi nhìn Diệp Phàm vẻ coi thường, cảm thấy người thanh niên này thật là đầu đất, một đại nhân vật của thành phố cũng không biết, người ta là thường vụ chính tông đấy. Thật ra thì Hoàng Hiểu Lâm cũng hơi phiến diện, lãnh đạo thành phố nhiều như vậy, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo thường xuyên xuất hiện nơi công cộng, còn ra thì mấy ai được biết đến rộng rãi. Chắc là Hoàng Hiểu Lâm cho rằng bọn họ cũng là đại nhân vật như chủ nhiệm lâm trường, người nào không biết thì đúng là nhà quê. À, vậy thì không biết rồi. À, mà không phải là em nói lâm trường các em rất lớn sao? Diệp Phàm chuyển đề tài, sợ làm cho Hoàng Hiểu Lâm cảnh giác. Lâm trường chúng em là một trong 500 lâm trường thuộc tài sản quốc gia, có diện tích rừng núi lên đến 40 vạn mẫu, trong đó có một trại giống, một phòng thiết kế quy hoạch, một xưởng mộc, một phân cục công an lâm trường, một xưởng cưa. Gần đây còn chuẩn bị thành lập cơ quan du lịch dã ngoại bởi vì phong cảnh ở chỗ chúng em rất đẹp. Hoàng Hiểu Lâm đầu nghiêng cười khanh khách. Anh nói có lớn không? Diện tích núi rừng trải qua cả ba huyện lân cận đấy. Ha ha, cơ cấu rất nhiều. Chắc là phải lên đến mấy trăm người ấy nhỉ? Diệp Phàm đưa đẩy, liếc mắt nhìn cô gái một cái cười nói. Có người đẹp không? Chán anh, là gái lâm trường sao có thể so sánh với nơi khác chứ? Hoàng Hiểu Lâm nói tới đây thì đỏ bừng mặt, lườm Diệp Phàm một cái rất đáng yêu, trả lời. Trong biên chế có 300 người, thực tế thì cũng không biết bao nhiêu. Cảnh đẹp ở đó cũng đâu đẹp như em Hoàng đây chứ? Tuy nhiên nhân số đúng là không ít, chắc sắp vượt thị trấn bọn anh rồi, so với lâm trường giàu có của các em thì thị trấn bọn anh chỉ là một tên ăn mày a, ha ha. Diệp Phàm ra sức à ơi! Xưởng mộc các em sản xuất cái gì? Có phải cưa gỗ không? Nếu còn dư vài tấm bìa gỗ hay củi đốt nào thì nói để anh bảo mấy người anh em mua nhé. Diệp Phàm cố ý lái vào đề tài này vì nghe nói cha của Diệp Nhược Mộng là Diệp Thủy Căn trước đây làm ở xưởng mộc ở lâm trường Cảnh Dương. Sau vì đắc tội với xưởng trưởng Trần Nhị Thuận mà bị đày đi tuần núi. Chương 115, tổ chức nói chuyện. Sau đó thì té núi mà chết,
không biết là do có âm mưu hay không, sâu chuỗi mọi chuyện lại thì cũng có chút khả nghi. Tuy nhiên chuyện cũng đã qua 5, 6 năm rồi, một chút manh mối cũng không có, muốn điều tra là rất khó khăn. Vốn ban đầu hắn tính toán định nhờ Phó Cục trưởng Vu Kiến Thành điều tra nhưng giờ lại biết chủ nhiệm Lâm Trường Trịnh Khinh Vượng có quan hệ tốt với Bí thư Tư pháp Tần Thiên Cương, e là mình vừa nhờ tới công an thì là đối phương đã biết. Nếu như đả thảo kinh xà khiến cho đám người Trịnh Khinh Vượng và Trần Nhị Thuận có phòng bị thì khá rắc rối. Năng lực của Trịnh Khinh Vượng không nhỏ, bản thân mình giờ so với y còn quá yếu, vì thế phải chờ thời cơ. Diệp Nhược Mộng là vì bản thân mình mà chết, mình điều tra chuyện cái chết của cha cô ấy cũng là chuyện nên làm để lương tâm đỡ cắn rứt. Xưởng Mộc Lâm Trường chúng em sản xuất rất nhiều thứ, còn có cả xuất khẩu nữa đấy. Nếu như anh muốn mua thì đánh xe đưa em tới là được. Muốn mua gì thì mua, coi như em đi nhờ xe, khanh khách. Tuy nhiên sau này thuận đường thì đem em lên. Lâm Trường chúng em tuy nói có vài chiếc xe chuyên đưa đón nhưng em sau khi từ huyện thành trở về Lâm Tuyền còn phải đi xe lam, lại bị cho xuống chỗ đường rẽ, ai? Không có phương tiện. Hoàng Hiểu Lâm nghĩ tới đường khó đi thì cau mày, nhăn mũi như một con búp bê khả ái, Diệp Phàm thật muốn thừa cơ véo mũi cô một cái. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệp Phàm vội vàng niệm Phật. Thầm nghĩ gần đây làm sao vậy? Làm sao cứ nhìn thấy gái đẹp là dạo dực, chẳng lẽ công lực càng cao thì định lực ngược lại càng thấp, không thể nào a? Chắc là công lực tăng trưởng quá nhanh nên chưa kịp tiêu hóa, chắc phải cẩn thận tiềm tu qua mấy tháng mới có thể hóa giải. Tuy nhiên chắc là không thể, Lâm Tuyền gần đây rất náo nhiệt, nếu như thăng chức phó chủ tịch thị trấn thì lại càng bận rộn, không làm ra ít thành tích thì phụ lòng bí thư Lý đề bạt. Lâm Trường các em có tiền như vậy sao không xuất tiền giúp thôn đập thiên thủy sửa đường đi, cũng là giúp bản thân mình mà. Diệp Phàm hỏi dò, cũng là có chú ý. Lâm Trường Cảnh Dương muốn đi tới Lâm Tuyền cũng phải qua đường của thôn đập thiên thủy, nếu như lần này sửa đường cũng phải bắt Lâm Trường trích ra tí máu, làm sao để người khác ngồi không hưởng lợi được. Cũng đã sớm nghĩ đến rồi, tuy nhiên sửa đường này quá nhiều tiền. Trước kia chủ nhiệm Trịnh cũng đã mời chuyên gia từ viện trên tỉnh đến tính toán. Từ thị trấn Lâm Tuyền đến ngã rẽ đến Lâm Trường Cảnh Dương là 25.000 mét, chỉ tính riêng công mở rộng trải nhựa quãng đường đó cũng phải đến 700-800 vạn, cho dù là Lâm Trường chúng em cũng trả không nổi. Hoàng Hiểu Lâm ra vẻ tiếc nuối, cặp chân mày lại nhíu chặt. Ừ, đúng vậy thật. Diệp Phàm ừ một tiếng, vào 2 giờ rưỡi chiều thì cuối cùng chiếc xe cũng đã đến được huyện thành Ngư Dương. Em Hoàng, em có mã số máy nhắn tin không đưa đây cho anh? Diệp Phàm hỏi. Tại sao? Hoàng Hiểu Lâm hỏi vẻ ngạc nhiên. Ha ha, không phải em nói muốn cho anh một xe gỗ vụn sao? Để hôm nào anh đánh một chiếc Đông Phong, một nhãn hiệu xe tải TQ, đến lúc đó phải làm phiền em rồi. Diệp Phàm cười cười. Cái gì, một chiếc xe Đông Phong? Hoàng Hiểu Lâm trợn tròn mắt, một chiếc xe Đông Phong cũng chờ được vài tấn gỗ vụn rồi. Cô thầm nghĩ thằng cha này làm sao vậy? Mình chẳng qua thuận miệng mà thôi, nhiều nhất là hắn chỉ đánh một chiếc xe lam là được, bây giờ lại nói là xe Đông Phong, sao không đem thuyền đến chở đi. Hừ, cũng được đấy, mình lỡ miệng rồi biết làm sao. Hoàng Hiểu Lâm đứng ngần ngừ hồi lâu mà không biết là Diệp Phàm đang trêu chọc. Tuy nhiên cô cũng không phải kẻ ngốc, liếc thấy vẻ mặt danh mãnh của Diệp Phàm thì chợt hiểu liền nhào tới cho hắn mấy đấm. Dám đùa em, cho là bản cô nương không dám cho xe Đông Phong đến sao. Hừ hừ, đây là mã số máy nhắn tin của em, đến lúc đó gọi em sẽ chuẩn bị cho anh một xe, coi không đè chết anh đi. À, không ngờ đại tiểu thư Hoàng có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ Lâm Trường Cảnh Dương là do nhà em mở? Diệp Phàm hơi kinh ngạc, lần này là thật, Hoàng Hiểu Lâm chỉ là một tài vụ, nếu chỉ lấy một xe lam gỗ thì chắc không vấn đề gì. Ở Hoa Hạ, bất kể là tài vụ cấp nào đều là thân tín với lãnh đạo bên cạnh kế toán. Có khi còn quan trọng hơn vài cấp phó. Một số cấp phó ở cơ quan đơn vị chỉ có hư danh, ra ngoài ăn cơm còn phải móc tiền túi. Nhưng nếu là tài vụ ăn cơm xong thì ghi hóa đơn, nếu không phải quá đáng thì lãnh đạo coi như mắt nhắm mắt mở ký vào. Bởi vì toàn bộ hóa đơn của lãnh đạo cũng đều phải qua tay tài vụ, muốn cho mọi chuyện trơn tru mà tài vụ không duyệt chi thì cũng khó khăn, trừ khi là đổi người. Đổi người dĩ nhiên là không dễ dàng, chỉ bằng làm tốt quan hệ mới là thượng sách. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Diệp Phàm, Hoàng Hiểu Lâm rất thỏa mãn, lúc này mới cười tâu toét. Nói cho anh biết nhưng phải giữ bí mật, em là họ hàng của chủ nhiệm Trịnh, khanh khách, thử nghĩ xem,
một xe Đông Phong gỗ vụn có là gì? À, thì ra là như vậy, cảm ơn. Lần sau tới nhất định kêu lên một đoàn xe, ha ha. Diệp Phàm đùa giỡn. Ách, cái gì, mà anh còn chưa cho em biết tên đấy. Hoàng Hiểu Lâm vừa nói vừa lấy ra từ trong hành lý một món đồ chơi bằng gỗ. Món đồ chơi này cao chừng khoảng 30 phân, toàn thân đỏ tươi sắc, có hình dẹp, ngoài mặt có vẽ sơn thủy, đường nét rất tinh xảo. Cho anh đấy, đây là đồ gỗ của xưởng mộc chúng em, còn xuất khẩu đấy. Cảm ơn, anh là Diệp Phàm, là một nhân viên bình thường ở thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm nhận lấy món đồ chơi thuận tay nhét vào sau xe rồi đánh xe chạy thẳng lên ban tổ chức huyện ủy. Đón hắn chính là phó trưởng ban tổ chức Trương Chấn Dương, y là một người đàn ông trung niên có gương mặt gầy gò. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm thì đứng dậy cười nói. Cậu là đồng chí Diệp Phàm đấy à? Ừ, tốt lắm, bí thư Lý không nhìn lầm người. Bí thư Lý, có ý gì đây? Mới gặp mặt thì đã nói tên Lý Hồng Dương, chắc là ngầm ra hiệu y cũng là người của Lý Hồng Dương. Diệp Phàm nghĩ nhanh trong đầu rồi vội vàng tiến lên bắt tay thật chặt nói. Cảm ơn phó trưởng ban Trương khích lệ, cháu là Diệp Phàm ở tổ công tác thị trấn Lâm Tuyên tại thôn Đập Thiên Thủy. Tiểu Diệp A, lần này ban tổ chức chúng tôi sau khi khảo sát cán bộ Ngư Dương đã đề bạt cậu. Sau khi họp hội nghị thường vụ huyện ủy đã quyết định bổ nhiệm cậu làm đảng ủy viên, phó chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền vì thành tích đặc biệt gần đây của cậu, đạt được phần thưởng của Bộ Công an và Quốc vụ viện. Vì thế bí thư Lý đặc biệt chỉ thị. Hội nghị thường vụ cũng đã phân công công việc của cậu là quản lý mảng tài chính và công nghiệp và thu hút đầu tư của Lâm Tuyền, tuy nhiên còn phải kiêm nhiệm thêm cả thôn Đập Thiên Thủy bởi vì tình hình ở đó rất phức tạp. Bởi vì cậu làm rất khá nên phải tiếp tục. Phó trưởng ban Trương giống như là nói chuyện phiếm với Diệp Phàm làm hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, vốn từ trước đến giờ hắn khi nghe tổ chức nói chuyện đều vô cùng nghiêm túc. Lúc mới bắt đầu bước vào trụ sở huyện ủy còn tưởng tượng ra cán bộ ban tổ chức sẽ dùng một vẻ mặt bao công để nói chuyện, ai ngờ lại thân thiết như vậy. Điều kỳ lạ hơn nữa là bản thân mình lại có thể tiến vào đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền, tuy nói chỉ là một chức vụ xuông nhưng thật ra quyền lực tăng lên rất nhiều. Mạnh nhất Lâm Tuyền dĩ nhiên là 7 đảng ủy viên, bất cứ chuyện quan trọng nào trong thị trấn đều phải được 7 người này thông qua. Bản thân mình sau này cũng nắm một phiếu quyết định tới vận mệnh người khác rồi. Nói không kích động là giả. Diệp Phàm nhất thời mê muội, tim đập thình thịch, cái gì mà thanh tâm quyết cũng không ăn thua, giống như đang nằm mơ. Bản thân mình mới chỉ tròn 18 tuổi thoáng cái đã trở thành con cá mập thứ tư của thị trấn Lâm Tuyền, chỉ xếp sau bí thư, chủ tịch, phó bí thư. Hơn nữa thị trấn Lâm Tuyền là thị trấn lớn nhất Ngư Dương, tiền đồ không thể tính được. Điều đó là đương nhiên rồi. Chương 116, cái mũ không yên. Trong lời của Trương Chấn Dương có ý tốt nhắc nhở mình phải cảm ơn Lý Hồng Dương, luôn theo sát bước chân của y. Diệp Phàm tuy nói chưa có kinh nghiệm quan trường gì nhưng vẫn có thể nghe ra ý tứ, mặc dù hắn không rõ ràng lắm về tình huống trong cuộc họp thường vụ nhưng người ta đã ám chỉ rồi thì mình cũng nên bày tỏ chút quyết tâm và cảm kích. Vì thế Diệp Phàm vội vàng đứng lên nói. Phó trưởng ban Trương, cảm ơn sự tín nhiệm của phó trưởng ban và tổ chức. Đặc biệt là cảm ơn sự tín nhiệm của bí thư Lý đối với cháu để bạt cháu giữ vị trí quan trọng, cháu nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của bí thư Lý và phó trưởng ban Trương với tổ chức, làm thật tốt công tác được phân công, nhất là về công tác thu hút đầu tư, luôn theo sát bước chân của bí thư Lý, nghe đảng. Trương Chấn Dương rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Phàm, trong lời nói của hắn đã đem mình ra trước, sau lại nhấn mạnh bí thư Lý Hồng Dương. Điều này nói lên người thanh niên này rất hiểu biết. Vừa quan tâm đến người nói chuyện trực tiếp là mình, lại có thể biểu đạt được sẽ luôn theo sát bước chân bí thư Lý. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà Lý Hồng Dương giao phó, định ra con đường cho Diệp Phàm bước đầu tiên chính thức vào quan trường. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trương Chấn Dương hiện ra nụ cười thỏa mãn. Gần đây Lý Hồng Dương vẫn muốn đem thân tín của mình thế vào chỗ trưởng ban tổ chức của Phí Mặc, là phó ban nên Trương Chấn Dương đương nhiên hy vọng Phí Mặc trượt chân để mình lên thay ghế. Vì thế nên y ra sức lấy lòng Lý Hồng Dương, chỉ cần Phí Mặc sơ sỉnh một chút là sẽ bố trí vài nhân sự cho Lý Hồng Dương. Tựa như vừa rồi trong lúc nói chuyện có đá qua bí thư Lý, chắc là thủ đoạn này đã được Trương Chấn Dương sử ra quá nhiều. Tuy nhiên trưởng ban tổ chức huyện là cán bộ do thành phố quản lý, muốn thay y là điều không dễ dàng. Trương Chấn Dương cũng chỉ đành hy vọng vào Lý Hồng Dương, bởi vì Phí Mặc là người của Trương Tào Trung không thể nào gạt bỏ Phí Mặc được. Sau khi ra khỏi ban tổ chức,
Diệp Phàm cung kính đi đến chỗ Lý Hồng Dương. Nhìn Lý Hồng Dương rất có tướng làm quan, đúng kiểu tai to mặt lớn, ánh mắt sắc bén. Y vừa nhìn thấy Diệp Phàm thì ra vẻ nhiệt tình. Ngồi đi. Lý Hồng Dương nói rất dứt khoát, Diệp Phàm vội vàng khom người xuống rút ra một bao trung hoa để mời rồi thuận tay châm lửa. Bởi vì Diệp Phàm phát hiện Lý Hồng Dương rất nghiện thuốc lá, nhìn cái gạt tàn thư ký vừa đi đổ lúc đầu giờ chiều mà đã gần đây. Hắn cũng nghe nói gần đây tâm trạng của Lý Hồng Dương sau khi bị ba vị lão đại của thành phố điểm danh phê bình cũng không tốt lắm. Ai, Tiểu Diệp, lần này phá cách để bạt cậu từ một cán bộ thôn lên vị trí phó chủ tịch thị trấn, hơn nữa còn kiêm đảng ủy viên. Cậu mới chỉ 18 tuổi, cũng là một vấn đề không nhỏ. Song từ năng lực của cậu mà giao quản lý mảng công nghiệp Lâm Tuyền cũng không có gì quá sức, quyền quản lý tài chính cũng giao cho cậu, quyền lực so với Thái Đại Giang cũng không kém hơn bao nhiêu. Áp lực của huyện ủy rất lớn a, đặc biệt là ở hội nghị thường vụ, ai, không nói nữa, cậu cứ can đảm làm tốt công tác, đặc biệt phải coi trọng công tác đầu tư. Vài ngày nữa khi tập đoàn Nam Cung đến chính là một cơ hội lớn không thể bỏ qua. Về chuyện nhà máy giấy Ngư Dương, cậu phải nhanh chóng nghiên cứu, chọn ra một phương án khả thi. Sau đây cậu đến Chủ tịch Trương báo cáo một chút về chuyện nhà máy giấy Ngư Dương và phương án của cậu. Sau này có chuyện gì không giải quyết cứ đến tìm chú. Nếu về phương diện cải cách nhà máy giấy động đến một số quan hệ thì cứ bảo là chú giao phó. Về điều này thì chú hoàn toàn ủng hộ. Tóm lại, phải kêu gọi được tập đoàn Nam Cung để cho đám thường vụ Ngư Dương thấy cháu là người có khả năng, mà không phải là khả năng bình thường. Lý Hồng Dương rít một hơi thuốc rồi nói vẻ nghiêm túc, không khí dường như trầm lại, hoàn toàn ngược với bên ban tổ chức. Diệp Phàm cũng biết, bản thân mình giờ coi như một con cờ đắc thế của Lý Hồng Dương. Cũng có thể nói là miếng mồi câu để câu được 200 vạn của tập đoàn Nam Cung, quan trọng hơn còn là kêu gọi được tập đoàn đầu tư vào đây. Nếu như không làm được thì cái mũ quan mình chắc sẽ lung lay rồi. Người ta đỡ người tới là không dễ dàng, nhưng muốn lấy mũ quan của ngươi lại rất đơn giản. Diệp Phàm sau khi nghe xong thì trong lòng nặng trĩu như có một khối chỉ đặt vào đó. Chuyện lấy được 200 vạn thì chắc là không sao nhưng muốn tập đoàn Nam Cung thì e là khó mà mở miệng. Người ta đưa cho mình 200 vạn coi như trả xong nhân tình, còn bảo người ta đến đây bỏ vốn vào xí nghiệp thua lỗ thì biết làm sao đây, không phải là đào một cái hố lửa rồi bảo người ta nhảy vào sao. Diệp Phàm sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện thất đức như vậy. Chỉ có thể đến Thủy Châu xem cụ thể tài liệu về loại giấy mới thế nào rồi mới quyết định. Trước mắt còn một vấn đề khó khăn là Nam Cung Cẩm Thần còn đang hôn mê, chỉ có thể giải quyết chuyện này mới có thể làm Nam Cung Hồng Sách động lòng, tuy nhiên dính dáng đến y học còn rắc rối hơn, cũng phải giải quyết dần dần. Nghĩ tới bao vấn đề còn ngổn ngang, tâm tình vui sướng vì lên chức vừa rồi nhạt hẳn. Thật ra thì Lý Hồng Dương khăng khăng phân cho Diệp Phàm quản lý mảng tài chính của thị trấn Lâm Tuyền chắc là cũng có ý với 200 kia. Lúc đầu Trương Tào Trung còn chưa thấy rõ điều này, sau khi trở về ngẫm nghĩ một hồi mới bừng tỉnh, tí nữa thì vỗ tay tán thưởng. Ông giỏi đấy Lý Thiên Vương, chơi chiêu này thật độc, cao thủ. Sau đó không lâu Thái Đại Giang nhận được tin tức gọi điện thoại đến nói trách cứ là trước kia quyền quản lý tài chính bị Tâm Phúc Lưu Lương Huy của Tần Chí Minh nắm giữ làm mình tuy là chủ tịch thị trấn nhưng rất bị động. Bởi vì Lưu Lương Huy thỉnh thoảng lại ngáng chân Thái Đại Giang, lần này rất vất vả mới đẩy được y ngã, ai ngờ lại bị thằng danh Diệp Phàm đoạt mất quyền quản lý tài chính, tí nữa làm Thái Đại Giang phun máu, lập tức gọi điện trách cứ Trương Tào Trung. Ai ngờ Trương Tào Trung lại vui vẻ. Đại Giang, nhìn xa chút đi, anh chắc biết rõ tình hình tài chính Lâm Tuyền, đã nợ lương giáo viên một tháng rồi, cũng thiếu nợ nhiều nơi, chắc là hóa đơn tạm của chính quyền cũng phải lên đến con số mấy trăm vạn. Anh tiếp quản thùng thuốc súng đó làm gì? Sắp tới tập đoàn Nam Cung sẽ cho 200 vạn nhưng dùng cho việc sửa đường thôn đập Thiên Thủy, chỉ đích danh Diệp Phàm phụ trách, không ai có quyền can thiệp bao gồm cả Lý Thiên Vương. Anh nghĩ kỹ một chút đi, người ta là Lý Thiên Vương nên nhìn xa. Điều này anh còn cần học tập nhiều đấy, ha ha. Thái Đại Giang suy nghĩ một lúc rồi chợt hiểu, cười khan. Lão bản, ý của anh là Lý Thiên Vương cũng có ý với 200 vạn kia. Ha ha, trẻ con đúng là dễ dạy. Trương Tào Trung cảm thấy rất thoải mái. Anh thử nghĩ xem, Diệp Phàm quản lý tài chính mà về phương diện này thì thị trấn Lâm Tuyền chạy ăn từng bữa, tiền lương giáo viên còn nợ, nói không chừng lại gây chuyện, 200 vạn kia còn dùng được sao? Biết đâu không cần chúng ta nói, hắn cũng phải lấy ra để cứu lấy mình,
nếu không hắn phải thật sự là thần tài đẻ trứng vàng kia. Hiểu rồi. Thái Đại Giang cười âm hiểm. Đương nhiên Diệp Phàm không thể biết được những ngoát ngoé y này, hắn dù sao vẫn còn non nớt lắm. Bí thư Lý, đối với chuyện tập đoàn Nam Cung cháu có thể nói một câu, không thành công cũng thành nhân, quyết tâm phải làm được. Diệp Phàm dõng dạc, hắn biết không tỏ thái độ là không được, nếu không Lý Hồng Dương có bỏ qua cho hắn thì 10 thường vụ khác cũng không bỏ qua, đã ở thế chân tường. Nếu không thì bí thư Lý lại bằng mọi giá để đưa mình lên trong lúc Ngư Dương đâu thiếu nhân tài. Số người làm công ăn lương của chính quyền gần 2 vạn cơ mà, nhân tài cường thịnh A. Chương 117, gánh nặng nhận chức. Tốt, chú thích nghe những lời này, giờ cháu sang bên chỗ chủ tịch Trương báo cáo một chút về kế hoạch nhà máy giấy đi, xong đâu đó chú sẽ đi cùng cháu xuống Lâm Tuyền, thời gian cũng gấp quá rồi, Tiểu Diệp, phải chú ý vào nhé. Lý Hồng Dương vỗ vai Diệp Phàm. Ai, cháu cũng đừng trách chú. Nói một câu thành ngữ là chú cũng bị bước lên Lương Sơn làm giặc rồi, kinh tế Ngư Dương nếu không phát triển thì chúng ta đâu còn mặt mũi để gặp nhân dân Giang Đông nữa. Câu nói sau cùng của Lý Hồng Dương cứ ám ảnh mãi trong lòng Diệp Phàm. Đến phòng làm việc của Trương Tào Trung, xem bộ dạng y ra vẻ nhiệt tình, gọi thư ký rót trà cho Diệp Phàm rồi nói qua về công việc của tổ chức. Sau đó thì y lại đề cập đến đề tài tiền bạc. Diệp Phàm, lần này tổ chức tín nhiệm cháu như vậy. Cháu phải làm ra thành tích để mọi người có thể thấy là thanh niên bây giờ cũng rất có năng lực, cháu có kế hoạch gì hay không? Sau khi nói xong, Trương Tào Trung nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm làm hắn hơi hoảng hốt đành dày mặt nói. Chủ tịch Trương, cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức đối với cháu. Mục tiêu của cháu chính là kêu gọi tập đoàn Nam Cung đầu tư, cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Gần đây trường đại học cũ của cháu vừa nghiên cứu ra một loại giấy mới có rất nhiều công dụng. Ví dụ như dùng làm cửa hay tường chống lửa, tương lai rất khả quan. Kế hoạch của cháu là để tập đoàn Nam Cung rót tiền đầu tư vào nhà máy giấy Ngư Dương. Nói tới đây, Diệp Phàm khẽ liếc về Trương Tào Trung, phát hiện thấy y cũng chú ý nên nhấp một ngụm trà rồi can đảm nói tiếp. Chủ tịch Trương, nhà máy giấy Ngư Dương là nhà máy giấy của huyện, giám đốc Hoàng Hải là cán bộ cấp phòng do huyện quản lý, thị trấn Lâm Tuyền không điều động được. Vì thế nếu cháu đi tìm tài liệu về phương diện cải cách chắc là sẽ có trở lực. Nếu có thể đàm phán được hạng mục này thì cũng nên đổi giám đốc Hoàng Hải sang vị trí khác, phần lớn các cán bộ hành chính của nhà máy đều được. Ừ. Trương Tào Trung chỉ ừ một tiếng rồi yên lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau khoảng 10 phút mới mở miệng. Chú ủng hộ cháu, làm rất tốt. Sau đó Diệp Phàm lại đi sang phòng của bí thư đảng Đoàn Trung Minh Nghĩa. Tiếp tục nghe một chàng giáo dục về khái niệm tổ chức. Cuối cùng hắn đến phòng của Phó Chủ tịch huyện Tiếu Tuấn Thần trình bày về chuyện cải cách nhà máy giấy Ngư Dương. Tiếu Tuấn Thần cũng ra sức ủng hộ vì là một thường vụ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch huyện thứ nhất nên y cũng có trách nhiệm rất lớn với chuyện phát triển kinh tế Ngư Dương, cũng bị ba lão đại của thị ủy bức cho lên Lương Sơn. Vào khoảng 5 giờ chiều, hai vị lãnh đạo to nhất huyện là Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung đồng thời đưa Diệp Phàm trở lại thị trấn Lâm Tuyền, thật ra thì nói nhận chức cũng không có gì là quá đáng. Chỉ vì Diệp Phàm vốn công tác ở Lâm Tuyền nên cũng không nói là nhận chức. Đi theo còn có phó trưởng ban tổ chức Trương Trấn vì trưởng ban phí mặc đi công tác, khiến cho Diệp Phàm giống như một vị thành hoàng, ngồi trên xe cũng hơi mất bình tĩnh, suy đoán chắc là bọn họ đi cả đêm đến thị trấn Lâm Tuyền cũng vì vấn đề nhận chức của mình. Nguyên nhân chính chủ yếu là sắp đến ngày tập đoàn Nam Cung tới đây nên bọn họ mới như thế, nếu không mình chỉ là một người đi sau, không có cả tiền lẫn quyền thì sao phải rầm rộ, điều này cũng có chút hơi quá mức. Một dãy xe con oai phong chạy đến thị trấn Lâm Tuyền thì đã đến gần 7 giờ tối. Xe chạy trực tiếp vào trường trung cấp Ngư Dương của thị trấn Lâm Tuyền khiến cho Diệp Phàm chẳng biết tại sao. Sau khi đi vào phòng học hình thang của trường thì hắn mới hiểu. Bên trong phòng chật kín người. Cuối cùng hôm nay Diệp Phàm đã mở rộng tầm mắt, thấy hết tất cả các nhân viên của chính quyền thị trấn Lâm Tuyền, cũng khoảng gần 400-500 người. Đây chính là phong phạm của thị trấn siêu cấp. Diệp Phàm thầm cảm thán, bước chân bất giác căng cứng. Mẹ kiếp, không có tiền đồ, có gì mà sợ, 10 năm hôn đúc của sư phụ coi như vất đi cho chó ăn. Diệp Phàm bực mình mắng thầm một câu, vội vàng vận khởi thanh tâm của thuật dưỡng sinh vài vòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bước theo sau đám người Lý Hồng Dương, Trương Tào Trung, Tần Chí Minh, Thái Đại Giang, Tống Ninh Giang, về phía đài chủ tịch. Nhất thời, trong phòng học hình thang,
ánh mắt phức tạp của mấy trăm người bao gồm nóng bỏng, khinh thường, châm chọc, nghi ngờ, cười lạnh. Vân vân đều hướng lên đài chủ tịch, chắc nhiều cán bộ còn không biết tối nay tập trung ở đây để tuyên bố quyết định bổ nhiệm Diệp Phàm, chỉ có một số người là biết được đều tập trung nhìn vào hắn. Tuy nhiên thấy bộ dạng ngơ ngáo của hắn thì tất cả đều không phục đến chín phần, cảm thấy hết sức đố kỵ. Tuy nhiên bọn họ đều che giấu rất tốt, nhưng cảm giác nhạy bén của Diệp Phàm vẫn cảm nhận được. Đặc biệt chủ nhiệm Lưu Trì của ban tổng hợp, phó chủ tịch thị trấn Thiếu Trường Hà, quan Tây Tài, Thiết Minh Hạ thì không thèm giấu giếm mà biểu thị vẻ bực tức ra mặt. Con mắt của Lưu Trì như muốn rớt ra, nhìn như sắp giết người, e là nhiều chủ nhiệm các ban bệ và giám đốc sở khác trong thị trấn cũng có tâm tư như gã. Trong lòng của bọn họ, đồng chí Diệp Phàm đã bị đánh chết cả vạn vạn lần rồi. Dãy ghế trên đài chủ tịch đều có dán tên, Diệp Phàm nhìn quanh mãi mới tìm thấy vị trí của mình. Quả nhiên là xếp sau phó bí thư Tống Ninh Giang, vị trí trên đài chủ tịch vốn rất chính xác, gần như không bao giờ có sai sót. Diệp Phàm chợt cảm thấy bất an nhìn lướt qua cái ghế, giống như trên đó có giải đầy đinh. Sau khi hắn ngồi xuống thì tất cả các cán bộ ngồi dưới mới biết thằng danh này vừa chó ngáp phải ruồi, mấy trăm cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn vẻ quái dị. Trong đó phần lớn ban đầu đều là đố kỵ, sau đó lại đổi thành nịnh bợ. Bởi vì bọn họ đều nghĩ sắp đến lúc sáp nhập, làm tốt quan hệ là điều quan trọng hơn, nếu không vị trí bây giờ của mình cũng khó mà giữ được. Vị trí phó chủ tịch của Trương Hy Lâm dù sao cũng không đến lượt mình, cho một thằng danh ngồi vào cũng tốt, tránh cho mấy lão phó chủ tịch kia đè đầu. Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng học của trường trung cấp Ngư Dương hết sức quỷ dị. Lúc này có một người phụ nữ trung niên khẽ hỏi cô gái trẻ bên cạnh. Tiểu Anh, Diệp Phàm là ai a? Sao nhìn còn non nớt hơn cả học sinh trung học của trường mình vậy? Mặt mày lại còn trắng nõn như dùng sữa rửa mặt thế kia mà lại ngồi ghế trên đài chủ tịch. Tiểu Anh này, em có thích con chim non họ Diệp kia không để chị Mã hỏi thăm rồi làm mối cho em nhé, khanh khách. Chị Mã, chị nói cái gì xấu hổ vậy? Em cũng không biết, hình như chưa gặp qua ở chính quyền thị trấn. Có lẽ là người mới. Người ta lại ngồi cạnh bí thư Tống, không thể nào là thư ký, chẳng lẽ là người trên huyện xuống. Chị Mã là lão làng còn không biết nữa là em. Hi hi, thật trẻ à, giống như em trai em vậy. Cô gái tên là Tiểu Anh khen một hồi rồi chợt giật mình. Bí thư, chủ tịch huyện cũng tới, chẳng lẽ là chuyện sáp nhập xã vào thị trấn, ai? Chị Mã, chồng chị đã tìm được lỗ hổng nào để chạy chưa? Chạy cái gì? Nhà chị sau lưng không có ai, cắn răng mua hai bình kiếm Nam Xuân đem đến nhà người ta còn nhìn không thuận mắt, hờ hững nhận lấy rồi không biết ném vào xó xỉnh nào, bây giờ vẫn chưa có tăm hơi gì, chắc là công toi hai chai rượu rồi, là hơn một tháng tiền lương của chị đấy. Chị Mã than thở. Lưu Trì, thằng danh kia không phải là ở cùng một tổ công tác với cậu hồi còn ở thôn Đập Thiên Thủy sao, sao giờ lại ngồi cạnh phó bí thư Tống vậy? Một cán bộ trung niên hỏi. Quỷ mới biết. Chắc là nịnh hót rồi được lãnh đạo nhìn đến, nhìn mặt hắn như vậy thì làm được cái cóc gì. Lúc ở thôn Đập Thiên Thủy suốt ngày vè vè quanh mấy bà quá với gái chưa chồng. Trên báo tỉnh cũng đăng đấy, giúp bà quá nuôi heo, giúp gái nhổ khoai, mẹ kiếp. Lưu Trì chua chát. Cốt. Chương 118, nói chuyện nhận chức. Được rồi, mọi người im lặng nào, tôi là Tần Chí Minh. Tối nay các lãnh đạo huyện là bí thư Lý và chủ tịch Trương đến thị trấn Lâm Tuyền chúng ta để chỉ đạo công tác, đề nghị tất cả vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất thời trong phòng họp tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chắc là đại đa số cán bộ đều bị chuyện sáp nhập sắp tới làm cho thần kinh căng thẳng nên thừa cơ phát tiết, nếu không chắc đầu óc cũng sẽ nổ tung. Khụ, khụ. Tần Chí Minh theo thói quen ho khan hai tiếng rồi nói tiếp. Đầu tiên phó trưởng ban Trương sẽ công bố quyết định nhân sự của huyện. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh phó trưởng ban nói chuyện. Quyết định nhân sự nào nhỉ, bổ nhiệm ai chứ? Tinh thần mọi người thoáng cái đã trở nên tập trung, trong phòng học giờ chỉ nghe tiếng thở bị dồn nén, không ai lên tiếng vì lỗ tai đều vểnh lên như tai thỏ, không rảnh để nhiều lời. Các đồng chí, tôi xin trực tiếp đọc luôn. Thông qua cuộc họp thường vụ của huyện ủy Ngư Dương đã thông qua, quyết định bổ nhiệm đồng chí Diệp Phàm là đảng ủy viên thị trấn Lâm Tuyền. Nhận chức phó chủ tịch thị trấn phụ trách mảng công nghiệp và tài chính. Đồng chí Diệp Phàm tốt nghiệp trường Đại học Hải Giang nổi tiếng ở Hoa Hạ, là cán bộ hội sinh viên, đảng viên dự bị, nhận được phần thưởng của Quốc vụ viện và Bộ Công an. Sau khi huyện ủy nghiên cứu quyết định, xét thấy nguyên đảng ủy viên,
Phó Chủ tịch thị trấn Trương Hy Lâm của thị trấn Lâm Tuyền không thể tiếp tục công tác nên đã bãi miễn các chức vụ của đồng chí. Đồng chí Trương Hy Lâm là một đảng viên tốt, là cán bộ ưu tú của đảng. Phó trưởng ban tổ chức Trương Trấn nhanh chóng đọc xong quyết định nhậm chức rồi ngồi xuống. Tiếp đó Tần Chí Minh lại nói. Giờ xin mời đồng chí Diệp Phàm phát biểu vài câu, mọi người hoan nghênh. Một trận vỗ tay lại nổi lên như sấm, không loại trừ có người thừa cơ cố ý quấy rối. Mấy trăm ánh mắt thoáng cái đã tập trung toàn bộ lên con chim non Diệp Phàm làm hắn phải nhanh chóng vận thuật dưỡng sinh để lấy lại bình tĩnh. Cũng may là trước kia hắn từng công tác ở hội sinh viên nên cũng đã trải qua khung cảnh như vậy, sau vài giây thì đã bình tĩnh nện bước trầm ổn đi lên bục phát biểu. Đang ngồi ở đây đều là tiền bối và lãnh đạo của tôi, rất có thể tôi là người trẻ tuổi nhất. Đầu tiên tôi xin ra mắt mọi người, ha ha, mong nhận được bao lì xì. Diệp Phàm nói tới đây thì cúi chào thật sâu với tất cả mọi người, nhất thời lại làm dấy lên một tràng vỗ tay như thủy triều. Lần này là mọi người vỗ tay thật lòng, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Người ta là một kẻ đi sau rất có lễ phép, không vỗ tay thì hóa ra mình là tiền bối chấp nhất. Đầu tiên tôi phải cảm tạ các lãnh đạo Bí Thư Lý và Chủ tịch Trương, cảm tạ các lãnh đạo đã cho tôi cơ hội quý giá. Có thể cùng được công tác với mọi người tôi rất phấn khởi. Sau này tôi sẽ ra sức đóng góp phần công sức nhỏ bé vì sự phát triển và phồn vinh của thị trấn Lâm Tuyền. Tôi mới tốt nghiệp Đại học Hải Giang đã đến công tác ở thôn Đập Thiên Thủy, nói thật, lúc mới bắt đầu thì ngay cả phân biệt giống khoai tây cũng không biết, giờ thì cũng đã học được mấy loại. Về phương diện kinh nghiệm, tôi nhất định là thiếu hụt, tuy nhiên tôi sẽ cố gắng học hỏi. Ta sẽ hết sức phối hợp công tác với Bí Thư Tần và Chủ tịch Thái, các vị tiền bối có bí quyết gì cũng đừng che giấu. Tôi có làm điều gì không đúng kính mong mọi người cứ phê bình thẳng thắn. Câu nói sau cùng, đó chính là dùng hành động để chứng minh tất cả đi. Cảm ơn. Diệp Phàm lấy những lời phát biểu trước kia ở hội sinh viên cải biến đi một chút rồi đem ra phát biểu, nói xong thì cũng cảm thấy hết sức trơn tru. Người thanh niên này cũng được đấy. So ra còn nói hay hơn với họ Trương nhiều. Mấy năm trước, lúc Trương Hy Lâm phát biểu còn cầm giấy đọc, đến cuối còn tí nữa là cả lăm. Em xem người ta dù sao cũng là tốt nghiệp Đại học Hải Giang, lại rèn luyện qua thôn Đập Thiên Thủy, ăn nói cũng vững vàng. Chị Mã khẽ thì thầm. Đúng thế, nghe nói khi đó Phó Chủ tịch Trương tí nữa thì tè ra quần, khanh khách. Buồn cười, buồn cười. Trương Anh phì cười. Lão Thiết, anh xem thằng danh kia kìa, phát biểu nhận chức còn nói chuyện trồng khoai tây. Ai, vẫn chưa thoát ra khỏi tầng cấp cán bộ thôn A. Tiếu Trường Hà châm chọc. Ha ha. Cán bộ thôn làm phó chủ tịch, không tồi. Biết đâu sau này có thể dẫn dắt toàn bộ nhân dân thị trấn cùng nhau trồng trọt khoai tây, khoai lang, lẫn ngô ấy chứ, không tồi. Tâm trạng của Thiết Minh Hạ còn phức tạp hơn. Y biết chuyện lên chức của Diệp Phàm chắc chắn gắn liền với Tần Chí Minh và Lý Hồng Dương, bản thân mình cũng có thể coi là thân cận với Tần Chí Minh. Hơn nữa bản thân mình từ vị trí chủ nhiệm ban tổng hợp thăng lên làm phó chủ tịch thị trấn cũng có công lao của Tần Chí Minh. Theo lý thì cùng một chiến hào với Diệp Phàm, tuy nhiên trong lòng y vẫn cảm thấy đắng ngắt. Các đồng chí Diệp Phàm còn trẻ tuổi, nhưng tôi hy vọng mọi người có thể chân thành phối hợp để làm tốt công tác. Mấy ngày nữa, tập đoàn Nam Cung của Hồng Kông Nam sẽ đến thị trấn Lâm Tuyền khảo sát, tôi hy vọng mỗi đồng chí đều sẽ làm tròn chức trách, ví dụ như vệ sinh đường phố, các quán cơm, cửa hàng lấn chiếm vỉa hè đều phải được dỡ bỏ. Tôi chỉ nói một câu. Toàn thể cán bộ đều phải nỗ lực để đại biểu của tập đoàn Nam Cung hài lòng ra về, nhớ đến Lâm Tuyền chúng ta. Trương Tào Trung nhanh chóng nhấn mạnh công tác chủ bị đón tiếp tập đoàn Nam Cung. Về chuyện tiếp đón tập đoàn Nam Cung, Chủ tịch Trương đã nói rồi. Tôi chỉ nhấn mạnh là chuyện này sẽ do Phó Chủ tịch Diệp làm chủ, chính quyền thị trấn thống nhất điều hành, toàn lực phối hợp với Phó Chủ tịch Diệp triển khai công tác. Nếu người nào không làm tròn trách nhiệm thì viết luôn đơn xin thôi việc đi. Ví dụ như đại biểu của tập đoàn Nam Cung đi trên đường phát hiện thấy chỗ nào của chúng ta làm tổn hại đến nét văn minh của Lâm Tuyền thì dù là thân thích của bí thư, chủ tịch thị trấn hay của lãnh đạo huyện gì cũng mặc, tôi xin hứa như vậy. Lý Hồng Dương cũng ra mặt kiên quyết ủng hộ Diệp Phàm, xem ra y rất nóng lòng với chuyện lần này của tập đoàn Nam Cung. Mọi người nghe xong thì ai còn không biết Diệp Phàm chính là người của Lý Hồng Dương, người ta xuống đây là ra mặt ủng hộ thằng danh này. Mọi người cũng hiểu tầm quan trọng của lần tiếp đón tập đoàn Nam Cung, vào lúc thời khắc quan trọng của việc sáp nhập, có ai dại dột đi gây sự với nồi cơm của mình. Khi sáp nhập xã vào thị trấn thì số cán bộ dôi dư rất nhiều,
thuận tay cho về vườn mười mấy người cũng không thành vấn đề. Vì thế sau khi tan họp, trong lòng mọi người đều nặng trĩu, một mực lo lắng làm sao để sớm triển khai công tác, đừng để vào lúc mấu chốt này có sai lầm gì, nếu không thì tự tay mình hất đi chén cơm rồi. Đặc biệt là Phó Chủ tịch thị trấn Tiếu Trường Hà quản lý trật tự đường phố và xây dựng, nghe nói cả đêm tí nữa thì bạc tóc. Trong tay ôm vợ mà không hề có chút sức lực, làm vợ y phải thọc tay vào quần lót để kích thích nhưng cũng không lên nổi. Báo hại vợ y nổi cơn mà y vẫn ỉu xìu, chỉ muốn đạp cho một cước xuống gầm giường cho chó tha. Còn Phó Chủ tịch quản lý văn hóa Thiết Minh Hạ cũng buồn a. Chắc là ngày mai mọi quán cơm đều được kiểm tra kỹ một lần, rác rưởi trên đường cũng được dọn sạch, còn phải sát trùng khử độc nên cũng trải qua một đêm không chợp mắt. Bởi vì có chuyện riêng nên Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung chỉ uống mấy chén rồi rời đi. Chỉ còn lại ngôi sao mới nổi Diệp Phàm trở thành mục tiêu nịnh nọt lẫn công kích của mọi người, dĩ nhiên cả hai mục đích đều nhờ rượu để chuốc hắn say mềm. Mục đích của bọn họ cũng đạt được, mặc dù Diệp Phàm có tu vi luyện kính của thuật dưỡng sinh tầng thứ 6 để hóa giải một phần hơi rượu nhưng cuối cùng mãnh hổ nan địch quần hồ, gục xuống bàn ngủ say như heo. Chương 119, mấy con cá sấu cùng ra trận. Tuy nhiên Diệp Phàm cũng không hổ là dũng sĩ kiệt xuất hoa hạ, các loại chủ nhiệm, giám đốc sở ở thị trấn Lâm Tuyền cũng bị hắn đánh ngã phần lớn. Nào là Vương Nguyên Thành ở ban đảng chính, Lý Hiên Thạch ở ban sinh đẻ có kế hoạch, Trần Chân Minh ở nhà khách, Lưu Trị ở ban tổng hợp, Nguyễn Thanh Minh ở trạm công nghiệp, tới mười mấy người cũng theo Diệp Phàm gục xuống bàn ngủ say như chết, có người còn ói mửa vung vãi. Cuối cùng phải nhờ đến Triệu Thiết Hải ra lệnh một tiếng thì cả đám Vương Nguyên Thành, Lưu Trị được mấy công an khiêng về. Còn Diệp Phàm thì tốt số, được một đám nương tử quân của ban sinh đẻ có kế hoạch nhấc tay nhấc chân ôm eo do Lý Xuân Thủy dẫn đầu đưa về hang ổ. Tối hôm đó Diệp Phàm đúng là phong lưu tột cùng. Ban sinh đẻ có kế hoạch của thị trấn Lâm Tuyền vừa được phân tới mấy cô em sinh viên trung cấp đều chừng 20 tuổi xinh đẹp như hoa, dĩ nhiên trong đó cũng có vài con cá sấu. Mấy con cá sấu này lại càng cao hứng, mấy khi có cơ hội tiếp xúc với ngôi sao mới của thị trấn Lâm Tuyền, dù thế nào cũng phải thừa cơ kiếm chút sái. Vì thế Diệp Phàm gặp phải thảm cảnh, quần áo trên người bị lột sạch sẽ chỉ còn lại chiếc quần lót, nếu không nhờ Lý Xuân Thủy ngăn cản thì e là cả quần lót cũng bị mấy con cá sấu này lột luôn. Đại loại đãi ngộ của Diệp Phàm như sau. Thôi Hồng Tụ của ban sinh đẻ có kế hoạch mặc bộ quần áo đỏ rực lau người, Ngô Phàm Hoa ở ban đảng chính được mệnh danh khủng long thì bấm lỗ tai và dây huyệt thái dương, Mã Nhị Tỷ Phong Tao thì bấm huyệt ở gan bàn chân, cô em Thanh Thuần Lý Xuân Thủy thì đút canh giải rượu. Trong lúc thần trí mơ hồ, Diệp Phàm còn cảm thấy canh đắng muốn nhổ ra thì Xuân Thủy tí nữa vươn miệng ra dùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho mớm cho. Tóm lại, tất cả mọi bí thuật, thủ đoạn có thể dùng để giải rượu đều được áp dụng cho vị đại phó chủ tịch Diệp Phàm, để sáng hôm sau có thể tiếp tục phục vụ tất cả nhân dân thị trấn. Đáng tiếc Diệp Phàm không hề biết gì, tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, nhìn lại bản thân chỉ còn độc một cái quần lót thì hoảng hồn nhảy ngược cả lên. Hắn khẽ hít một hơi thì cảm thấy trong nhà có một mùi son phấn và nước hoa tổng hợp, từ rẻ tiền đến sang trọng đều có. Xong rồi, chẳng lẽ tối hôm qua được chị em khiêng về nhà, uống rượu hỏng việc a? Thằng cụ nó, cũng là thuật dưỡng sinh hại chết người a, còn tưởng rằng nhờ nó giải rượu, ai ngờ kẻ địch quá nhiều nên vẫn gục ngã. Ông mày giờ phải tăng cường luyện công, nếu có thể đột phá đến tiên thiên, để cho nội kình không ngừng tuần hoàn sinh ra thì còn sợ gì tử thần vây công, ai? Diệp Phàm thở dài, hắn cũng biết tiên thiên, khó như thế nào. Dân số hoa hạ cả tỷ người nhưng, tiên thiên tôn giả, đếm không quá hai bàn tay. Chắc cũng chỉ có mấy cao nhân ẩn sĩ của mấy danh môn đại phái như Thiếu Lâm, Võ Đang, Thanh Thành, Nga Mi, Hoa Sơn là đạt được. Lần trước đài truyền hình Hoa Hạ có phát phóng sự về một vị trưởng lão của Thái Cực Quyền tên là Trần Vô Ba. Lão nhân này vì gần đây có một ninja của Nhật Bản khoe khoang oai phong của đại sư ninja, hạ thấp võ thuật Hoa Hạ, nói võ thuật Hoa Hạ đã suy đồi không còn người nào đáng được gọi là cao thủ, lại còn nhắc lại mấy từ Đông Á bệnh phu muốn sỉ nhục người Hoa Hạ mà ra mặt. Lần đó Trần Vô Ba cùng với đại sư Bát Đoạn Thu Sơn Lâm Nhất Phu đến từ thần cung y hạ của Nhật Bản tỷ thí ở Tử Cấm Thành. Ông dùng một đòn của Thái Cực Thôi Thủ đánh cho vị đại sư Nhật Bản kia lăn lông lốc, làm cho cả tỷ người Hoa Hạ đang dán mắt vào truyền hình đều hô lớn. À, nhẫn giả thần quy thì ra là một cái trứng mềm, ha ha ha. Thu Sơn Lâm Nhất Phu xám xịt quay về, sau đó xuống tóc thể độc 5 năm sau,
chính là năm 2000 kết thúc thế kỷ 20 sẽ khiêu chiến cao thủ Hoa Hạ một lần nữa. Trần Vô Ba bình thản khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, hào khí ngất trời. Đất này ngọa hổ tàng long, há có thể để cho đồ cún con sủa cuồng, ha ha ha. Sau chuyện đó đã làm dấy lên một phong trào sôi nổi tập luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc. Hiện giờ các võ quán tại Trung Quốc đều tràn ngập người học, học phí cũng nâng lên đến 5.000 đồng một năm. Thật ra phần lớn người mở võ quán đề là kẻ hám tiến, tuy nhiên đám fan cuồng nhiệt đi tập cũng đều là thứ A dua theo phong trào, mấy ai có thể chịu được khổ cực trong tu luyện. Diệp Phàm nghĩ lại cảm thấy Trần Vô Ba chắc cũng chưa đạt tới cảnh giới, tiên thiên tôn giả, chắc mới chỉ đạt đến cảnh giới cao thủ siêu cấp chín đoạn, gọi là thượng đẳng đại vũ sư. Nhìn ra ngoài trời thấy đã khoảng 5 giờ sáng, cũng mới chỉ tang tảng sáng, Diệp Phàm rời khỏi giường, len lén gọi điện thoại. Xuân Hương, em mở cửa ra. Diệp Phàm khẽ nói, tối qua uống quá nhiều nếu không đi phong lưu một chút thì đúng là quá bức xúc. Nghĩ đến cặp mông tròn mẩy của Thái Tây Thi thì chỗ kín lập tức có phản ứng mãnh liệt liền len lén chạy đến quán cơm Xuân Hương, theo dòng suối nhỏ tiến vào cửa ngách. Nhiều lúc thực sự Diệp Phàm có cảm giác bản thân mình đúng là có tiềm năng đi làm xã hội đen. Vừa tiến vào thì thấy Xuân Hương mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ láng mịn, hai nút áo trên cùng không cài làm cặp ngực phập phồng lấp ló. Diệp Phàm chồm tới, móng vuốt sắc lang ra sức nhào nặn nói thành đủ các loại hình dáng. Kích thích tố của giống được mãnh liệt dâng trào, Diệp Phàm thọc ngay tay vào quần lót phía dưới thám thính giải đất bạch hổ thần bí. Đang định hành sự ngay ở tầng dưới thì Phạm Xuân Hương một phát bắt được móng vuốt của Diệp Phàm, cầu khẩn. Đừng ở chỗ này, anh Phàm, Tuyết Liên còn ngủ ở đây đấy, đi lên lầu. Nơi đó không ai. Tốt, nghe lệnh em. Diệp Phàm cười dâm đãng rồi vận thuật dưỡng sinh bế xốc Xuân Hương lên tầng 3. Đến nơi hắn thuận thế tuột một cái làm thân thể trắng muốt nhất thời thở gấp thở phì phò, cặp chân dơ cao run rẩy, lắp bắp. Nhanh, nhanh lên một chút. Tuân lệnh. Diệp Phàm giống như tướng tiên phong vừa nhận được lệnh xuất quân, cảm nhận được cơ thể bên dưới đang khao khát thì dùng lực nhấn sâu vào, trong nháy mắt xuân tình đã tràn ngập gian phòng. Một lúc lâu sau, cuộc chiến đã đi vào hồi kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhẹ. Hai người cùng nhau đến toilet tắm rửa rồi lên giường nằm quay mặt vào nhau. Xuân Hương như một con mèo lười biếng nằm dán vào người Diệp Phàm, đưa tay nghịch ngợm phía dưới. Diệp Phàm dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, lại làm ảo thuật biến hình với cặp tuyết lê căng tròn. Anh Phàm, bây giờ anh là cán bộ lớn ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, sau này phải hết sức cẩn thận. Em nghe nói người làm quan các anh tối kỵ chuyện như vậy. Xuân Hương nhẹ nhàng dặn dò. Ha ha. Chuyện mua lại quán đã tiến hành xong xuôi chưa? Khi nào ký hợp đồng sẽ làm thủ tục sang tên? Chuyện này làm sớm đi, chuyện sáp nhập xã vào thị trấn giờ cũng mới chỉ là lời đồn, mọi người đều đang quan sát. Một khi chính thức có công văn xuống thì giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng. Diệp Phàm hỏi. Chủ cho thuê nói là 10 giờ sáng nay sẽ tới giải quyết, y cũng cần tiền. À, còn có việc này nữa anh Phàm, mấy tên nợ tiền đều chủ động đến trả. Thoáng cái em đã có hơn vạn đồng. Cảm ơn anh Phàm, em biết là anh bảo Hoành Sơn đi làm. Nhị bá của Lâm Tuyền chắc cũng có bảo với đàn em, nếu không sao bọn chúng lại ngoan ngoãn như vậy. Anh Phàm, nếu như không có anh thì em. Ô, Phạm Xuân Hương nói đến đây thì lại nghẹn ngào. Anh Phàm, em nghĩ rồi. Sau này người bà con của anh mua lại căn nhà rồi thì chúng ta thuê lâu dài. Dùng 5 vạn đồng trang bị lại toàn bộ thiết bị tốt. Hơn nữa đám ong ve không còn dám ăn nợ thì doanh thu của quán chắc cũng được. Em nghĩ để anh một nửa cổ phần. Em xem lại mình kìa, lại khách khí nữa rồi. Giữa hai chúng ta thì nói những chuyện đó làm gì, em vẫn xem anh là người ngoài à. Trong đời này vẫn còn có chân tình mà, anh không nhận một nửa cổ phần đâu, chỉ khi nào tới quán có sẵn cơm canh là được. Tuy nhiên nếu chiêu đãi khách thì nhất định phải thu tiền, đây là do chính quyền xuất tiền, không cần thiết phải miễn phí. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc nhìn chằm chằm Xuân Hương hơi tức giận, hai người vốn đã âm dương hòa hợp rồi mà Xuân Hương còn khách khí như vậy. Không, không phải vậy đâu anh đừng giận làm em sợ. Thái Tây thì bị câu nói của hắn làm cho hết hồn, áp chặt bộ ngực vào người Diệp Phàm. Được rồi, anh biết, em sợ anh chỉ có 300 đồng tiền lương rồi đi làm chuyện bậy bạ gì đó có phải hay không? Điều này em không cần lo lắng, anh tự có cách kiếm tiền. Có lẽ còn nhanh hơn em đấy, hơn nữa rất sạch sẽ, không có sai phạm gì đâu. Diệp Phàm an ủi,
ôm chặt lấy Xuân Hương đang sợ hãi, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Người a, có một số thì tiêu tiền như nước, có người thì lao tâm lao lực, chỉ sợ mất hết đường sống. Xuân Hương chỉ sợ mất đi hòn núi dựa là Diệp Phàm thì lại gặp cảnh bọn ong ve ăn quịt, quán cơm không mở được, nên mới sợ hãi như vậy. Diệp Phàm nghĩ tới đây thì chí khí trong lòng bốc lên ngùn ngụt, thân là đại lão gia mà không bảo vệ được cô gái mình yêu, không làm cho cuộc sống của cô ấy hạnh phúc thì sao còn đáng mặt đàn ông. Tuy nói bản thân mình chắc cũng không phải thật lòng thích Xuân Hương, chỉ là nhìn chúng thân thể hấp dẫn và tính cách hiền lành ngoan ngoãn của cô. Còn Xuân Hương chắc cũng muốn tìm một chỗ dựa, tuy rằng cũng có một chút yêu thương nhưng phần lợi ích là lớn hơn. Cảm giác giống như trao đổi thân xác, nhưng ở đời bây giờ phần lớn đều nghĩ đến hiệu quả thực tế, chân tình liệu có được mấy phần. Tuy nhiên Phạm Xuân Hương cũng không tham lam lại rất hiểu biết, luôn suy nghĩ cho bản thân mình, hơn nữa cô còn phải nuôi sống cả một đại gia đình. Chương 120, chỗ tốt của việc làm quan. Nghe nói trong nhà cô còn có một mẹ già thường xuyên bệnh tật và người cha đã già lão, em trai Phạm Cương vừa 20 tuổi học trường cảnh sát ở Thủy Châu cũng cần tiền. Em gái Phạm Nghiêm Nhân của cô mới 17 tuổi học ở trường trung cấp Ngư Dương còn trắng trẻo hơn cả Thái Tây Thi, mỗi khi tới quán Xuân Hương ăn cơm đều khiến các thực khách nhìn vào bộ ngực mà nuốt nước miếng ửng ực. Cô hiện giờ ngủ cùng phòng với Tuyết Liên, làm có khi Diệp Phàm nhìn thấy cũng nuốt một ngụm nước miếng. Thỉnh thoảng khi hắn cùng với Thái Tây Thi Phạm Xuân Hương làm chuyện kia không ngờ lại đem cô ảo tưởng thành thân thể trắng nõn của Phạm Nghiêm Nhân. Sau đó hắn đều gào to trong lòng, tội lỗi, Phật tổ tha thứ cho người thanh niên bất lương này, Phạm Nghiêm Nhân mới chỉ là một mầm non chưa thành thục, mình quyết không làm một thằng mất dạy mía ngọt đánh cả cụm. Không bằng cả heo chó a, Diệp Phàm vẫn tự mắng mình. Một tháng Xuân Hương còn trích ra 200 đồng cho mẹ chồng, rất có trước sau. Vì thế trọng trách trên người Xuân Hương rất nặng, cũng thật là làm khó cô có tính toán gì lợi ích trên người mình cũng có thể tha thứ. Tuy nhiên cô gái này tuyệt đối không phải loại người dễ dãi, mở quán ăn ở thị trấn Lâm Tuyền đã mấy năm rồi nhưng vẫn bảo toàn được tấm thân khuê nữ, cuối cùng để cho con chim non Diệp Phàm được tiện nghi. Diệp Phàm rất hài lòng đối với điều này, cảm thấy giữa mình và cô gái này cũng có duyên phận nhất định. Gần đây Tuyết Liên và hiệu trưởng Trương tiến triển như thế nào? Diệp Phàm cười hỏi, thậm nghĩ chắc anh Trương sẽ không còn đóng vai thằng ngốc nhìn chằm chằm Tuyết Liên bưng thức ăn nữa chứ. Thú vị. Bắt đầu nói chuyện rồi, đôi bên cũng có trao đổi vài câu, cái đầu gỗ kia cũng thật là, tuy nhiên Tuyết Liên cũng có chút cảm tình với y, câu cửa miệng hiện giờ của em là có điện thoại, khanh khách. Nghe nói hiệu trưởng Trương sẽ được triệu hồi làm chủ nhiệm học khu Lâm Tuyển chúng ta. Phạm Xuân Hương cười đến nỗi hồng rực cả mặt. Tốt. Em cố gắng giúp bọn họ tiến tới được cũng là công đức vô lượng, ha ha. Diệp Phàm nói, sau khi ăn xong điểm tâm thì đợi đến 9 giờ, làm xong thủ tục sang tên với chủ nhà cũng đã gần 11 giờ trưa, ăn trưa xong rồi mò về phòng ở. Mới vừa thức dậy thì đã thấy mấy giám đốc sở và một vài thanh niên tới báo cáo công việc khiến hắn bận rộn đón tiếp. Diệp Phàm cũng biết những giám đốc sở hôm qua say sưa không có ý đến đây để hồi báo công tác. Những sở trưởng đến đây đều là những người muốn giữ được vị trí. Còn mấy thanh niên thì muốn giữ được chỗ công tác tốt, cũng có mấy kẻ muốn nhân dịp này thừa nước đục thả câu để chuyển sang phòng tốt hơn. Lúc họ đi ra thì để trên cái bàn giữa phòng một đống rượu và thuốc lá, rượu cũng đều là loại tốt. Nào là kiếm Nam Xuân, ngũ lãng dịch, tinh trang cổ tỉnh, chắc đều có giá hơn 100 đồng một chai. Thuốc lá thì ít nhất cũng ở cấp bậc Phù Dung Vương hoặc Ngọc Khê trở lên. Những người này thật ra cũng không dễ dàng, một nhân viên chính quyền bình thường căn bản cũng không có thu nhập thêm gì, tháng nhận được 300, 400 đồng tiền lương chết đói. Diệp Phàm nhìn vào đống quả biếu, trong nháy mắt có một cảm giác nằm mơ, gian phòng của mình đã gần giống như một tiệm tạp hóa bán rượu và thuốc, lẩm bẩm. Mẹ kiếp, khó trách người người cũng muốn làm quan, đừng bảo là thu chút ít tiền, ngay cả rượu và thuốc cũng ổn rồi. Đem ra bán cũng được hơn mấy tháng tiền lương. Hắn nghĩ đến hoàn cảnh trước kia mà cảm thấy hơi chua xót, hồi đó mỗi ngày đau lòng vì hút một bao mẫu đơn 3 đồng rưỡi. Điều này cũng khó trách, lúc Diệp Phàm vừa tốt nghiệp thì tiền lương một tháng chỉ vẻn vẹn chỉ 280 đồng, tiền thuốc một tháng cũng là một con số lớn, không đau lòng mới là lạ. Hiện giờ một gói thuốc giá 20 đồng cũng có người liều mạng đưa tới, còn sợ không đưa được. Chỉ cần mình lười nhác không nhìn lên thì người đối diện đã cảm thấy mình không muốn giúp y. Vừa lên chức phó chủ tịch thị trấn đã dày mặt, cũng thật là làm khó những người này rồi.
Tuy nhiên đối với bao tiền lì xì, Diệp Phàm nhất định không thu. Những giám đốc sở, chủ nhiệm khi thấy mặt của Diệp Phàm nhanh chóng đen sạm như nhọ nồi thì đều ngượng ngùng cầm phong bao lì xì đút lại vào túi, trong lòng chắc đều thầm nghĩ. Thằng danh này chắc còn kiểm tra xem mình đưa tiền có thành tâm hay không đây. Đương nhiên rồi. Bất kể là ai tới, Diệp Phàm cũng nhiệt tình nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, rất ít phát biểu tranh luận, thực hiện đúng lời dặn dò của cha mình nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Luôn luôn lấy lắng nghe làm chủ yếu, bản thân mình vừa lên chức không thể để cho người ta có ấn tượng xấu là mình kiêu ngạo. Tuy nhiên người đến kêu khổ cũng rất nhiều. Diệp Phàm được phân công quản lý mảng công nghiệp của Lâm Tuyền mà nhà máy ở Lâm Tuyền có khá nhiều, nào là nhà máy gỗ, nhà máy đá, nhà máy điện, nhà máy dệt, nhà máy công cụ, nhà máy chè. Đều là những nhà máy đang ngắt ngoài, không được mấy nhà máy có lãi. Tiền lương công nhân mỗi tháng chỉ được phát một nửa, chắc được khoảng 100 đồng đủ mua gạo để không chết đói, thậm chí còn có nhà máy nửa năm rồi chưa phát lương. Điều khiến người ta đau đầu là những nhà máy này đều là của thị trấn, Diệp Phàm quả thật đã thành đại quản gia của bọn họ. Thuộc hạ đói bụng dĩ nhiên sẽ mò tới đại quản gia đòi đồ ăn. Mới vừa rồi giám đốc nhà máy gốm sứ Chu Phát Phong ôm hai cái hòm không biết bên trong đựng gì, mặc nguyên quần áo công nhân rụt rè lên gặp Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, ngài là sinh viên đại học, nghe nói còn là đại học nổi tiếng, ngài cấp cho nhà máy chúng tôi ít tài chính. Nếu không có biện pháp thì chắc nhà máy chúng tôi sẽ nhanh chóng suy sụp mất. Cũng chẳng còn biện pháp nào, nửa năm rồi chưa nhận được tiền lương. Ai, có người sốt cao đến 39 độ cũng không dám đi bệnh viện. Ngày hôm qua con trai Lưu Tiểu Lượng của chủ nhiệm phân xưởng Lưu Hạo mới 13 tuổi học năm đầu ở trường trung học Ngư Dương, nghe giáo viên nói là học sinh giỏi xếp thứ 3 của lớp. Ai, hiện giờ cứ sốt cao không giảm, y tá nói là nếu không chuyển lên bệnh viện huyện thì e là sẽ bị viêm não. Nói tới đây, giám đốc Chu nghẹn ngào, bộ dạng rất khổ sở không giống như giả bộ. Trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy đau xót, sắc mặt trầm xuống. Sao còn chưa mau đem tới bệnh viện huyện, thật khốn kiếp. Làm sao đưa đi sẽ phải đóng 2.000 tiền viện phí, ngay cả tiền lương của nhà máy tốt nhất thị trấn này cũng chỉ khoảng 200 đồng một tháng, còn phải nuôi cả một đại gia đình, căn bản là không dư đồng nào, lấy đâu ra mấy ngàn. Giờ đã nửa năm không có lương, ngay cả mấy cái trứng gà trong nhà nuôi được cũng bán đi lấy tiền. 7, 8 nhà hợp lại mới góp được hơn 1.000 đồng, vẫn chưa đủ 2.000. Quỹ nhà máy chỉ còn lại mấy trăm đồng tôi cũng đưa cho y rồi, hóa đơn nợ còn hơn 10 vạn. Chủ tịch Diệp à, anh hiểu rồi chứ, tôi thật vô dụng à. Giám đốc Chu ứa nước mắt. Ngay lúc đó, một người mặc bộ quần áo vá chẳng vá đụp, mặt mũi tiều tụy chạy vào quỳ gối trước mặt Diệp Phàm. Chủ tịch Diệp, ngài quản lý khối nhà máy chúng tôi, cầu van ngài cho ứng trước mấy tháng tiền lương. Tôi nguyện làm thân châu ngựa báo đáp ngài, ô ô. Con trai tôi sắp chết rồi. Tiểu Lượng mới 13 tuổi à. Thầy giáo nói nó rất có khả năng vào đại học à. Chú là. Diệp Phàm ngạc nhiên đứng ngẩn cả người ra. Y chính là Lưu Hạo Thủy, chủ nhiệm phân xưởng chúng ta. Ai, anh ấy vốn rất chính trực, chưa từng cầu xin ai, lần này cũng là do tình thế bắt buộc, anh đánh tôi mấy đấm đi, Hạo Thủy. Đánh đi, là giám đốc tôi vô dụng. Chu Phát Phong ôm lấy Lưu Hạo Thủy nhưng y vẫn nhất quyết quỳ gối. Ai, cứu người quan trọng hơn, đây là 3.000 đồng, chú cầm lấy trước đi. Diệp Phàm thở dài xoay người rút từ ví ra 3.000 đồng kín đáo đưa cho Lưu Hạo Thủy rồi quay lại nói với Chu Phát Phong. Đây còn lại hơn 1 vạn đồng chú cầm lấy trước để chi dùng. Tuy nhiên đây không phải là phát tiền lương cho các chú. Cháu không có tiền đó mà là dùng để cứu trợ cho những ai khó khăn nhất của nhà máy. Phải dùng tốt số tiền này, nếu như không tốt thì. Chu Phát Phong và Lưu Hạo Thủy rối rít cảm ơn rồi đi ra. Ai, như vậy cũng không phải là biện pháp, phó chủ tịch thị trấn đâu phải đi làm chuyện cứu tế, phải làm cho mấy nhà máy hoạt động có hiệu quả mới là vương đạo. Diệp Phàm hạ quyết tâm. Vào 1 giờ chiều, Diệp Phàm lái xe chạy về thôn Đập Thiên Thủy. Lúc tối qua, Đoàn Hải đối với hắn lại càng thêm cung kính. Lúc đi ăn cơm còn tranh thủ nắm tay báo cáo tình hình công tác ở thôn mấy ngày gần đây. Chắc là gã thấy sau khi Diệp Phàm thăng chức thì vị trí tổ trưởng tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy đã có một số người nhìn chằm chằm. Đoàn Hải bị đày từ chính quyền huyện xuống, cũng không phải người ngu, trước kia là còn lơ ngơ nên mới xa chân.
Hiện giờ gã đã khôn ra nhiều, tuy nhiên ngần ngừ mãi vẫn không dám nói chuyện muốn tiến bộ. Vốn Lưu Trì cũng là từ tổ công tác mà lên, hiện giờ tổ trưởng Diệp Phàm còn thăng liền 2 cấp, điều này không làm cho người ngắm nghía mới là lạ. Bây giờ trong chính quyền thị trấn Lâm Tuyền có một loại mê tín đồn đại rằng thật ra Long Mộ ở thôn Đập Thiên Thủy có thứ quan khí, quan thế, long khí. Chỉ cần dính phải long khí thì có thể thăng quan, Phó Chủ tịch Diệp chính là một ví dụ sống đầu tiên. Trước kia tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy không ai đi nhưng vào tối hôm qua đã có 10 mấy người tỏ vẻ mập mờ sẽ đi thôn Đập Thiên Thủy rèn luyện. Tần Chí Minh tối hôm qua cũng kéo Diệp Phàm ra hỏi xem hắn có suy nghĩ người nào kế nhiệm không. Diệp Phàm đề nghị Xuân Thủy nhưng Tần Chí Minh không đồng ý, nói là Xuân Thủy có sắp xếp khác, sau cuộc bầu cử sẽ điều động, vì thế tạm thời Diệp Phàm quyết định để Đoàn Hải làm tổ trưởng. Lúc đi hắn có ghé tìm Xuân Thủy và Đoàn Hải tiện thể nói bọn họ cùng đi thôn Đập Thiên Thủy mới biết bọn họ đã sớm bắt xe lam về trước khiến Diệp Phàm rất buồn bực, thầm nói, muốn tiến bộ cũng không cần thiết ra vẻ như vậy chứ. Quá thể. Chương 121, trò chơi mập mờ trong xe. Diệp Phàm cưỡi trên chiếc Mitsubishi mới tinh của mình trở về, trên đường đi gặp những nhân viên làm việc ở Ủy ban Nhân dân, trước kia thấy mình bọn họ chỉ gật gật đầu. Bây giờ không cần biết là thanh niên hay phụ nữ, ngoài những người lớn hơn mình ra, chỉ cần là quen biết tất cả đều cung kính khẽ khom người kêu lên một tiếng, Chủ tịch Diệp, khiến hắn ngây người sửng sốt, sau khi hồi phục lại tinh thần mới nhớ ra bản thân hiện tại đã là Phó Chủ tịch Thị trấn Lâm Tuyền kiêm ủy viên đảng ủy rồi, không còn là một công chức bé nhỏ ở một thôn xó xỉnh là Đập Nước Thiên Thủy nữa. Trong hắn bất giác thở phào một hơi thầm nói, chà, cảm giác làm quan, thật sự là thoải mái. Tuy nhiên Diệp Phàm đối với mọi người đều khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi lại, cũng không có loại tật xấu kiêu ngạo tự mãn của những người tuổi trẻ đắc chí, thật sự đã để lại ấn tượng rất tốt cho mọi người, ai cũng cảm thấy người thanh niên này rất khá, rất có bình dị dễ gần. Vừa khéo, khi xe vừa mới chạy đến ngã ba của Đập Nước Thiên Thủy lại phát hiện một chiếc khăn quàng màu xanh phấp phới ở phía trước, dụi dụi mắt, thầm nghĩ không phải là lại gặp một vị mỹ nhân nào đó xin quá giang đấy chứ. Bố mày đúng là gặp phải vận may rồi. Ken, két. Vừa mới dừng xe đã nghe thấy một tiếng khiển trách giống như chim oanh hót. Này, anh nghĩ gì vậy? Ngơ ngẩn giống như kẻ ngốc thế. Diệp Phàm từ trong suy nghĩ xấu xa định thần lại mới phát hiện người này lại là em gái tài vụ Hoàng Hiểu Lâm của Lâm Trường Cảnh Dương mới quá giang hôm qua, há hốc mồm ngớ ngẩn lắp bắp hỏi. Sao, sao lại là em, gặp quỷ rồi? Này, anh dám mắng em là quỷ sao? Em đánh chết anh. Hoàng Hiểu Lâm mặc kệ, chạy tới trước mặt Diệp Phàm, thò bàn tay trắng muốt qua cửa sổ xe đấm vào bên vai Diệp Phàm, một mùi hương nhàn nhạt của hoa lan phảng phất bay vào trong hơi thở của Diệp Phàm. Diệp Phàm tiện tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hoàng Hiểu Lâm vào tay mình, nhẹ nhàng áp sát đến, sau khi lịch sự hôn lên bàn tay giống như các kỵ sĩ cổ điển châu Âu tao nhã, lại cố ý thở dài nói. Em gái nhỏ, đánh là yêu, mắng là thương. Ha ha, thơm quá. Anh, đúng là đồ háo sắc, buồn nôn chết đi được, hừ. Hoàng Hiểu Lâm ngẩn ngơ một lát, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, thân thể run rẩy vội vàng rút bàn tay về, khuôn mặt thoáng cái đỏ hồng giống như quả dâu tây, xoay người, vai run rẩy mãnh liệt, xấu hổ vô cùng, khuôn mặt cúi xuống cũng không dám nhìn anh chứ Diệp Phàm. Chuyện này có gì đâu, em gái nhỏ, lên xe đi, không lên xe là anh chạy đấy. Diệp Phàm cũng hơi xấu hổ, nhún vai xuống xe không hỏi gì cả ân cần kéo cái dương da của Hoàng Hiểu Lâm lên chỗ chứa đồ phía sau rất ga lần. Sau khi lên xe thấy Hoàng Hiểu Lâm vẫn quay lưng về phía mình, không quay đầu lại, liền nhấn còi 2 tiếng còi bíp, bíp khởi động chuẩn bị chạy đi. Đáng ghét, anh dám. Hoàng Hiểu Lâm đột nhiên quay người lại hướng về phía Diệp Phàm hừ một câu, thoáng cái đã chạy đến giữa đường, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn. Bộ ngực căng đầy thở hổn hển dao động phía trước cửa xe lên xuống của Diệp Phàm, mái tóc dài trên đầu bị gió thổi bay về phía sau, cực kỳ giống với ma nữ quàng khăn đỏ trong truyền thuyết, trong đôi mắt mở trừng trừng tràn đầy vẻ hờn dỗi. Mẹ kiếp, thật quá lắm, dạo dực quá thể, anh mày không nhịn được, có lỗi rồi. Diệp Phàm vội vàng hành khí trong cơ thể lượn một vòng mới xong một chút, thầm mắng mình là đồ háo sắc, đợi Hoàng Hiểu Lâm bước lên, xe mới từ từ chạy. Diệp Phàm khẽ liếc nhìn nàng một cái, phát hiện vẫn đang hờn dỗi, càng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Hắn cũng không nói gì, buồn bực lái xe, cứ thế thả mình trong những suy nghĩ mờ ám,
thỉnh thoảng còn lén lút thuận theo làn váy dày lay động nâng lên mở ra của Hoàng Hiểu Lâm hướng vào bên trong muốn nhìn đến tận cùng, nhưng quả thực không nhìn thấy gì cả. Mặc dù Diệp Phàm có ưng nhãn thuật cũng không có tác dụng gì, nếu như có thần thức giống như các tu sĩ trong tiên hiệp, quét hết mỹ nhân trong thiên hạ thì đúng là khoái hoạt phong lưu. Hoàng Hiểu Lâm hình như có chút cảnh giác, cảm nhận thấy một luồng ánh mắt gian tà đang lén lún rình rập mình, vội vàng đưa tay lập tức túm chặt lấy cái váy của mình, nhất thời cái váy bị ôm chặt đến mức đừng hòng mơ tưởng nhìn thấy một chút gì ở bên trong, nhẹ nhàng hừ một câu. Hừ, đồ con chuột ăn trộm, nhìn đến lòi mắt ra đi. Ha ha, chuột ở đâu vậy, anh đi bắt về cho em chơi. Diệp Phàm thản nhiên mỉm cười nói, da mặt dày đến mức có thể nói là điển hình của đương thời, hắn thậm chí cảm thấy trước mặt mỹ nhân, da mặt của mình có thể so sánh với đáy nồi. Ai ngờ Hoàng Hiểu Lâm lại hiểu sai câu nói này, con chuột mà mình mắng rõ ràng chính là anh chàng này, trái lại anh chàng này lại liếm mắt nói là muốn bắt chuột chơi với mình. Ý tứ đó không phải chính là nói hắn muốn vui đùa với mình sao? Còn ý tứ vui đùa cái gì, cô nam quả nữ không hiểu sai lệch đi mới là quái lạ. Khuôn mặt của Hoàng Hiểu Lâm càng ửng đỏ, khuôn mặt đỏ bừng, sắp có thể biến thành mặt trời rồi. Cực kỳ tức giận tiện tay cầm một bó ghim giấy ở cạnh chỗ ngồi đập lên người Diệp Phàm, mắng. Đánh chết con chuột háo sắc anh đi. Hừ hừ hừ, đồ con heo lẳng lơ. Cái gì, đồ con heo lẳng lơ, em dám đặt cho tên cái tên này sao, thật là ngang bướng quá, anh không ngờ đấy. Không có bệnh hoạn nhất, chỉ có bệnh hoạn hơn, câu nói này là sao chép danh ngôn của một vị viết sách rất được mọi người hâm mộ, ngàn vạn lần đừng đòi bản quyền với tôi. Tôi nghèo lắm, chỉ muốn dựa vào quyển sách này kiếm mấy đồng tiêu xài thôi, ha ha, nhưng bà cô à, anh nói em phải chú ý một chút, đang lái xe, nếu xảy ra chuyện gì thì hai chúng ta thật sự trở thành đồng mệnh uyên ương đấy. Diệp Phàm luôn miệng kêu oan nói, lúc này vừa mới thăng chức, tâm lý vô cùng sảng khoái. Lại khôi phục khiếu ăn nói khéo léo thời đại học, thoải mái hơi ngông cuồng một chút, thả lỏng tâm tư cũng tốt. Hừ, mơ mộng đẹp lắm, ai làm, với anh chứ? Hoàng Hiểu Lâm vốn muốn nói bốn chữ đồng mệnh uyên ương, đột nhiên nghĩ đến thật sự có chút không thích hợp, đó không phải nói mình cũng có suy nghĩ như vậy sao, chuyện này phức tạp rồi, tiến triển quá nhanh. Vì thế cô vội vàng ngăn chặn bốn từ phía sau không để ý tới, trong xe tràn ngập không khí mập mờ vô cùng mông lung. Khuôn mặt kiều diễm rất là mê hoặc lòng người. Hai người đều không nói gì, mà chìm đắm trong những suy nghĩ miên man. Không lâu sau đã đến Long Quy Nhai, Diệp Phàm phát hiện có rất nhiều người đang bận rộn khiêng đống đá dọn dẹp sân. Long Quy Nhai cách đập nước Thiên Thủy không sai biệt lắm một nửa lộ trình, lúc ấy quân đội cứu viện chính là bị ngăn cản ở đây. Vì thế nơi này được phá tung ra một con đường vòng lớn trống trải, một bên dựa vào suối có mảnh ruộng nước vô cùng lớn. Dài rộng đoán chừng có 1.000 thước đất. Hiện tại phía trên chất đầy những hòn đá lớn nhỏ mà quân đội phá hồi ấy. Lớn thì chừng 10 tấn, nhỏ thì cỡ bàn tay. Diệp Phàm vừa mới xuống xe, Lý Hoành Sơn đã bước tới đón tiếp, cung kính gọi một tiếng anh Diệp, vội vàng đưa ra một điếu thuốc. Bắt đầu rồi sao? Diệp Phàm hỏi. Vâng, lần này mọi người bàn bạc xong tổng cộng đầu tư 80 vạn, muốn làm thì phải làm trận đá vụn lớn. Anh Lô còn đồng ý đưa tới một cái máy cẩu công suất cực lớn cho chúng ta bắt đầu. Anh Tuyên và anh Vĩ bọn họ đến Thủy Châu xem các thứ như máy nghiền, máy nhập liệu, máy sát bột, máy bản lề và motor rồi. Muốn nhanh chóng chuẩn bị, nếu thuận lợi ngày mai có thể vận chuyển về cộng thêm lắp đặt, khoảng 10 ngày nữa là có thể bắt đầu đập đá rồi. Những chỗ này là ruộng nước hay là sơn địa? Diệp Phàm chỉ vào mặt đất hỏi, nếu là ruộng nước thật ra có chút phiền toái. Vì đồng ruộng thì phải bảo vệ, là sơn địa thì dễ làm hơn. Vốn là một cánh đồng hoang, cũng không phải là ruộng nước. Sau này mấy hộ dân của đập nước Thiên Thủy chúng ta cày cuốc thành ruộng nước trồng lúa. Chúng tôi đã nói chuyện thỏa đáng rồi, mấy chỗ sơn địa thì theo cổ phần đầu tư. Hôm qua còn ký hợp đồng, mời luật sư làm, cổ phần của mọi người đều thương định rồi. Lý Hoành Sơn trả lời. Được, mọi người bận nhiều việc, tôi đi đây. Diệp Phàm đang muốn xoay người lại nghe Lý Hoành Sơn kêu lên nói. Anh Diệp, cô gái trong xe rất xinh đẹp, có phải là chị dâu tương lai của chúng ta không? Em có nên sang đó hỏi thăm một chút, ha ha, lúc nào đó uống rượu chứ? Thằng nhóc nhà cậu nói năng bậy bạ gì vậy, anh mày mới 18 tuổi, chuyện này còn sớm quá. Đến lúc đó không thiếu cậu được đâu, tiền mừng nhớ phải lớn vào một chút. Cô ấy là tiện đường quá giang.
nhân viên tài vụ của Lâm Trường Cảnh Dương, tôi làm gì có may mắn đó, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng nói mấy câu rồi tiếp tục lên xe đi về phía trước. Này, vừa rồi anh ở trước mặt người khác nói tôi là cái gì của anh? Anh đừng có nói bậy đấy. Hoàng Hiểu Lâm bĩu môi lên có chút bất mãn. Yên tâm, anh không định tìm bạn gái sớm như vậy đâu. Nếu tìm cũng phải tìm một cô gái hiền lành, thông minh, hiểu ý người khác, còn em thì, ha ha, có chút. Giọng nói của Diệp Phàm lộ vẻ kỳ quái, Hoàng Hiểu Lâm tức đến mức trợn tròn hai mắt, cũng không biết nói gì nữa. Khi xe sắp đến chỗ ngã ba của Lâm Trường Cảnh Dương, Diệp Phàm giả vờ chuyên tâm lái xe, không nói chuyện, nhưng Hoàng Hiểu Lâm lại ngồi không yên. Lúc thì liếc trộm Diệp Phàm, lúc lại hé môi định nói gì đó nhưng xấu hổ không mở miệng. Diệp Phàm biết cô ta là muốn nhờ mình trực tiếp đưa cô ta đến Lâm Trường Cảnh Dương, từ chỗ ngã ba này đến Lâm Trường Cảnh Dương còn có 4-5 cây em, nếu kéo cái dương da này đi vào đoán chừng cũng lột mất một lớp da. Nhưng Diệp Phàm cố ý không để ý, đợi chú mèo nhỏ Hoàng Hiểu Lâm tự động mở miệng trước mới trả lời, trong lòng khoái chí hử nói, đồ con heo lẳng lơ. Anh mày sẽ bệnh lẳng lơ cho cô xem, con heo lẳng lơ treo cá, người nào muốn thì mắc câu. Mãi cho tới chỗ ngã ba, Hoàng Hiểu Lâm vẫn không từ bỏ sĩ diện xin giúp đỡ. Cuối cùng đáng thương xuống xe, mệt mỏi kéo cái dương ra thiếu chút nữa tức nổ phổi, trong miệng nhẹ giọng nguyền rủa nói. Chạy 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 đi, lẳng lẳng lẳng, chân sẽ khai thối ra. Lỗ tai bén nhạy của Diệp Phàm kỳ thực nghe thấy, cười cười không để ý tự mình lái xe vút đi tiến về phía trước đoạn đường vòng không thấy nữa. Diệp Phàm vừa lái đi, nhìn khói cuộn mù mịt phía đuôi xe. Hoàng Hiểu Lâm cũng không kìm được ngồi xuống chiếc dương ra ứa nước mắt, cúi đầu, miệng hé ra mắng nói. Loại thanh niên gì vậy, không hiểu nỗi đau lòng của con gái người ta một chút nào. Hức hức hức, khốn khiếp, tôi nguyền rủa anh sẽ không lấy được vợ, người nào để ý đến cái loại gỗ thôi chứ. Bổn cô nương ngoại hình lại không xấu, lại còn nói ném mình ở giữa đường, có phong cách quân tử không vậy? Ktt, đang mắng Hoàng Hiểu Lâm đột nhiên nghe thấy tiếng thắng xe. Tưởng là phía sau có xe tới, hơn nữa hình như còn là hướng về phía Lâm Trường. Trong lòng vô cùng mừng rỡ ngẩng đầu lên đang muốn vẫy tay, lập tức ngây người. Diệp Phàm nhanh chóng xuống xe, đứng trước mặt nàng, nhìn thấy Hoàng Hiểu Lâm khóc giống như một chú mèo nhỏ vô cùng xinh đẹp đáng yêu, thực sự là nhìn thấy mà thương xót. Không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc tuột xuống trên mặt nàng sang bên cạnh,